lên nhầm xe hoa cưới chồng như ý, Tô Yên, Sở Hướng Nam. Chương 122, tranh đấu trong giới quý bà. Tô Yên không hề nhận được thông báo trong nhóm phụ huynh, Hạ Vũ mặc mất tích ở nhà trẻ, nếu như có chuyện gì thật, cô thật muốn lật tung cái nhà trẻ này lên. Ngọn núi phía sau cũng không xa, đi mười mấy phút là đến. Cảnh vật chung quanh ngọn núi phía sau yên tĩnh và đẹp đẽ, còn có không ít thiết bị vui chơi ngoài trời nghe nói cũng là do mẹ của một bạn nhỏ trong lớp bỏ vốn ra mua lưu tuyết lam tìm cho hạ vũ mặc một nhà trẻ quý tộc những đứa trẻ có thể vào đây đều có gia cảnh không tầm thường tô yên dẫn hạ vũ và hạ huy đến thẳng ngọn núi phía sau hiệu trưởng vương cũng nhận ra chuyện khác thường cũng tự mình lái xe đi ngọn núi phía sau có nhiều bạn nhỏ đang chơi đùa chạy nhảy tung tăng cũng có nhiều phụ huynh đến đó các phụ huynh ngồi trong tròi nghỉ mát người nào người nấy ăn mặc gọn gàng sáng sủa tay cầm túi sách hiệu Hermes. Túi rẻ nhất cũng đã hai mươi mấy vạn. Mọi người ngoài mặt đều tỏ ra hòa thuận vui vẻ, nhưng sự thật thì đang ngầm khoe khoang hơn thua với nhau. Tô Yên vừa nhìn sang đã thấy cô Mã, cô còn chưa bước đến, hiệu trưởng Vương đã đến trước cô nói với cô Mã, cô Mã, cô qua đây một lát. Cô Mã là một người phụ nữ 35 tuổi đã quá lứa lỡ thì, buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy caro màu hồng trẻ trung. Cô Mã thấy hiệu trưởng Vương đột nhiên đến đây, Chị ta cảm thấy vô cùng bất ngờ, vội chạy đến hỏi: "Hiệu trưởng, sao bỗng nhiên lại đến đây? Xảy ra chuyện gì rồi sao?" Cô Mã nghi ngờ nhìn Tô Yên và Hạ Vũ Hà Huy đằng sau cô, tình hình này khiến chị ta không khỏi cảm thấy hoang mang trong lòng. Hiệu trưởng Vương nói: "Đây là phụ huynh của Hạ Vũ Mặc, cô ấy đến đón Hạ Vũ Mặc về, cô Mã, cô đi đưa Hạ Vũ Mặc đến đây." Vừa nghe thấy Tô Yên đến đón Hạ Vũ Mặc, vẻ mặt cô Mã chợt thay đổi, ấp a ấp úng nói: "Là là phụ huynh của Hạ Vũ Mặc à, phụ huynh của bé Hạ Vũ Mặc, chào cô, con chưa tan học sao cô lại đến đón sớm như vậy? Tô Yên đảo mắt nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của Hạ Vũ Mặc, trong lòng cô càng sốt ruột hơn. Audio điện tử Võ Tấn bền. Tô Yên không tỏ vẻ gì, cô chỉ hỏi, cô Mã, trong lớp tổ chức hoạt động ngoài trời, tại sao tôi không nhận được thông báo trong nhóm vậy? Chuyện này tôi cũng không biết nữa vẻ mặt cô mã còn rất ngạc nhiên, quả thật tôi đã thông báo trong nhóm rồi, phụ huynh bé hạ vũ mặc, cô không nhận được thông báo sao. Tô Yên cũng không không muốn vòng vo với cô mã nữa, cô nói thẳng, bây giờ tôi muốn đưa hạ vũ mặc đi, làm phiền cô mã dẫn hạ vũ mặc ra đây. Chuyện này, chuyện này, cô mã cười gượng một tiếng đáp, được, tôi sẽ đưa hạ vũ mặc ra ngay. Cô mã lườm Tô Yên một cái, con giả vờ tìm kiếm, tìm một đứa trẻ rồi giả vờ hỏi thăm có nhìn thấy Hạ Vũ mặc đâu không. Sau đó chị ta bước đến trước mặt Tô Yên nói, phụ huynh bé Hạ Vũ mặc, có lẽ Hạ Vũ mặc đi qua bên đó chơi rồi, cô đợi ở đây một lát, tôi đi tìm thử. Không cần đâu, Tô Yên lạnh lùng nói, Hạ Vũ, Hạ Huy, hai người qua đó tìm. Vâng, Hạ Vũ Hạ Huy lập tức đi ngay. Vẻ mặt cô mã chợt thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ lo sợ, tôi đi là được rồi, các cô cũng không giành ngọn núi phía sau này, Tôi quen thuộc hơn. Cô Mã vừa dứt lời, tiếng khóc của Hạ Vũ Mặc lại vang lên từ hai bên sườn núi. Tô Yên lạnh lùng nhìn cô Mã, sau đó lập tức chạy về phía tiếng khóc. Lúc cô nhìn thấy Hạ Vũ Mặc bị trói trên cây, Tô Yên lập tức nổi trận lôi đình. "Chị ơi, hu hu hu, chị ơi." Hạ Vũ Mặc nhìn thấy Tô Yên lại khóc lớn hơn nữa. "Tiểu Vũ, Tô Yên vô cùng đau lòng, vội vàng cởi trói cho Hạ Vũ Mặc." hiệu trưởng Vương và cô mã cùng với những phụ huynh khác đều bước đến. Thấy Hạ Vũ mặc bị trói trên cây, hiệu trưởng Vương chợt sửng sốt. Từ lúc thành lập trường đến nay vẫn chưa từng xảy ra chuyện như thế. Học sinh trong trường lại bị trói trên cây như súc vật, chuyện này đồn ra ngoài thì không xong rồi. Sau khi cởi dây trói xong, Hạ Vũ mặc nhào vào lòng Tô Yên khóc lóc kể lể, chị ơi, bọn họ bắt nạt em, bọn họ trói em ở đây, họ còn mắng em là đồ con hoang không có cha mẹ, ánh mắt tô yên lạnh lùng như tảng băng nhìn về phía cô mã. Hai chân cô mã run rẩy, chị ta luống cuống giải thích tôi, tôi không biết mà, chắc chắn là trò đùa của bọn trẻ, trẻ con mà, bẩm sinh đã thích đùa dai. Cô mã, cô tưởng tôi là con nít 3 tuổi sao, cô là giáo viên, trò nghỉ mát cách chỗ này còn chưa được 50 mét, hạ vũ mặc bị trói ở đây mà cô không biết được sao. Tô yên đanh mặt. Lên giọng hỏi tội, hôm nay cô phải giải thích rõ ràng cho tôi cô mã ấp úng nói không nên lời, chị ta không giải thích được. hiệu trưởng vương bước ra nói, phụ huynh bé hạ vũ mặc, cô bất giận chút, trẻ con đùa nghịch cũng bình thường mà, nhưng chuyện hôm nay quả thật cũng hơi quá đáng, tôi chắc chắn sẽ xử phạt cô mã. nói xong, hiệu trưởng vương cố làm ra vẻ nghiêm nghị của mắng cô mã, cô mã, cô làm sao vậy, sao lại có thể mắc phải sai lầm lớn như vậy, còn không mau xin lỗi phụ huynh bé hạ vũ mặc đi. phụ huynh bé hạ vũ mặc, xin lỗi cô do tôi sợ ý mới để xảy ra chuyện như vậy. Vẻ mặt cô mã vô cùng thành khẩn xin lỗi, bọn trẻ tham gia hoạt động ngoài trời đông quá, cũng khó tránh tôi không thể để ý hết được, mong rằng phụ huynh bé hạ vũ mặc có thể hiểu cho nỗi khổ của người làm giáo viên chúng tôi. Cũng biết lươn lẹo thật, Tô Yên nhìn hai người kẻ tung người hứng, họ đang muốn làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, cơn giận trong lòng cô lại càng tăng lên. Tô Yên lạnh lùng quát, là ai đã trói hạ vũ mặc lên trên cây, bước ra đây. Không một ai dám bước ra, đám trẻ cũng sợ hãi lùi về phía sau. Hạ vũ mặc chỉ vào cô mã, thút thiết nói chị ơi, là cô mã dẫn các bạn trói em lên cây đó, bọn họ còn mắng em là đồ con hoang, đồ không có cha mẹ. Bị hạ vũ mặc chỉ thẳng mặt cô mã vội vàng nói, hạ vũ mặc, con hiểu lầm rồi, sao cô có thể trói con được chứ, cô mã chỉ chơi đùa cùng con thôi, mọi người đều chơi đùa như vậy mà, con không được nói bậy đâu nhé, nếu không thì sẽ không có bạn nào chơi với con nữa đâu đó. Chơi đùa. Lý do thoái thác nghe cũng liên quan ghê. Cô mã thích chơi đùa như vậy, được thôi, vậy tôi chơi với cô cho đã nhé. Tô Yên tức giận đến nỗi bật cười, lạnh lùng ra lệnh, hạ vũ, hạ huy. Ra tay, trói người lên cây cho tôi. Gậy ông đập lưng ông. Hạ Vũ và Hạ Huy lập tức bước lên, bắt lấy cô mã sau đó nhanh chóng lấy dây thừng trói chị ta lên cây trong mắt bọn họ còn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, chứ đừng nói là người đàn bà độc ác lại dám ra tay với một đứa trẻ này. Thấy Tô Yên định làm thật, cô mã sốt ruột nói, phụ huynh bé hạ vũ mặc, cô làm vậy là phạm pháp đó, cô không muốn hạ vũ mặc ở lại nhà trẻ nữa đúng không, cô dám làm vậy với tôi sao? Tại sao tôi không dám? Tô Yên lạnh lùng cười to, ánh mắt cô lại liếc sang đám phụ huynh đang hóng chuyện, cô hỏi hạ vũ mặc, tiểu vũ, nói cho chị biết, còn ai nữa? có tô yên làm chỗ dựa, hạ vũ mặc cũng không còn sợ nữa, cậu bé khụt khịt mũi, sau đó giơ tay chỉ vào một đứa trẻ cũng tham gia vào chuyện này. Chị ơi, có cậu ta, còn có cậu ta và còn có thằng béo đó. Hạ vũ mặc chỉ ra tổng cộng 5 đứa trẻ, đám trẻ đều sợ hãi nấp sau lưng phụ huynh run cầm cập. Trong đó có một phụ huynh đứng dậy, mỉa mai khiêu khích nói, đây không phải là cô tô sao, cô còn cho rằng mình là con gái nuôi nhà họ lý nên ở đây diếu võ dương oai sao, cô dám đụng vào con trai tôi thử xem thấy có người ra mặt những phụ huynh khác cũng lần lượt bước ra đây chính là nhà trẻ quý tộc những đứa trẻ có thể vào đây học đều có gia cảnh không tầm thường đây là bà vương nhà bà ấy làm về trang điểm đây là bà lý nhà bà ấy khó ai sánh bằng tổ tiên chính là đời sau của con cháu bát kỳ ồ thì ra đây chính là tôi yên bay lên cảnh cao ngỡ thành phượng hoàng sao còn tưởng mình ghê gớm lắm nhỉ cô bảo vệ đứa trẻ này như vậy Rốt cuộc đứa trẻ này là gì của cô? Chẳng lẽ nó là con trai riêng của cô thật sao? Chương 123, Tô Yên dạo oai. Mọi người đều cười ồ lên. Những quý cô quý bà này giọng điệu cực kỳ mỉa mai, ai nấy đều xem thường Tô Yên. Tập đoàn Tô thị của nhà cô vốn chẳng có tiếng tăm gì, Tô Yên lại không phải là con gái ruột của Lý Mục Sinh, chỉ là một đứa con gái nuôi thì có gì phải sợ chứ? Chuyện nhận con trai con gái nuôi trong giới nhà quyền thế cũng nhiều không kể xiết hạ vũ hạ huy không nghe lọt tai nữa hạ vũ lạnh lùng nói các người dám nói chuyện sắc láo với cô tô sao hạ vũ tôi yên quát một tiếng sau đó ánh mắt cô lạnh lùng lướt sang đám quý bà quý cô đang xem thường cô cô khẽ nhếch khóe môi bật cười chỉ là nụ cười đó không ấm áp chút nào các người đều là quý bà hạng nhất hạng nhì trong giới nói thật đi so với các người thì tôi yên tôi cũng không là cái thá gì thật biết là tốt rồi còn không mau thả cô mã ra bà lý vinh váo đắc ý nói với hiệu trưởng vương chỗ chúng ta là nhà trẻ quý tộc không phải loại tôm tép gì cũng có thể vào ông đưa một đứa con hoang không cha không mẹ vào đây như thế chẳng phải là đang hạ thấp đẳng cấp của bọn tôi sao bà vương cũng ngùa theo nói xem xem đứa trẻ đó hai mắt nó hung hăng như sói hoang vậy một đứa không cha không mẹ thì làm gì có ai dạy dỗ chứ đừng để nó làm hư con chúng tôi đúng vậy con trai tôi dạo này không thèm nghe lời như trước nữa chắc chắn chính là do đồ con hoang này dạy hư. Tôi mua đồ chơi cho con trai tôi hết mấy vạn, mang đến trường chơi cũng không biết cái thứ dơ bẩn nào trộm mất, trước đây cũng đâu có chuyện như vậy. Đúng vậy, hiệu trưởng Vương, chúng ta không thể để một con sâu làm giàu nổi canh được, nếu đứa trẻ này vẫn tiếp tục ở lại, vậy chúng tôi sẽ chuyển trường hết. Mở miệng ra là đồ con hoang, không cha không mẹ, cơn giận trong lòng tôi yên lại càng dâng cao. Cô má bị trói trên cây lúc này cũng tức giận nói, hiệu trưởng, đứa trẻ hạ vũ mặc này cũng danh ma lắm, lúc lên lớp không chịu nghe lời, lúc nào cũng nói giáo viên dạy sai, quấy rối lớp học, trong đầu cũng toàn những suy nghĩ kỳ lạ, tôi thấy đứa trẻ này chắc chắn bị bệnh rồi, không thể tiếp tục ở lại đây được. Vừa nghe thấy nhiều bà mẹ quý tộc muốn dẫn con chuyển trường như vậy, hiệu trưởng vương trượt luống cuống, như thế cũng đồng nghĩa với việc đem vứt từng cái cây hái tiền ra ngoài. Các phụ huynh đừng kích động, Tôi thấy đám trẻ cũng thích nơi này, tùy tiện chuyển trường, phút chốc cũng không thể thích ứng kịp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ, chuyện này tôi sẽ cho mọi người một lời đáp. Nhiều cây hái ra tiền so với một cô con gái nuôi nhà họ Lý, hiệu trưởng Vương rất nhanh đã đưa ra lựa chọn. Hiệu trưởng Vương lạnh lùng nói với Tô Yên, phụ huynh bé Hạ Vũ Mặc, đứa trẻ này của cô, thật sự trường chúng tôi không dậy nổi nữa, hy vọng cô có thể chuyển trường, đừng làm ảnh hưởng đến sự phát triển của những đứa trẻ khác. Tô Yên lạnh lùng nhếch môi nói, loại trường học rác rưởi này tôi cũng sẽ không để cho Tiểu Vũ tiếp tục học ở đây đâu, nhưng trước khi rời khỏi đây, hễ ai là người đã bắt nạt Tiểu Vũ, tôi sẽ không bỏ qua cho một ai. <tôi> ha <thấy> <laughs> ha, sao thế, cô còn dám chói con trai của bọn tôi lại thật à? Cô dám đắc tội với bọn tôi sao? Đúng vậy, cũng không biết coi lại thân phận mình, nhà họ Lý thấy chồng tôi cũng phải nhún nhường đó. Không, tôi sẽ không làm gì con trai các người đâu tục ngữ có câu con hư tại mẹ, lỗi lầm hôm nay bọn chúng mắc phải sẽ để cho người làm cha làm mẹ các người gánh lấy hậu quả. Ánh mắt Tô Yên nghiêm nghị, có lẽ ở chung với Lục Cận Phong quá lâu, tính tình cô cũng gần giống với Lục Cận Phong hơn, hơi thở cô toát ra đều khiến người ta thấy khiếp sợ. Tô Yên lạnh lùng ra lệnh, hạ vũ, hạ huy, ra tay, trói hết những người đó lại. Vâng, cô Tô. Hạ Vũ và Hạ Huy đã đợi Tô Yên ra lệnh từ lâu. Các quý bà đều hoảng sợ và giận dữ. Tô Yên, cô điên rồi, cô dám động vào bọn tôi à, cô không sợ bọn tôi sẽ tìm đến nhà họ Lý các cô gây chuyện sao? Hôm nay là một mình Tô Yên tôi làm, không liên quan đến nhà họ Lý, các người muốn tìm người tính sổ thì sau này cứ đến tìm tôi. Tô Yên không hề sợ sệt chút nào nói, Hạ Vũ, Hà Huy, chói chặt vào. Vâng, cô Tô. Hạ Vũ và Hà Huy đã từng được huấn luyện những quý bà quý cô tay chói gà không chặt này còn trốn thế nào được. Cứ hễ là các bà mẹ hay đám nhóc đã bắt nạt tiểu vũ, tất cả đều bị trói lên cây hết, mỗi người một cây, cộng thêm cô mã là có tổng cộng 6 người. Ai nấy đều mắng chửi xối xả, mạo ngoại lung tung, tóc tai lộn xộn, nhếch nhác khó coi vô cùng. Những quý bà khác nhìn thấy tội yên dám động vào những người này thật, ai nấy đều không dám nói gì nữa, bảo vệ con mình lùi về sau vài bước theo bản năng. Bọn họ vui mừng vì vừa rồi không dung túng cho con mình bắt nạt tiểu vũ, nếu không thì bây giờ đã bị trói trên cây giống bọn họ rồi. Hiệu trưởng Vương thấy các quý bà bị trói trên cây, ông ta phẫn nộ trách mắng, phụ huynh bé hạ vũ mặc, sao cô có thể làm như vậy chứ, ở đây là trường học, lẽ nào dễ dàng để cô làm bừa, mau thả người ra. Trong lòng hiệu trưởng Vương rất sốt ruột, những người này đều là cây hái ra tiền của ông ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó, vậy chẳng phải ông ta cũng bị vạ lây sao suýt chút quên mất ở đây còn có một người tô yên lạnh lùng hô to hạ vũ ngôn tình sủng hạ vũ hiểu ý bật cười xấu xa với hiệu trưởng vương hiểu rồi cô tô hạ huy ra tay tới ngay hạ huy xoa tay hăm he vô cùng thích thú các người làm gì vậy các người đừng qua đây hiệu trưởng vương thẹn quá hóa giận quát phụ huynh bé hạ vũ mặc mau bảo bọn họ dừng tay nếu không tôi sẽ đuổi học hạ vũ mặc nó cũng đừng hòng học mẫu giáo ở đế đô nữa hiệu trưởng vương cũng mạnh miệng thật tôi yên nhếch miệng bá đạo nói hạ vũ hà huy trói thêm mấy vòng cho tôi các cậu ở đây trông chừng chưa đến sáng mai không được thả ai ra hết hiệu trưởng vương cũng bị trói lên cây những người này vừa nghe nói bị trói một đêm lập tức sốt ruột Tô yên cô mau thả tôi ra nếu không chồng tôi sẽ không tha cho cô đâu tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu đồ đàn bà độc ác như cô cũng dám đắc tội bọn tôi sao cô đừng hòng sống trong giới này nữa Tô Yên chẳng thèm để ý chút nào, cô cầm điện thoại lên, gọi cho Lục Cận Phong trước mặt những người này, giọng điệu thờ ơ, "Lục Cận Phong, bây giờ em rất không vui, muốn dỡ bỏ trường mẫu giáo bên đường Mã siêu đông, đúng rồi, còn có các quý bà nhà họ Vương, nhà họ Lý gì đó cũng làm em không vui, em chói bọn họ lại hết rồi, anh đến xử lý tàn cuộc nhé." Lục Cận Phong nghe xong, mọi người ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Lục Cận Phong nào là lục cận phong của tập đoàn lục thị ở đế đô sao sau khi gọi điện thoại xong tôi yên dắt tay hạ vũ mặc cô cũng không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt của các quý bà đó cô chỉ nói với hạ vũ mặc đi về nhà hạ vũ và hạ huy ở lại trông chừng các quý bà quý cô thấy tôi yên cứ như vậy mà đi mất trong lòng muốn mắng nhưng không dám mắng vô cùng kiêng rè ngộ nhỡ là người nắm quyền nhà họ lục thật vậy chẳng phải bọn họ xong đời rồi sao Hiệu trưởng Vương cũng sướng sờ hỏi, cho hỏi vừa rồi cô Tô gọi cho cậu Lục của tập đoàn Lục Thị sao? Đúng vậy, Hạ Vũ Hạ Huy nhìn nhau, một lũ ngu si, bà chủ tương lai của nhà họ Lục là người mà các người có thể đắc tội sao? Hạ Huy khoanh hai tay trước ngực nói, nếu bắt tôi cưới một người phụ nữ ngu mốc như vậy về, tôi thả đập đầu vào gối chết quách cho xong. Hạ Vũ thương xót nói, đáng tiếc quá, trường học tốt như vậy sắp bị dỡ bỏ rồi, chọc cô Tô không vui như thế chẳng phải tìm đường chết sao. Có người nhận ra Hạ Vũ Hạ Huy là người của Lục Cận Phong, kinh ngạc thốt lên, tôi đã từng gặp bọn họ, họ là người của cậu Lục thật đó, lẽ nào những lời bọn họ nói đều là thật sao? Tô Yên là bà chủ tương lai của nhà họ Lục sao? Bọn họ đắc tội với bà chủ tương lai nhà họ Lục, đắc tội nhà họ Lục, vậy thì còn gì nữa chứ? Những quý bà quý cô này thường tụ tập khoe khoang ganh đua nhau, họ cũng ít quan tâm đến tin đồn tình ái trong giới gần đây, không hề biết chuyện của Tô Yên và Lục Cận Phong. Lần này vẻ mặt ai nấy đều tái mét, họ đã mất đi vẻ kiêu căng khi nãy từ lâu. Trong nhà của nhà họ Lục, Lục Cận Phong nhận điện thoại của Tô Yên xong khẽ cao mày. Sa Thành nghị hỏi, xảy ra chuyện gì à? Một số người không biết tốt xấu chọc giận Tô Yên. Lục Cận Phong lại gọi một cuộc điện thoại khác, lập tức bảo người đi dỡ bỏ trường mẫu giáo trên đường Mã Siêu Đông. Vừa ra lệnh chưa được một tiếng, đội tháo dỡ đã chạy đến trường bắt đầu thi công. Lúc này hiệu trưởng Vương vô cùng kinh ngạc. Nhìn thấy các quý bà bị trói trên cây cũng không ai dám cởi trói cho họ, đám trẻ trong trường được đón đi hết, những người này vẫn bị trói trên cây suốt đêm. Người nhà của các quý bà cũng không ai dám đắc tội với nhà họ lục, ngay cả đánh rắm còn không dám, nhưng chỉ bị trói một đêm, chỉ cần nhà họ lục không sai người đến hỏi tội, bọn họ đã cảm tạ ơn đức lắm rồi chương 124, cục cưng tuổi thân chết đi được. Tô Yên đưa Hạ Vũ Mặc về nhà họ Lý, suốt dọc đường Hạ Vũ Mặc không nói lời nào, vẻ mặt giàu dĩ nhìn ra ngoài cửa xe. Về đến nhà họ Lý, Hạ Vũ Mặc cũng về thẳng phòng mình, không thèm ngó ngàng đến ai. Tô Yên vô cùng lo lắng, cô bày trò chọc Hạ Vũ Mặc, cậu bé vẫn không thèm cười. Tiểu Vũ, xin lỗi, chị đến muộn rồi. Tô Yên bước đến, bế Hạ Vũ Mặc ngồi lên đùi cô sau đó hôn lên má của Hạ Vũ mặc nói, sau này có chị ở đây, sẽ không để em bị người ta bắt nạt nữa. Hạ Vũ mặc gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vân vê qua lại, dáng vẻ như sắp khóc, nước mắt trực trào, dáng vẻ đó trông vô cùng đáng thương. Lòng tôi yên chợt quặn đau, cô gọi tiểu Vũ. Hạ Vũ mặc quay người bước đến phía góc tường rồi ngồi xổm xuống, co do ủ rũ, bóng dáng nhỏ bé khiến người ta muốn tan chảy. Tô Yên bỗng chốc không biết phải làm thế nào, Hạ Vũ Mặc trước nay vẫn luôn hoạt bát cởi mở lại uất ức thành ra như vậy, sao có thể không khiến người ta đau lòng được. Hạ Vũ Mặc dựa vào tường, giọng nói hơi nghẹn ngào, Tiểu Vũ là đứa trẻ không có ai thương, không có cha có mẹ, là đồ con hoang, cha mẹ không ai cần Tiểu Vũ nữa, bọn họ đều chê cười em, hu hu. Nói một lúc Hạ Vũ Mặc khóc hòa lên, dáng vẻ vô cùng tổn thương. Vừa rồi lúc còn ở trường mẫu giáo, Hạ Vũ Mặc vẫn luôn kìm nén không khóc, Đối mặt với những lời chửi rủa của người khác, cậu bé cũng không lên tiếng, như thế đã rất giỏi rồi. Tâm hồn thơ ấu của cậu bé sao có thể chịu được những tổn thương như vậy? Tiểu Vũ, đừng khóc nữa, em còn có chị mà, Tiểu Vũ của chúng ta không phải không ai cần đâu, chúng ta đều rất thích Tiểu Vũ. Tô Yên dịu dàng vỗ về. Nhưng chị không phải là mẹ, Tiểu Vũ vẫn là đứa con hoang không cha không mẹ, vẫn không có ai chơi chung với em. Bàn tay mũm mím của Hạ Vũ mặc khẽ lau nước mắt, em muốn đi tìm anh trai, em cần anh trai, anh trai, anh đang ở đâu, Tiểu Vũ khó chịu quá, có người bắt nạt Tiểu Vũ, anh mau đến giúp Tiểu Vũ đi. Trước đây lúc còn trong trại mồ côi, Hạ Vũ mặc bị bắt nạt đều có anh trai ra mặt giúp cậu bé, có anh trai bảo vệ cậu bé cũng coi như không cần lo nghĩ gì. Hạ Vũ mặc thật sự rất nhớ anh trai. Hạ Vũ mặc khóc lã trá, trong lòng tôi Yên cũng thấy xót xa, cô ôm Hạ Vũ mặc vào lòng, khẽ vỗ về an ủi chị chắc chắn sẽ tìm anh trai giúp em hãy tin chị đừng khóc nữa tiểu vũ của chúng ta đáng yêu như vậy sao lại không ai chơi chung với em chứ cục cưng của bà sao thế sao lại khóc đáng thương như vậy lưu tuyết lam nghe thấy tiếng khóc bèn bước vào thấy hạ vũ mặc đang khóc nức nở lòng bà cũng tan vỡ cục cưng nói với bà con làm sao thế bà nội xinh đẹp hạ vũ mặc bước đến nhào vào lòng lưu tuyết lam tiếp tục gào khóc nức nở Bọn họ mắng Tiểu Vũ là đồ con hoang, họ chói Tiểu Vũ lại, còn không cho con chơi chung với họ. Ôi chao, cục cưng bé bỏng của bà, sao lại như vậy? Lưu Tuyết Lam đau lòng hỏi Tô Yên, "Tiểu Yên, chuyện này là sao? Ai chán sống dám bắt nạt Tiểu Vũ, còn dám chói nó lại nữa?" Tiểu Vũ bị người ta bắt nạt trong trường, Tô Yên kể hết mọi chuyện trong trường cho Lưu Tuyết Lam nghe. Lưu Tuyết Lam nghe xong vô cùng tức giận quát, "Bọn họ dám đối xử với Tiểu Vũ của mẹ như vậy?" Mẹ sẽ đi tìm họ tính sổ, đùa giỡn gì chứ, tưởng nhà họ Lý chúng ta dễ bắt nạt thật sao? Lý Văn và Lý Mục Sinh bị quấy rầy bởi tiếng khóc cũng bước vào, sau khi biết được mọi chuyện Lý Mục Sinh cũng rất giận dữ, đây chỉ là một đứa trẻ, sao họ có thể làm như vậy chứ, tôi đến trường đòi lại công bằng. Tô Yên nói, cha nuôi, không cần đi nữa, con đã xử lý xong rồi, bây giờ trường mẫu giáo đó có lẽ sắp bị dỡ bỏ xong rồi. Dỡ bỏ rồi thì tốt, trường học như thế giữ lại làm gì? lưu tuyết lam đau lòng lau nước mắt giúp hạ vũ mặc nói cục cưng của bà chịu uất ức rồi đừng khóc bà nội xây cho con một ngôi trường khác bà xem còn ai dám bắt nạt cục cưng của chúng ta nữa không lưu tuyết lam thật sự đau lòng cho hạ vũ mặc nhưng nghe thấy lưu tuyết lam muốn xây trường học cho hạ vũ mặc tôi yên vẫn vô cùng ngạc nhiên nhưng cô cũng không coi là thật chỉ nghĩ rằng bà đang dỗ dành tiểu vũ mà thôi hạ vũ mặc đừng khóc nữa sau này có chuyện gì cứ tìm cậu để cậu ra mặt cho con ai dám bắt nạt con cậu sẽ đánh vỡ đầu họ lý văn cũng đau lòng thay hạ vũ mặc hai người ngày thường không hợp nhau nhưng đến lúc quan trọng chắc chắn sẽ đứng về phía nhau con muốn tìm anh trai con nhớ anh trai rồi anh trai đang ở đâu vậy không phải anh trai cũng không cần tiểu vũ nữa chứ hạ vũ mặc bụng mặt khóc nấc lên chuyện xuyên không anh trai gì chứ anh trai là ai lưu tuyết lam và lý văn không biết chuyện hạ vũ mặc có anh trai mọi người không ngừng dỗ dành hạ vũ mặc lúc này mới ngừng khóc hạ vũ mặc xoa xoa cái bụng nói bà nội xinh đẹp con đói rồi bà đưa con xuống lầu ăn cơm hôm nay đều là món con thích ăn đó lưu tuyết làm đưa hạ vũ mặc xuống lầu ngày mai bà đưa con đi chơi mua đồ chơi cho con nhé lý văn cũng đi theo nói cậu đưa con đến công ty chơi có muốn đi không đi hạ vũ mặc gật đầu sau đó khôi phục lại vẻ lém lỉnh trước đây con muốn đi xem thử cậu có ham chơi không lo làm việc không được con đi giám sát cậu cậu sẽ không ham chơi đâu lý văn bật cười ôm mặt hạ vũ mặc nào để cậu bế lý văn càng ngày càng nghiện làm cậu rồi có hạ vũ mặc tính long nhong trước đây của lý văn cũng trở nên có trách nhiệm và biết đảm đương hơn lý mộc sinh đều thấy rõ sự thay đổi của lý văn đợi lưu tuyết làm bọn họ đi cả rồi ông mới nhìn về phía Tô yên nói Tiểu Yên, con cũng đừng lo lắng quá, trẻ con mau quên lắm, nó sẽ quên chuyện hôm nay nhanh thôi. Cha nuôi, hôm nay lại gây thêm phiền phức cho cha rồi. Tô Yên thấy rất có lỗi, những người trong giới đều biết cô là con gái nuôi của Lý Mộc Sinh, cho dù cô làm gì cũng sẽ liên lụy đến nhà họ Lý. Người một nhà mà con nói những chuyện này làm gì, Tiểu Vũ chịu ớt ức nhiều như vậy, chúng ta cũng đau lòng lắm. Lý Mộc Sinh nói tiếp, đứa trẻ Tiểu Vũ này rất có duyên với nhà họ Lý chúng ta, vừa rồi nghe tiểu vũ nói muốn tìm anh trai tiểu vũ còn có một anh trai sao vâng trước đây tiểu vũ từng nói chuyện này với con sau khi nó ra khỏi trại mồ côi thì đã không còn gặp lại anh trai nữa tô yên nói chỉ là biển người mênh mông cũng không biết đi đâu tìm đứa trẻ đó trông như thế nào hay tên là gì con cũng không biết đã qua lâu như vậy rồi con lo không biết đứa trẻ đó có rơi vào tay bọn buôn người hay không đúng là đứa trẻ số khổ Lý Mộc Sinh thở dài nói, cha thấy tiểu vũ phát triển tốt như vậy lại còn thông minh, là một đứa trẻ tài năng, thân thế chắc hẳn cũng không đơn giản. Con cũng từng nghĩ đến chuyện này, Tô Yên Cao Mày nói tiếp, có lẽ không có ai vứt bỏ hai đứa trẻ này đâu, lại còn là hai bé trai đáng yêu như vậy. Nếu như là bé gái hoặc bệnh tật thì còn có thể hiểu, nhưng Hạ Vũ mặc lại thông minh như vậy, trông cũng rất có thiện cảm. Hay là cha nhờ người tìm giúp, đứa trẻ nhỏ như vậy cũng cần có tình yêu của cha mẹ, Vâng, Tô Yên cũng muốn tìm cha mẹ của Hạ Vũ Mặc, hôm nay các quý bà cứ mở miệng ra là con hoang, không cha không mẹ, những lời chua ngoa độc ác sẽ khắc sâu từng chút một trong lòng Hạ Vũ Mặc. Mà cách để chữa lành vết thương lòng chính là tìm cha mẹ ruột cho Hạ Vũ Mặc. Hạ Vũ Mặc xảy ra chuyện như vậy, Tô Yên cũng không yên tâm, cô ở lại nhà họ Lý cùng Hạ Vũ Mặc, tạm thời không về nhà cũng nhà họ Lục nữa. Chuyện Tô Yên dạy dỗ các quý bà rất nhanh đã đồn khắp nơi trong giới. Ai nấy đều cảm thấy Tô Yên quá hung hăng cản quấy, nhưng Tô Yên có chỗ dựa ghê gớm như vậy, ai dám nói lời nào nữa chứ. Chuyện này cũng lọt vào tai Tô Vân, Tô Vân nghe nói Tô Yên đắc tội với nhiều quý bà như vậy, cô ta bật cười thấy vui khi người gặp nạn. Cô ta cũng chán sống thật, đi gây thù khắp nơi. Tô Vân cắt tỉa cành hoa, cười nói tôi lại muốn xem thử tình cảnh bi thảm của cô ta khi bị người ta trả thù. Một giọng nữ vang lên đằng sau lưng, trước đây cô nói Tô Yên đã từng sinh con, cần phải tìm ra đứa trẻ đó, không thể để xuất hiện thêm một buổi tiệc họp mặt gia đình sai trái như thế nữa, tôi phải tìm đứa con của Tô Yên. Chương 125, Hạ Vũ Mặc tìm được Hạ Phi rồi. Tô Vân nhìn người phụ nữ đằng sau. Người phụ nữ đeo mặt nạ, mặc đồ bảo vệ, đầu đội mũ, ngụy trang rất kín đáo, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt. Tô Vân biết người đó họ Tần. Rất giàu có và cũng căm ghét Tô Yên giống cô ta. Trước đây số tiền trong buổi tiệc từ thiện đều là người đó cho Tô Vân, vì vậy cô ta mới không bị mất mặt. Cô Tần, chuyện này hơi khó, trước đây tôi đã tìm Trần Hạo, vốn tưởng rằng có thể khiến Tô Yên mất hết mặt mũi, nhưng không ngờ lại bị hớ không móc đầu lên được. Tô Vân nhớ đến những ngày trước kia bị nhốt trong trại tạm giam, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó tôi đã tìm Trần Hạo hỏi thăm, lúc đó mới biết năm ấy anh ta không đạt được mục đích cũng không biết khi đó rốt cuộc người đàn ông tàng tiểu với Tô Yên rốt là ai. "Ồ, dưới lớp mặt nạ, Tần Nhã Hân lộ vẻ kinh ngạc hỏi, vậy đứa trẻ đó đâu?" "Chỉ có Tô Đình Nghiêm biết." Tô Vân nảy ra một ý, dù sao đứa bé đó chắc chắn chưa chết, cô Tần muốn tìm thấy con của Tô Yên, tìm Tô Đình Nghiêm là chuẩn nhất, nhưng Tô Đình Nghiêm chắc chắn sẽ không nói sự thật, phải dùng chút mánh khóe. Tần Nhã Hân cũng không ngốc, sao cô ta lại không nhìn ra Tô Vân muốn lợi dụng cô ta để dạy dỗ Tô Đình Nghiêm chứ? Tần Nhã Hân diễu cợt, Tô Đình Nghiêm không phải là cha ruột của cô sao, dù gì cũng nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, cô lại nhẫn tâm như thế. Do ông ta bất nhân trước, vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Ánh mắt Tô Vân tràn đầy thù hận, ông ta đánh mẹ tôi, cũng cắt đứt quan hệ với tôi, bây giờ nhà họ sở không muốn gặp tôi, nhà họ chu cũng không thèm nhận tôi, tôi rơi vào bước đường này đều do Tô Đình Nghiêm và Tô Yên gây ra nhắc đến tô yên ánh mắt tần nhã hân cũng tràn đầy sự căm thù lục cận phong vì tô yên mới đuổi cô ta đi chị gái không có được sự thương yêu của lục cận phong tô yên dựa vào đâu mà có được nó chứ tô vân thật mong tô yên lập tức gặp xui xẻo nhưng nghĩ đến lục cận phong tô yên bây giờ có nhà họ lục làm chỗ dựa chúng ta thật sự có thể đấu lại tô yên được sao tô vân hơi lo lắng nói nhưng tô yên rất quan tâm đến đứa trẻ tên là hạ vũ mặc chúng ta cũng có thể ra tay từ đứa trẻ này. Tần Nhã Hân lạnh lùng cười nói, cô ta tưởng rằng Lục Cận Phong thích cô ta thật sao? Người Lục Cận Phong thật lòng thích là một người khác, ngày tháng tốt đẹp của Tô Yên sắp chấm dứt rồi, cô gái kia sắp trở về rồi. Tô Vân nghe không hiểu lắm, cô Tần, ai sắp trở về? Tô Yên ở nhà họ Lý một đêm, sáng sớm hôm sau cô đã đưa Hạ Vũ mặc ra ngoài. Tô Yên tạm thời không định để Hạ Vũ mặc đi học vẫn nên để Hạ Vũ Mặc từ từ khôi phục trở lại rồi tìm trường mẫu giáo sau. Tô Yên đưa Hạ Vũ Mặc đến nhà cũ nhà họ Lục, coi như đưa Hạ Vũ Mặc đi chơi cho khuây khỏa. Tô Yên lái xe ra khỏi chung cư, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy xe của Lý Văn cũng đang chạy đến, cô giảm tốc độ hỏi, đi đâu? Lý Mộc tràn đầy sức sống, cố ý trải chuốt một phen, cậu ta hạ cửa kính xe xuống đáp, đi hẹn hò. Tô Yên dè biểu, lại là cô gái xui xẻo nào bị cậu nhắm chúng vậy? chị à có thể đừng tổn thương người khác như vậy không dù gì em cũng là cậu chủ nhà họ lý là người xuất thân giàu có được em nhắm chúng cũng là phúc của họ lý văn vô cùng điệu đà trải tóc gặp phải chuyện vui nên tinh thần cũng sảng khoái hỏi hạ vũ mặc tiểu vũ hôm nay cậu có đẹp trai không hạ vũ mặc nhòi người về phía cửa xe đáp cậu ơi gì hình hình không thích kiểu người ảo tưởng vậy đâu cái gì hình hình tô yên kinh ngạc suýt chút đạp nhầm chân ga lý văn Cậu hẹn hò với Hinh Hinh sao? Đúng vậy, bây giờ em chính thức theo đuổi Hinh Hinh, chị à, Hinh Hinh là chị em tốt của chị, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có thể giúp em nói vài lời tốt đẹp trước mặt Hinh Hinh không? Tô Yên từ chối nói, vậy không phải tôi đang đẩy Hinh Hinh vào chỗ chết sao? Chuyện này không được đâu. Chị à, em là em trai của chị đó. Lý Văn chán nản, em tồi tệ đến vậy sao? Cậu xem lại những chuyện khốn kiếp mình đã làm đi còn có những chuyện chăn gối kia nữa, bạn gái cũng chưa tới 100 người thì cũng đủ một đội bóng, cậu theo đuổi được hình hình chắc mặt trời phải mọc đằng tây mất. Tô Yên không tin nổi Lý Văn có thể theo đuổi được an hình thật. Lý Văn thay người yêu như thay áo, vô cùng vì tiện, quả thật để lại ấn tượng không tốt cho người khác. Lý Văn không chịu thua khẽ nói, Lục Cận Phong còn cưới tới ba cô vợ, không phải cũng rất vì tiện sao, vậy tại sao chị vẫn ở cùng anh ta? Trên tình bạn dưới tình yêu Tô Yên chừng mắt nhìn Lý Văn một cái, đạp ga phóng xe đi. Tô Yên chạy thẳng đến nhà của nhà họ Lục. Đến nhà họ Lục, xe ngừng lăn bánh, Tô Yên cảm nhận được không khí khác thường của nhà họ Lục. Tô Yên nhìn thấy chú Tường hỏi, "Chú Tường, trong nhà có khách đến à? Hay là xảy ra chuyện gì vậy? Cô Hồ lại nhập viện rồi?" Chú Tường thở dài nói, "Nhà họ Lục đã vô cùng hỗn loạn rồi, cô Hồ lại còn gây thêm phiền phức." Tôi lên lầu xem Lục Cận Phong thử. Tô Yên dắt tay Hạ Vũ mặc lên lầu. Vạn nhất đúng lúc từ trên lầu đi xuống, mỉm cười chào hỏi, hi, nhóc con, đến sớm vậy. Hạ Vũ mặc không thèm quan tâm Vạn nhất, trực tiếp ngoảnh đầu sang một bên. Ui chao, Vạn nhất vui vẻ nói, còn lên mặt với chú Vạn nữa, đi nào, chú Vạn đưa con đến một nơi, đảm bảo rất vui. Đưa con đi gặp một người, cậu ấy giống hệt con, rất tài giỏi, trông lại còn đẹp hơn con nữa những lời sau đó vạn nhất cố ý nói khích hạ vũ mặc không đi hạ vũ mặc từ chối dứt khoát nói không có hứng thú tiểu vũ đẹp nhất hôm nay tiểu vũ làm sao thế vạn nhất cảm nhận được có gì đó không bình thường hạ vũ mặc thường ngày cũng không dở chứng như vậy tiêu vũ hôm nay không vui để nó đi với tôi là được rồi tôi yên đau lòng xoa đầu tiểu vũ hạ vũ mặc vẫn còn khúc mắc với chuyện hôm qua đại ca đang bàn chuyện với sa thành nghị Vạn Nhất cẩn thận nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ với Tô Yên, thời cơ sắp đến rồi. Tô Yên biết thời cơ Vạn Nhất nói là gì, xem ra khoảng thời gian này cha con Lục Thừa Mẫn cũng có hành động rồi. Cho dù Lục Cận Phong là người nắm quyền nhà họ Lục, muốn dẹp sạch cha con Lục Thừa Mẫn khỏi công ty cũng phải có lý do hợp lý. Được, vậy tôi đợi ở phòng khách một lát. Tô Yên đưa Hạ Vũ Mặc đến ngồi trên sofa trong phòng khách, bảo người giúp việc mang ít thức ăn đến cho Hạ Vũ Mặc. Vạn Nhất cũng có việc bận nói, "Được, vậy tôi đi trước đây." "Anh Vạn, Tô Yên gọi một tiếng, Hạ Phi ở chỗ anh sao?" "Hạ Phi?" Hạ Vũ Mặc vốn đang ăn trái cây nghe thấy cái tên này cũng lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng bừng. "Là anh trai sao?" Vạn Nhất nói, "Hạ Phi đang huấn luyện ở biệt thự Nam Sơn, đứa trẻ này rất có kỷ luật, đại ca cho nó nghỉ phép, nó cũng kiên quyết mỗi ngày tập luyện 4 tiếng đồng hồ." Hạ Vũ Mặc chợt nói to, "Chị ơi, chú Vạn ơi!" con muốn đến biệt thự nam sơn vạn nhất cười đáp vừa rồi không phải nói không muốn đi sao sao bây giờ lại đổi ý muốn đi rồi con muốn đi con muốn đi hạ vũ mặc nóng lòng kéo tay vạn nhất nói chú vạn chú mau dẫn con đi đi vạn nhất nhìn tôi yên nói cô tô chuyện này hạ vũ mặc hơi khác thường tôi yên cũng không biết tại sao hạ vũ mặc lại nằng nặc đòi đến biệt thự nam sơn như vậy anh vạn anh đưa nó đi đi Hạ Phi ở biệt thự Nam Sơn vừa hay cũng có thêm bạn. chương 126 vòng vo tại chỗ. Tô Yên giao Hạ Vũ mặc cho vạn nhất, Hạ Vũ mặc kéo vạn nhất bước ra ngoài, dáng vẻ như không thể chờ đợi được nữa. Vạn nhất vui vẻ nói, sao bỗng nhiên lại vội vàng thế, sao nào, con cũng muốn đến xem thử rốt cuộc người đẹp trai hơn con trông như thế nào hả? Chú Vạn, người tên Hạ Phi đó là ai thế? Hạ Vũ mặc rất thông minh, không hề nói thẳng suy đoán của mình ra, cậu nhóc giữ trong lòng nhiều hơn. Là con trai nuôi của chú Vạn. Dù sao Lục Cận Phong cũng đã ngỏ lời rồi, Hạ Phi quả thật cũng đã gọi anh ta là cha nuôi, anh ta cũng nhân cơ hội đó làm cha nuôi của Hạ Phi thật. Nghe xong, Hạ Vũ mặc bĩu môi lẩm bẩm một tiếng, sao anh trai lại có thể nhận chú Vạn không đáng tin như vậy làm cha nuôi chứ? Tiểu Vũ, con nói gì đó? Vạn nhất không nghe rõ. Không có gì. Hạ Vũ Mặc dục nói, "Chú Vạn, lái xe mau lên." Hạ Vũ Mặc rất nóng lòng muốn đi xác nhận thử xem đó có phải là anh trai không. Đứa trẻ này, hôm nay sao lại kỳ lạ vậy chứ? Vạn nhất bật cười tăng tốc. Tô Yên đứng trước cửa phòng Lục Cận Phong, cô gõ cửa rồi bước vào, Sa Thành Nghị đang định đi ra, nhìn thấy Tô Yên đến bèn nói với Lục Cận Phong, "Tôi về trước đây, chuyện cậu nói tôi sẽ để ý." "Ừm." Um, Lục Cận Phong khẽ đáp, sau khi Sa Thành Nghị rời đi, Tô Yên bước đến bên cạnh Lục Cận Phong nói: "Vừa rồi hai người đang nói gì thế, vẻ mặt lại chăm chú như vậy?" Lục Thừa mẫn định ép ông nội giao cổ phiếu trong tay ra nghe tiệc mừng thọ của ông. Lục Cận Phong vỗ vỗ sofa bên cạnh mình, ra hiệu bảo Tô Yên ngồi xuống, "Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý ổn thỏa, Tiểu Vũ vẫn ổn chứ?" Chuyện hôm qua có lẽ đã làm ảnh hưởng đến Tiểu Vũ, vừa rồi đã đến biệt thự Nam Sơn với vạn nhất rồi. Tô Yên nói tiếp, cho tiểu vũ chút thời gian có lẽ sẽ quên dần đi thôi. Lục cận phong giơ tay vuốt ve gương mặt Tô Yên, giọng nói khàn đặc, em thích trẻ con như vậy, hay nhận tiểu vũ làm con trai nuôi đi. Nhận tiểu vũ làm con trai nuôi, Tô Yên sửng sốt, trước đây cô cũng từng nghĩ như thế thật, tiểu vũ không có cha mẹ, ở bên ngoài ít nhiều gì có lẽ cũng sẽ bị người ta xa lánh, em cũng lo lắng cho tâm lý của tiểu vũ, nhưng chuyện làm con trai nuôi, anh có đồng ý không? tiểu vũ thông minh lanh lợi có thể nhận nó làm con nuôi cũng có thể làm em thấy vui vẻ đương nhiên anh sẽ đồng ý rồi tô yên nhìn lục cận phong nhếch môi nói đừng nói anh muốn đưa tiểu vũ lên núi huấn luyện nhé trước đây em đã hỏi hà phi hiện tại các anh đang thiếu người trên đảo hà phi cũng vì thế mà bị các anh lừa đi bị cô vạch trần lục cận phong ra vẻ ngoan ngoãn nói như thế có lẽ cũng là chuyện tốt cho tiểu vũ yên yên anh biết em thích tiểu vũ em muốn giữ thằng bé ở lại nhưng chúng ta không thể cản trở thằng bé phát triển." Tô Yên do dự nói, "Nói sao đi, lát nữa em hỏi Tiểu Vũ thử, nếu như thằng bé đồng ý, vậy thì em sẽ không có ý kiến gì, nhưng nếu như không đồng ý, vậy chuyện này đừng nhắc nữa." "Được, nghe theo em hết." Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tô Yên, trong lòng chợt rung động, cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh đẹp của Tô Yên. Tô Yên là người theo chủ nghĩa hưởng thụ, cô cũng vui vẻ thân mật với Lục Cận Phong, nhắm mắt lại, ôm cổ Lục Cận Phong. Lục Cận Phong mặc đồ ở nhà thoải mái, cơ bắp bên trong có thể thấy rõ mồn một, vô cùng hấp dẫn, khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng. Quả nhiên gần mực thì đen, Tô Yên nhận ra cô cũng càng ngày càng mê trai hơn rồi, đối mặt với Lục Cận Phong cô luôn muốn nhào vào ăn sạch người ta. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Yên cũng hành động theo giống vậy, trực tiếp cưới trên người Lục Cận Phong, hai tay luồn vào trong quần áo Lục Cận Phong. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong chằm chằm, cô liếm môi nói, em vẫn chưa ăn sáng. Ý của cô là, cô đói rồi, muốn ăn lục cận phong cho đỡ thèm. Lục cận phong bày ra dáng vẻ mặc cho người ta giày vò trà đạp, vén áo lên nói tới đi. Tô Yên không nhịn được cười khì khì, cưỡi lên người lục cận phong, gác cầm lên ngực lục cận phong, cứ như thế nhìn anh chằm chằm, lục cận phong, có anh làm chỗ dựa, em cảm thấy mình xấu xa hơn, buông thả hơn rồi. Trước mặt lục cận phong, cô sống như một đứa trẻ, tùy ý nói cho những quý bà đó là chói ngay, nói dỡ bỏ trường học là dỡ bỏ ngay. Sống hơn 20 năm nay, cô chưa từng càn dỡ tùy hứng không kiêng nể gì như vậy, cảm giác làm người ta bẽ mặt đó, quá đã. Trong vùng đế đô có nhiều nhân tài giấu mình này, trước đây cô đều bị người ta khinh thường, bị người ta trà đạp, có thể kiếm được một công việc sống qua ngày đã tốt lắm rồi. Ngoài miệng cô nói muốn kể vai sát cánh với Lục Cận Phong, nhưng trong lòng cô rất rõ, cô không với tới Lục Cận Phong được, lúc nào cũng là lục cận phong bảo vệ cô làm chỗ dựa cho cô tùy hứng sau khi gặp được lục cận phong cuộc đời cô cũng bước sang trang mới lục cận phong dịu dàng nhìn cô nói dáng vẻ buông thả của em rất đáng yêu anh thích lắm anh bằng lòng nuông chiều tô yên chỉ cần cô vui vẻ đừng nói là một cái trường cho dù là một tòa cao ốc anh cũng dỡ bỏ như thường ngón tay tô yên đặt trên môi lục cận phong hôm nay đẹp trời em xem sách nói về thời tiết hôm nay thích hợp thi công, thích hợp, tạo người. Nói xong mặt Tô Yên cũng đã đỏ bừng lên. Lục Cận Phong khẽ bật cười, anh chờ mình đè Tô Yên xuống dưới nói, chuyện như vậy sao có thể để phụ nữ vất vả được, em cứ nằm đó cho anh, em chỉ cần hưởng thụ là được. Tô Yên không nhịn được phì cười, đắp chăn lại, chẳng bao lâu trong phòng chợt vang lên tiếng chuyển động. Biệt thự Nam Sơn, vạn nhất vừa dừng xe, Hạ Vũ mặc đã chạy lên phía trước, đúng lúc đụng phải Hạ Huy đang từ trong đi ra. Ui cha, Hạ Vũ mặc đau đớn xoa chán. Hạ Huy tập luyện quanh năm, toàn thân đều là cơ bắp, rất rắn chắc. Hạ Huy thấy có lỗi nói, tiểu Vũ, không sao chứ. Hạ Vũ mặc lắc đầu, vạn nhất cũng bước đến nói, tiểu Vũ, con đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận kẻo ngã đó. Nhìn thấy vạn nhất, Hạ Huy nhớ ra một chuyện bèn nói, anh vạn, người trước đây anh bảo tôi tìm, vẫn không có tin tức gì, anh chỉ nói là em trai của Hà Phi, tên là gì cũng không biết, mặt mũi vóc dáng thế nào cũng không rõ, chuyện này không phải bảo tôi mò kim đáy biển sao. Vừa nghe thấy lời này, Hạ Vũ mặc càng kích động hơn. Là anh trai, anh trai cũng đang tìm cậu bé sao? Tôi cũng không biết, nếu tôi biết thì còn cần cậu tìm làm gì? Vạn nhất nói, đúng rồi, Hạ Phi đâu? Hạ Huy nói, vừa ra ngoài làm nhiệm vụ với anh tôi rồi. Nghe xong, vẻ mặt vạn nhất đam chiêu nói, thằng bé đi theo làm nhiệm vụ gì. Hạ Phi chưa từng nhận nhiệm vụ, với năng lực của Hạ Phi, hiện tại vẫn chưa đến lúc nhận nhiệm vụ. Anh tôi nhận được tin tức, người của tổ chức Thiên Lang 3 giờ chiều nay sẽ đến bến tàu, Hạ Phi nói muốn đi theo, anh trai tôi đã dẫn đi rồi. Hạ Huy nói thêm, nhưng đi nghe ngóng tin tức có lẽ không có gì nguy hiểm đâu. Không nguy hiểm gì chứ, chuyện này quả thật quá liều lĩnh mà. Vạn Nhất nghiêm túc nói, lập tức gọi người quay về, nếu để đại ca biết được, hai người các cậu đợi bị điều đến nước gờ đi. Hạ Vũ Mặc thấy Vạn Nhất phản ứng nghiêm trọng như vậy, dù không hiểu cụ thể hai người đang nói gì, nhưng cậu bé cũng hiểu Hạ Phi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh trai gặp nguy hiểm. Chú Vạn, có phải anh trai gặp nguy hiểm không? Con muốn đi tìm anh trai. Hạ Vũ Mặc sốt ruột vội dục, mau đưa con đi tìm anh trai. Anh trai vẻ mặt vạn nhất và hà huy đều ngơ ra hạ vũ mặc ngửa đầu lên gương mặt non nớt vô cùng thành khẩn nói nếu như con đoán không nhầm con chính là người vừa rồi các chú muốn tìm người muốn tìm gì chứ sau khi vạn nhất vừa dứt lời anh ta và hà huy đưa mắt nhìn nhau hai người kịp phản ứng trở lại cúi đầu nhìn hạ vũ mặc vạn nhất và hà huy kinh ngạc đồng thanh nói con chính là em trai của hà phi một đứa là hà phi một đứa là hạ vũ mặc Vạn Nhất lúc này mới phản ứng trở lại, kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, vòng vò Tam Quốc bấy lâu, thì ra là nhóc con này." Chương 127: Tần Phương Linh bắt cóc Hạ Vũ Mặc. Vạn Nhất quan sát khắp người Hạ Vũ Mặc một lượt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hạ Huy cũng hơi xúc động, anh ta làm tình báo ngần ấy năm, người cần tìm đang ở trước mắt, anh ta lại không hề nhận ra, chuyện này cũng quá đả kích anh ta. Hai người vây quanh Hạ Vũ Mặc hết vòng này tới vòng khác, Hạ Vũ Mặc bị hai người làm cho mất kiên nhẫn nói, chú Vạn, mau đưa con đi tìm anh trai đi mà. Đúng đó, tìm Hạ Phi, Vạn Nhất khôi phục lại tinh thần, móc điện thoại ra vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Vũ, sai người tìm Hạ Phi về. Không ai nghe máy. Hạ Huy bên cạnh khẽ nhắc một câu, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, cấm không được để bất cứ chuyện gì làm phiền. Vạn Nhất lườm Hạ Huy một cái nói, bọn họ ở bến tàu nào, đưa tôi qua đó. Ở bến tàu Châu Sâm, Vẻ mặt Hạ Huy khóc than, anh vạn, có thể đừng nói chuyện này với đại ca được không? Hai anh em tôi không muốn đến nơi khỉ ho cỏ gáy như nước gờ đó đâu. Các cậu tự ý quyết định đưa Hạ Phi ra ngoài, tốt nhất các cậu hãy cầu nguyện Hạ Phi không sao, nếu không thì nói gì cũng vô ích. Hạ Phi lập tức đáp, tôi bảo đảm sẽ đưa Hạ Phi trở về không chút thương tổn nào. Con cũng muốn đi, Hạ vỗ mặc kéo góc áo của vạn nhất nói, con muốn đi tìm anh trai, nếu các chú không đưa con đi theo con sẽ mách chú xe lăn đó. Vạn nhất, Hà Huy, mới tí tuổi đầu đã biết đe dọa người khác. Đúng là ông trời con mà, Vạn nhất vỗ chán, nói với Hà Huy, cậu bế nó đi đi, nặng chết đi được. Hạ Vũ mặc bây giờ đã hơn 25 kg rồi, trông mũm mĩm, da thịt non nớt, trông giống như cái bánh bao bột mì phình to, khiến người ta muốn cắn một cái. Hạ Vũ mặc bĩu môi, con không nặng. Hạ Vũ mặc rất quan tâm đến hình tượng của mình, cậu bé không thừa nhận mình là một nhóc mập. Vạn nhất vui vẻ nói, con không nặng, chỉ là thể thích của con hơi lớn một chút thôi. Vạn nhất thích trêu chọc hạ vũ mặc nhất, hạ phi không thích nói chuyện, IQ của anh ta thường bị lép vế trước mặt hạ phi, chọc ghẹo hạ vũ mặc vẫn vui hơn. Anh em ruột nhưng khác biệt cũng rất lớn. Nhưng chuyện hạ vũ mặc là em trai của hạ phi, vạn nhất trừ việc kinh ngạc ra anh ta cũng thấy rất vui. Hạ vũ mặc thông minh lanh lợi, điểm này không làm anh thất vọng, là một hạt giống tốt, nếu đưa cậu bé lên đảo chắc chắn sẽ càng vui hơn. Nghĩ đến đây, Vạn Nhất bỗng nhiên nhớ đến Tô Yên, muốn đưa Hạ Vũ Mặc đi, phải qua được ải của Tô Yên. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, ba người vội vàng xuất phát đi tìm Hạ Phi về. Hạ Huy bế Hạ Vũ Mặc lên xe, ba người chạy đến bến tàu Châu Sâm. Hạ Huy lái xe, suốt dọc đường Vạn Nhất vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Mặc thì thầm nói, sao con và Hạ Phi trông không giống nhau chút nào cả. Bởi vì vạn nhất nói Hạ Vũ mặc béo nên cậu bé vẫn còn đang giật, giọng điệu đầy khinh thường nói, con và anh trai là anh em sinh đôi khác trứng đương nhiên trông không giống nhau rồi. Vạn nhất kích động nói, đúng rồi, chính là giọng điệu này, giống hệt như Hạ Phi, Hạ Huy cậu xem có phải giống lắm không? Hạ Huy thản nhiên nhắc nhở, anh Vạn, anh đang bị khinh thường đó. Tính nét của anh em hai đứa nó tôi đã quen từ lâu rồi vạn nhất đã không thèm để ý những chuyện này nữa anh chính là người đứng thứ hai trong tổ chức ám dạ chẳng lẽ chút khả năng chịu đựng này cũng không có sao vạn nhất bắt đầu làm nhảm hỏi tiểu vũ con nói xem cha mẹ con sẽ có tính cách thế nào hai đứa con trai đều xuất sắc như vậy nhắc đến cha mẹ hạ vũ mặc lại nhớ đến chuyện những người đó mắng cậu bé là đồ con hoang phút chốc cảm thấy mất vui cậu bé ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa xe vạn nhất khó hiểu hỏi tiểu vũ con sao thế con quay qua đây, chúng ta nói chuyện chút đi. Hạ Huy nhìn Hạ Vũ Mặc qua kính chiếu hậu, nói anh Vạn, anh đừng nhắc đến mấy từ cha mẹ trước mặt Tiểu Vũ. Sao vậy? Vạn Nhất hỏi theo bản năng, chợt phản ứng trở lại, anh ta đang chạm vào nỗi đau của Hạ Vũ Mặc. Anh em hai đứa cũng giống nhau thật, trước đây anh ta cũng hỏi vấn đề tương tự, Hạ Phi cũng giận dỗi quay đầu bước đi. Hai anh em đều là trẻ mồ côi, không được hưởng tình yêu của cha mẹ, cũng chưa từng gặp cha mẹ. Điều này chính là vết sẹo trong lòng chúng. Vạn Nhất nhìn Hạ Vũ Mặc đang tức giận, anh ta vô cùng tự trách nói: "Tiểu Vũ, xin lỗi, chú Vạn sai rồi, chú Vạn xin lỗi con nhé, lát nữa con sẽ được gặp anh trai thôi, vui vẻ lên." Vẫn là hai chữ anh trai có tác dụng hơn, Hạ Vũ Mặc khẽ ngoảnh đầu lại, vẻ mặt hậm hực giận dỗi, không thèm nói gì. Vạn Nhất vui mừng, trẻ con bây giờ thú vị thật. Bến tàu Châu Sâm, khách du lịch ở đây rất đông. Ba người đến bến tàu, nhìn thấy mấy trăm chiếc du thuyền dừng ở bến tàu bỗng thấy đau đầu. Như thế biết tìm người ở đâu? Hạ Huy, cậu đi tìm người, tôi dẫn theo tiểu vũ đợi cậu ở đây. Thời tiết oi bức, người trên bến tàu nườm nượp qua lại, không ai biết người của tổ chức thiên lang có bao nhiêu người đến. Vạn nhất không dám đưa Hạ Vũ mặc đến nơi đông người. Vạn nhất tìm một quán trà ngon ở bến tàu ngồi đợi, Hạ Vũ mặc áp vào cửa sổ nhìn chằm chằm về phía bến tàu. Anh trai đang ở đâu? Sao chú Hà Huy vẫn chưa tìm anh trai về vậy? hạ Vũ Mặc rất lo lắng. Cậu bé không biết tại sao trong lòng lại thấy hoang mang, cảm giác này rất quen thuộc, cậu bé có linh cảm tâm linh với anh trai, chắc chắn anh trai đã gặp nguy hiểm rồi. Đừng lo, lát nữa sẽ đến thôi. Vạn Nhất bỗng thấy đau bụng, anh ta dặn dò Hà Vũ Mặc, Tiểu Vũ, còn đợi ở đây chút nhé, chú đi vệ sinh một lát, không được chạy lung tung trong đầu hạ vũ mặc toàn nghĩ đến việc anh trai gặp nguy hiểm không hề nghe thấy lời của vạn nhất vạn nhất quả thật không nhịn nổi nữa anh ta ôm bụng chạy đến nhà vệ sinh vạn nhất vừa đi hạ vũ mặc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên bến tàu thông qua ô cửa kính anh ơi hạ vũ mặc vội vàng chạy ra người trên bến tàu rất đông hạ vũ mặc chạy đến đã không còn thấy bóng dáng vừa rồi nữa cậu bé sốt ruột nhìn xung quanh anh ơi anh đang ở đâu tiểu vũ nhớ anh lắm hạ vũ mặc nhớ đến lúc vừa bị lạc anh trai trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng trên một chiếc du thuyền hai người tô vân và tần phương linh đang hóng gió biển mẹ con hai người hôm nay ra ngoài dạo cho khuây khỏa ánh mắt tô vân chờ thấp thoáng nhìn thấy hạ vũ mặc trên bến tàu trong lòng vui mừng nói mẹ mẹ nhìn kìa đứa trẻ đó không phải là đứa trẻ trong buổi tiệc họp mặt gia đình sao ở đâu tần phương linh nhìn theo hướng tô vân chỉ hình như là nó mau lên bến tàu Tô Vân vội dục lên bờ. "Tiểu Vân, sao thế?" Tần Phương Linh khó hiểu hỏi. "Tô Yên rất yêu quý đứa trẻ đó, hôm qua còn đắc tội với các quý bà vì đứa trẻ đó, còn dỡ bỏ cả trường mầm non quý tộc, nếu như đứa trẻ đó rơi vào tay chúng ta, Tô Yên còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời sao?" "Còn có chuyện này sao?" Tần Phương Linh chợt kinh ngạc, dạo này bà ta và Tô Đình Nghiêm đang tranh chấp tài sản, sau đó lại bận rộn làm lành với Chu Hoàng Long, làm gì có thời gian đi nghe ngóng những tin đồn này. Tô Vân Dục nói, mẹ, mẹ đưa đứa trẻ đó lên đây. Cô ta không thể ra mặt được, quả thật trong lòng Tô Vân rất sợ Tô Yên. Tần Phương Linh đương nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Tô Vân, nếu như sự việc bị bại lộ, người xui xẻo nhất chính là bà ta, con gái ruột đang lấy bà ta làm đá lót đường. Suy cho cùng vẫn là con gái của mình, dù Tần Phương Linh biết Tô Vân ích kỷ cũng không nói gì, bà ta xuống thuyền, đi về phía Hạ Vũ Mặc. Bạn nhỏ à, con đang tìm người sao? Bà dẫn con đi tìm nhé. Chương 128, ám dạ ra tay hành động gây ra động tĩnh lớn. Tần Phương Linh lấy khăn trùm đầu che mặt, làm ra vẻ thân thiện dễ gần, dáng vẻ đó giống hệt như bà ngoại sói đang muốn lừa cô bé quàng khăn đỏ. Hạ Vũ Mặc Chỉ nhìn Tần Phương Linh một cái, cực kỳ cảnh giác nói, "Không cần, cha mẹ tôi sẽ lập tức đến đây." Hạ Vũ Mặc rất thông minh, còn biết lấy người lớn ra để bảo vệ mình. Tần Phương Linh vừa nghe xong, trong lòng nghi ngờ, đứa trẻ này không phải là trẻ mồ côi sao? Cha mẹ ở đâu ra chứ? Lẽ nào là? Tần Phương Linh vui mừng trong lòng, hỏi cha mẹ con tên gì vậy, nhà ở đâu, bạn nhỏ à, đừng sợ nhé, bà không phải người xấu, bà chỉ muốn giúp con thôi, vừa nãy bà thấy con đang tìm người, trông con đáng yêu như vậy, bà thấy đau lòng lắm. Vừa rồi Tần Phương Linh ở bên cạnh quan sát một lúc, rất chắc chắn Hạ Vũ Mặc đang tìm người. Tôi không nói cho bà biết đâu tôi cũng không quen biết bà. Hạ Vũ Mặc không phải đứa trẻ chỉ dăm ba câu là có thể lừa được. Tần Phương Linh thấy Hạ Vũ Mặc không dễ mắc lừa, bà ta nhìn xung quanh, không nhìn thấy Tô Yên, bà ta trực tiếp bế Hạ Vũ Mặc chạy lên du thuyền. Cứu với, bọn buôn người bắt cóc người này, Hạ Vũ Mặc sợ hãi la to, đấm đá tay chân, hung hăng cắn mạnh vào bả vai Tần Phương Linh. Ui cha, Tần Phương Linh đau đớn hô lên, nổi giận đùng đùng nói, thằng nhãi danh, mày còn kêu nữa, tao sẽ vứt mày xuống biển đó. Tiếng kêu cứu của Hạ Vũ Mặc Thu hút rất nhiều người nhìn sang, Tần Phương Linh bật cười giải thích, đây là cháu trai của tôi, nó không chịu nghe lời, ẩm ý không chịu đi, tôi cũng hết cách, đành phải bế nó đi. Bây giờ quả thật rất nhiều đứa trẻ quấy khóc ngoài đường, chuyện này rất hay gặp, mọi người cũng không hề nghi ngờ, hơn nữa cả người Tần Phương Linh đều là hàng hiệu, người khác càng không nghĩ bà ta là bọn buôn người. Chú Vạn, cứu mạng, chú Vạn, hạ vũ mặc gân cổ hét lên vạn nhất lúc này vẫn còn trong nhà vệ sinh còn những người qua đường cũng chỉ đứng nhìn tần phương linh bế hạ vũ mặc không ai bước đến giúp đỡ tần phương linh bế hạ vũ mặc lên du thuyền tô vân vội bảo người lái tàu ra biển đến lúc vạn nhất ra ngoài du thuyền đã mất hút từ lâu anh ta nhìn khắp phòng trà nhưng không thấy bóng dáng hạ vũ mặc đâu vạn nhất lúc này vô cùng hoang mang tiểu vũ tiểu vũ đâu vạn nhất lại chạy ra ngoài tìm Bến tàu lớn như vậy, hoàn toàn không có ai. May mà lúc này Hạ Huy Hạ Vũ lái du thuyền quay lại, du thuyền vừa cập bến, Hạ Phi đã nóng lòng nhảy xuống. "Anh Vạn, em trai tôi đâu? Mau dẫn tôi đi gặp nó." Hạ Phi vừa rồi nghe nói đã tìm được em trai, cậu bé vui mừng khôn xiết, lập tức chạy về bến tàu. Không thấy đâu nữa, vẻ mặt Vạn nhất buồn rầu, anh ta vừa đến nhà vệ sinh một lúc, người đã không thấy đâu nữa cái gì mà không thấy đâu nữa hạ phi dậm chân cậu bé chưa từng phản ứng mạnh như vậy giống bây giờ hạ huy hỏi anh vạn vừa rồi không phải anh ở cùng với hạ vũ mặc sao tôi đến nhà vệ sinh một lúc vừa ra ngoài đã không thấy tiểu vũ đâu nữa vạn nhất nói hạ phi cậu đừng lo lắng có lẽ thằng bé đang đi tìm cậu chúng ta chia nhau ra tìm thử vẻ mặt hạ phi cực kỳ khó coi ánh mắt ấy cũng lạnh như băng khiến người ta không dám nhìn thẳng vào vạn nhất giật mình hạ phi còn trẻ mà lại có ánh mắt sắc lẹm như vậy vừa rồi anh ta dường như đang nhìn thấy hình bóng của lục cận phong trong đó hạ phi chắc chắn là lục cận phong thứ hai thậm chí còn hơn cả lục cận phong hạ phi không hề chia ra đi tìm cậu bé nói với hạ vũ chú hạ vũ cho tôi mượn máy tính một lát được hạ vũ mang theo một cái máy tính mini vạn nhất không hiểu hỏi hạ phi cậu muốn làm gì hạ phi tìm một chỗ ngồi xuống mở máy tính lên, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc và chăm chú, lấy video giám sát bến tàu, như vậy sẽ tìm nhanh hơn. Đúng ha, sao tôi lại không nghĩ ra, vạn nhất phố ót mình, IQ của anh ta cũng không phải là lần đầu lép vế trước mặt Hạ Phi. Vạn nhất nghĩ đến Hạ Phi mới lên đảo học chưa được bao lâu, học môn bắn súng cũng rất xuất sắc, nhưng về khoản công nghệ thông tin này chắc chắn không thể thông thạo được, anh ta vừa mở miệng nói hay là chúng ta đến. Còn chưa nói xong, Hạ Phi đã xâm nhập vào hệ thống giám sát bến tàu thành công, xuất hình ảnh giám sát ra. Mẹ kiếp, vạn nhất không kìm nén được sự kích động, kinh ngạc nói, Hạ Phi, cậu mới học chưa được bao lâu, sao lại biết nhanh như vậy? Ba ngày, hai tay Hạ Phi thoan thoát gõ trên bàn phím. Có cần đả kích người khác như vậy không? Người khác đều có sở trường về một kỹ năng, thành thạo một việc, nhưng Hạ Phi không có khoản nào giỏi nhất, bởi vì khoản nào cũng là sở trường của cậu bé không chuyên về một kỹ năng nhưng hạ phi thông thạo mọi thứ khóe miệng vạn nhất co giật cũng có một cái đầu như nhau sao đầu cậu lại tài giỏi như vậy chứ hạ phi ngẩng đầu lườm vạn nhất khó lắm sao trong mắt hạ phi chuyện này không khó chút nào cậu bé chỉ xâm nhập vào một hệ thống đơn giản nếu như ngày cả bức tường lửa đơn giản như vậy cũng không phá được vậy thì học uổng công rồi hạ huy và hạ vũ cũng nhìn vạn nhất hai anh em cùng nhau lắc đầu Tất cả đồng thanh nói, khó lắm sao? Khó lắm sao? Anh em hai người nghi ngờ hỏi, thật sự không có ý khinh thường Vạn Nhất chút nào. Vạn Nhất hiểu sai ý, cả người ủ rũ nói, xem ra tôi cũng phải về đảo bồi dưỡng thêm. Mấy năm nay anh cũng tụt dốc thật. Em trai, Hạ Phi bỗng nhiên kích động hô lên một tiếng. Trong video giám sát trên máy tính chính là cảnh Tần Phương Linh bắt cóc Hạ Vũ Mặc. Nhìn thấy mặt của Hạ Vũ Mặc, trong lòng Hạ Phi càng xúc động hơn đúng là em trai thật rồi. Mấy người vạn nhất cũng nhìn thấy Hạ Vũ mặc bị bắt cóc, bởi vì Tần Phương Linh che mặt, nên bọn họ không nhận ra bà ta. Vạn nhất nói, Hạ Phi, mau xem camera giám sát khác, xem thử chúng đưa người đi đâu. Nếu Hạ Vũ mặc xảy ra chuyện thật, vạn nhất cũng rất thấy có lỗi, đều do anh ta quá sợ ý. Hạ Phi chăm chú, vội gõ bàn phím, sau đó tìm thấy video giám sát Tần Phương Linh bế Hạ Vũ mặc lên du thuyền, em trai ở trên chiếc du thuyền này hạ phi vội nói tiếp chú hạ vũ mau mau lái du thuyền đuổi theo không ai biết chuyện này rốt cuộc là gặp phải bọn buôn người hay là gặp phải người của tổ chức thiên lang vạn nhất bỗng nhiên nhớ ra một chuyện hỏi đúng rồi không phải hôm nay tổ chức thiên lang cũng tuyển chọn người mới ở khắp nơi sao hạ vũ trả lời đầy chắc chắn đúng vậy vừa rồi tôi và hạ phi ngồi trong đám người của tổ chức thiên lang cũng thử phân tích một chút Dạo này đế đô trời yên biển lặng, cũng không có chuyện gì, rất có thể bọn họ cũng đang tuyển chọn người mới." Hạ Huy nói, "Vậy thì tiêu rồi, bọn chúng bắt cóc Hạ Vũ Mặc, không chừng đã rời khỏi bến tàu về trụ sở chính rồi." Hạ Phi hỏi, "Trụ sở chính của tổ chức Thiên Lang ở đâu?" "Không ai biết cả, Vạn Nhất nói, có lẽ đại ca sẽ có cách. Đi chặn chúng lại trước." Hạ Phi đưa máy tính cho Hạ Vũ, trực tiếp lên du thuyền. "Hạ Phi, tôi đi cùng cậu." vạn nhất cũng lên du thuyền tôi làm lạc mất người tôi có trách nhiệm tìm người trở về cho dù là tổ chức thiên lang thật tôi nhất định cũng phải đưa em trai cậu về em trai chắc chắn sẽ không sao đâu hạ phi kiên quyết nhìn ra biển vạn nhất dặn dò hạ huy hạ vũ các người báo tin cho đại ca tôi và hạ phi đuổi theo trước sau khi bàn giao xong xuôi vạn nhất khởi động du thuyền đuổi theo hạ huy hạ vũ cũng lập tức gọi điện thoại báo cáo chuyện bên bến tàu cho lục cận phong Nhà cũ nhà họ Lục. Sau khi Lục Cận Phong biết tin, anh lập tức bật dậy khỏi sofa, vẻ mặt nghiêm trọng, lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, sai tất cả người của ám giả dạ trong đế đô ra ngoài tìm người cho tôi. Tô Yên bưng trái cây vào trong, đúng lúc nghe thấy những lời này, Lục Cận Phong, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Vũ rất có thể đã bị người của tổ chức Thiên Lang bắt cóc rồi. Lục Cận Phong cũng không giấu Tô Yên, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho cô, còn chuyện này nữa Tiểu Vũ và Hạ Phi là anh em ruột, Hạ Phi và Vạn Nhất cũng đã ra biển đuổi theo rồi. Từng câu từng chữ Lục Cận Phong nói, Tô yên nghe như xét đánh ngang tai. Bị bắt cóc ở đâu, mau đưa em đi. Tô Yên cũng không kịp suy nghĩ gì nữa, bây giờ cô chỉ muốn tìm được Hạ Vũ mặc về. Sau khi Lục Cận Phong ra lệnh xong, mấy trăm chiếc du thuyền ở bến tàu Châu Sâm đều bắt đầu hành động. Bến tàu gây ra động tĩnh lớn như vậy, thu hút rất nhiều sự suy đoán của những người trên đường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao người của tổ chức ám dạ lại bắt đầu lên đường hết vậy. chương 129, vứt xuống biển. Tổ chức ám dạ đã nhiều năm không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vẻ mặt những người trên đường đầy khó hiểu. Xảy ra chuyện gì vậy? Trên bến tàu Châu Sâm có rất nhiều thế lực đóng quân ở đó, dù sao thì đây cũng là một miếng mồi ngon, ai cũng muốn hưởng một ít lợi lộc. Vừa thấy người của tổ chức ám giả dạ bắt tay hành động, những tên tép siêu sai vật cũng không dám đắc tội tổ chức ám dạ, lũ lượt né tránh. Những tổ chức có chút thực lực thì cử người đi nghe ngóng, nhưng không nghe ngón được chút tin tức nào. Trên một chiếc du thuyền màu xanh, lễ Quốc Minh nghe thủ hạ báo cáo, trên biển xuất hiện nhiều người của tổ chức ám dạ, hơn nữa còn xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, treo ký hiệu trên du thuyền, trong lòng ông ta cũng giật mình. Lẽ nào xông về phía chúng ta sao? Một ông lão lớn tuổi hỏi, có người tiết lộ hành tung của chúng ta sao? Đi xem thử trước đã, lễ quốc minh bước lên bong tàu, cầm kính viễn vọng nhìn ra phía mặt biển, từng chiếc du thuyền giống như những con cá kình đang lao nhanh đến đây. Lễ quốc minh căng thẳng nói, mọi người đề cao cảnh giác. Cho dù có phải tổ chức ám dạ sông về phía chúng ta hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị thật tốt. Trên mặt biển còn có rất nhiều khách du lịch, các đại gia đưa người đẹp đi thưởng thức trời xanh mây trắng trên bong tàu, hưởng thụ sự xa hoa. Từng chiếc du thuyền lao nhanh như tên lửa tách ra hai bên, nước biển bắn tung tóe khắp nơi. Các đại gia dậm chân chửi rủa, đang định tìm đối phương tính sổ, nhìn thấy vô số du thuyền lao đến, bọn họ sợ hãi chố mắt nhìn. Lẽ nào sông về phía chúng ta sao? Một ông lão lớn tuổi hỏi. Có người tiết lộ hành tung của chúng ta sao? Đi xem thử trước đã. Lễ Quốc Minh bước lên bong tàu, cầm kính viễn vọng nhìn ra phía mặt biển. Từng chiếc du thuyền giống như những con cá kình đang lao nhanh đến đây. Lễ Quốc Minh căng thẳng nói: Mọi người đề cao cảnh giác. Cho dù có phải tổ chức ám dạ sông về phía chúng ta hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị thật tốt. Trên mặt biển còn có rất nhiều khách du lịch, các đại gia đưa người đẹp đi thưởng thức trời xanh mây trắng trên bong tàu, hưởng thụ sự xa hoa. Từng chiếc du thuyền lao nhanh như tên lửa tách ra hai bên, nước biển bắn tung tóe khắp nơi. Các đại gia dậm chân chửi rủa, đang định tìm đối phương tính sổ, nhìn thấy vô số du thuyền lao đến bọn họ sợ hãi chố mắt nhìn. Mỗi một chiếc du thuyền đi qua lại bắn lên một đóa bọt sóng, nước biển làm ướt đẫm hết các đại gia và người đẹp, nhưng những người này cũng không dám hó hé lời nào. Lục Cận Phong và Tô Yên cũng đến bến tàu, Tô Duy bị người của tổ chức Thiên Lang đưa đi, đến nay vẫn chưa có tin tức gì, bây giờ nghe nói Hạ Vũ Mặc cũng có thể bị tổ chức Thiên Lang bắt đi, trong lòng Tô Yên càng thêm lo lắng. Tô Yên tụ họp với hai người Hạ Huy. Bây giờ tình hình thế nào? có tin tức gì chưa? Hạ Vũ lắc đầu, vẫn chưa, cô Tô đừng lo lắng, chiếc du thuyền bắt cóc Hạ Vũ mặc chắc chắn không thể ra khỏi hải phận này. Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Lục Cận Phong nghiêm nghị nói, đưa máy tính cho tôi xem thử. Hạ Vũ lập tức đưa máy tính cho Lục Cận Phong, Lục Cận Phong mở máy tính lên, chỉ mất chưa đến một phút đã xâm nhập vào hệ thống giám sát, rất nhanh đã thu thập được hình ảnh của Hạ Vũ Mặc. Là người phụ nữ này bắt cóc Hạ Vũ Mặc. Lục cận phong cao mày hỏi tổ chức thiên lang trước nay không tuyển phụ nữ, đó không phải người của tổ chức thiên lang sao? Tô yên bước đến bên cạnh lục cận phong xem máy tính, cô nhìn chằm chằm vào người bên trong, cảm thấy rất quen thuộc. Lúc nhìn thấy Hạ Vũ Mặc bị người phụ nữ trong video bế lên du thuyền, cô lập tức nhớ ra nói đó là Tần Phương Linh, Tần Phương Linh đã bắt cóc Hạ Vũ Mặc. Tô yên sống chung một mái nhà với Tần Phương Linh gần ấy năm, không cần nhìn thấy mặt chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng có thể nhận ra tần phương linh bốn người đưa mắt nhìn nhau lục cận phong nói nếu như là tần phương linh vậy thì dễ giải quyết rồi ít nhất hạ vũ mặc cũng được an toàn nếu như là tổ chức thiên lang thật hạ vũ mặc bị đưa ra khỏi hải phận vậy thì sẽ phiền phức hơn nhiều lục cận phong lập tức gọi điện thoại ra lệnh lục soát tất cả du thuyền trên biển không được bỏ qua chiếc nào bên phía vạn nhất và hạ phi cũng nhận được lệnh mấy trăm người khác trên mặt biển cũng cùng lúc nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tra xét. Đại ca đến rồi, tìm hạ vũ mặc về chắc sẽ không khó đâu. Vạn nhất thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hạ phi tìm tòi trên mặt biển, nhìn thấy một chiếc du thuyền đang dừng trên mặt biển, ngài vạn, lái qua đó đi. Lúc này vạn nhất cũng không so đo chuyện hạ phi gọi mình là ngài vạn nữa, chỉ cần tìm được người về, hạ phi không thù ghét anh ta, như thế đã tạ ơn trời Phật lắm rồi. Trên một chiếc du thuyền màu trắng, Tần Phương Linh phát hiện có gì đó không đúng, bà ta từ khoang thuyền bước ra nhìn thấy trên mặt biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều du thuyền, trong lòng chợt hoang mang. "Tiểu Vân, con mau nhìn xem, có phải xảy ra chuyện không, sao bỗng nhiên lại có nhiều du thuyền như vậy?" Tô Vân bước ra khỏi khoang thuyền, cô ta lấy kính viễn vọng nhìn thử, cũng hơi kỳ lạ, có thể là các cậu chủ nào đó ở Đế Đô bao du thuyền ra biển chơi, không cần ngạc nhiên đâu các cậu ấm thường ngày không có việc gì làm, quả thật rất hay tụ tập đưa người đẹp ra biển chơi. Tần Phương Linh cũng không để ý, hỏi Tiểu Vân, bây giờ bắt người lên đây rồi, còn định làm gì? Chúng ta cũng không thể cứ lênh đênh trên biển thế này mãi được. Hạ Vũ mặc bị bọn họ trói lại, vứt vào khoang thuyền. Tô Vân nói, không cần vội, con đã báo tin cho cô Tần, đến lúc đó giao đứa con hoang này cho cô Tần, cô ta sẽ xử lý, không cần chúng ta ra ta. Tiểu Vân, con muốn mượn dao giết người sao?" Ánh mắt Tần Phương Linh nhìn Tô Vân Sen lẫn sự sợ hãi, đứa con gái này của bà ta ngày càng tàn nhẫn hơn rồi. Tô Yên có nhà họ Lý và nhà họ Lục làm chỗ dựa, chúng ta cũng hết cách với cô ta, đương nhiên phải tìm một người dám ra tay với Tô Yên rồi, Tô Yên rất quan tâm đứa trẻ này, chắc chắn có thể đả kích Tô Yên. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, có phải tàn nhẫn quá rồi không? Chúng ta có thù với Tô Yên, đứa trẻ này cũng không phải con của Tô Yên cho dù đứa trẻ này xảy ra chuyện, có thể đả kích Tô yên được bao nhiêu. Tần Phương Linh nhìn vào khoang thuyền nói. Hai mắt hạ vũ mặc nhìn Tần Phương Linh chầm chầm, Tần Phương Linh bị nhìn đến nỗi dựng cả tóc gáy, vội vàng rời mắt sang chỗ khác tiểu vân, hay là chúng ta thả nó về đi. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy, sợ bóng sợ gió, lẽ nào mẹ trơ mắt nhìn con bị Tô yên trà đạp dưới chân sao? Tô Vân tức giận nói, con muốn hủy hoại mọi thứ Tô yên để ý tới, thấy cô ta đau khổ con rất vui. Tần Phương Linh thở dài một hơi, bà ta cũng rất hận Tô Yên, nhưng lần nào cũng bị Tô Yên cho nhận cái kết đắng, bà ta bây giờ cũng không dám tùy tiện đắc tội Tô Yên nữa. Tô Vân bước đến khoang thuyền, giận dữ đá hạ Vũ Mặc một cái, đồ con hoang, muốn trách thì trách Tô Yên, do cô ta liên lụy mày. Tô Vân cũng che mặt, bây giờ cô ta làm việc rất cẩn thận, không còn liều lĩnh giống như trước kia. Đồ đàn bà xấu xa, hạ vũ mặc hung dữ nhìn chằm chằm tô vân chị gái sẽ đến cứu tôi anh trai cũng sẽ đến tốt nhất chị hãy thả tôi ta nếu không thì anh trai sẽ không tha cho chị đâu mày là trẻ mồ côi anh trai chị gái đâu ra chứ đúng là đồ bốc phét tô vân nhìn thế nào cũng thấy hạ vũ mặc trướng mắt nhất là đôi mắt đó của hạ vũ mặc to giống như tô yên khiến cô ta rất khó chịu mày còn trừng mắt với tao nữa tao sẽ móc mắt mày ra đó tô vân hung hăng đe dọa hạ vũ mặc đàn bà xấu xa tôi cứ chừng chị đấy hư hạ vũ mặc trừng mắt nhìn tô vân đồ con hoang tô vân tức giận bóp mặt hạ vũ mặc sau đó bị hạ vũ mặc cắn vào tay á đáng chết tô vân hét lên một tiếng hung hăng đẩy hạ vũ mặc ra xem tao dạy dỗ mày thế nào tô vân đang định đánh hạ vũ mặc tần phương linh hoảng hốt đi vào nói tiểu vân không xong rồi vạn nhất đến rồi nói muốn lục soát du thuyền mẹ thấy khả năng cao là nhằm về phía chúng ta đó, bây giờ phải làm sao đây? Cái gì? Tô Vân giật mình, cô ta nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ trong khoang thuyền, không chỉ có vạn nhất đến, cô ta còn thấy Tô Yên đang đứng trên bong tàu chiếc du thuyền phía sau. Sao lại đến nhanh như vậy? Cô ta không thể để Tô Yên phát hiện được, nếu không thì chắc chắn sẽ phải vào trại tạm giam lần nữa, cô ta không muốn vào đó. Hạ Vũ Mặc vừa nghe thấy vạn nhất đến, cậu bé gần cổ hét lên, chú Vạn, cứu cháu, chú Vạn, cháu ở đây, ưm. Tô Vân vội bụng miệng hà vũ mặc lại, thằng nhãi danh, đừng la, nếu không thì tao vứt mày xuống dưới đó. Tiếng của hà vũ mặc đã bị hạ phi nghe được, hà phi mất bình tĩnh lớn tiếng đá lại, em trai. Là anh trai. hà vũ mặc nghe thấy tiếng của hà phi bèn vùng vẫy muốn ra ngoài. Anh trai, là anh trai. hà vũ mặc bị bụng miệng không hét được, chỉ đành phát ra tiếng ưm ưm. Tần Phương Linh sốt ruột nói: "Làm sao đây, chúng ta thế này cũng coi như bắt cóc buôn bán trẻ em rồi, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ đi tù đó." Trong lòng Tô Vân cũng rất sợ hãi, cô ta nhìn thấy Hạ Phi đang áp sát du thuyền về phía bên này, chiếc du thuyền Tô Yên đang ngồi trên đó cũng đang áp sát lại, cô ta lại nhìn sang Hạ Vũ Mặc, nổi ý định muốn giết người, vậy thì để bọn họ không tìm được người nữa, vứt ra khỏi khoang thuyền, bọn chúng không tìm thấy người thì có thể làm gì chúng ta chứ? Chương 130, không hoảng loạn lúc gặp nguy hiểm. Lời của Tô Vân khiến Tần Phương Linh kinh hoàng đến trợn to mắt, đến lời nói cũng trở nên lắp bắp, "Tiểu tiểu tiểu Vân, con đây là, là giết người đấy, không không, không được." Tần Phương Linh vừa xua tay vừa lùi ra sau. "Mẹ, mẹ còn lề mề nữa thì chúng ta sẽ xong đời đấy." Tô Vân đã đập nồi dìm thuyền, mẹ cũng thấy rồi đấy, Tô Yên và Vạn Nhất đều đến rồi nếu để bọn họ biết đứa nhỏ ở đây, chúng ta sẽ không còn cơ hội để chờ mình nữa. Tô Vân mặc kệ, nghe thấy tiếng du thuyền bị va chạm, cô ta mở đáy thuyền ra, kéo lấy hạ vũ mặc, đến địa ngục rồi cũng đừng trách tao, tất cả đều là do tôi yên ép tao thôi. Ưm ưm, hu hu hu, hạ vũ mặc bị dọa sợ, liều mạng dẫy ruộng. Nhưng cậu bé chỉ một đứa nhỏ, làm sao dẫy thoát khỏi Tô Vân. Tô Vân ấn đầu của Hạ Vũ mặc đẩy thẳng cậu bé từ trên tàu xuống biển, Nhìn thấy Hạ Vũ mặc rơi xuống biển, Tần Phương Linh kinh ngạc đến che miệng lại. "Em trai, em trai, Hạ Phi đã nhảy lên chiếc du thuyền này của Tô Vân, vô số chiếc du thuyền cũng đang tiếp cận. Bởi vì cô ta ném Hạ Vũ mặc xuống biển từ đáy tàu nên vốn dĩ không có ai phát hiện cả." Tô Vân nhìn Hạ Phi và cả Tô Yên ở bên ngoài du thuyền một cái, trong lòng cô ta hạ quyết tâm, nói: "Mẹ, mẹ nhớ kỹ, một lát mẹ cứ một mực không thừa nhận." bảo vệ được con thì chúng ta mới có thể cơ hội ngóc đầu dậy. Vừa dứt lời, Tô Vân cũng nhảy xuống biển từ đáy tàu. Người bắt cóc là Tần Phương Linh, không hề liên quan gì đến cô ta, cô ta chỉ là bị Tô Yên nhìn thấy, vậy nên chuyện ngày hôm nay không liên quan đến cô ta. Tô Vân nhảy xuống biển không ngừng lặn sâu xuống, bơi qua đáy du thuyền của Tô Yên, rồi bơi về phía bờ. Tần Phương Linh ngẩn người mấy giây, sau đó mau chóng đóng cửa đáy thuyền lại, Lúc này Tô Yên và Hạ Phi cùng Vạn Nhất đều đã lên đến nơi. Vạn Nhất đạp cửa du thuyền ra, phá cửa đi vào. "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Tô Yên xông vào, chỉ nhìn thấy Tần Phương Linh đang bối rối hoảng loạn, không hề nhìn thấy Hạ Vũ Mặc. "Em trai." Hạ Phi cũng trở nên sốt ruột, lúc nãy rõ ràng con nghe thấy tiếng của em trai mà. Tần Phương Linh ổn định lại tinh thần, chỉ vào Hạ Phi và Tô Yên, hung dữ lớn tiếng nói, "Đây là du thuyền của tôi." các người lên đây làm gì, ở đây làm gì có người khác, chỉ có một mình tôi thôi, các người mau xuống khỏi đây cho tôi. Tiểu vũ đâu, trong lòng tôi yên nóng như lửa đốt, không nói nhiều lời với tần phương linh, nắm lấy cổ áo của bà ta, cảm xúc có hơi mất kiểm soát mà hét lên, bà đem tiểu vũ đi đâu rồi, mau nói. Cái gì mà tiểu vũ đại vũ, tao không biết mày đang nói gì. Tần Phương Linh thà chết không thừa nhận, tội yên, tốt xấu gì tao cũng là bề trên của mày, sao mày có thể nói chuyện với tao như vậy, mau buông tay cho tao, thật là không có phép tắc gì cả, đừng tưởng mày trèo lên được nhà họ lý nhà họ lục là có thể không để bề trên như tao vào mắt. Tần Phương Linh, Tô Yên nói gần như nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Vũ đang ở đâu, bà còn không nói thật, có tin tôi ném bà xuống dưới không? Em trai tôi đang ở đâu? Ánh mắt của Hạ Phi nhìn chầm chầm Tần Phương Linh một cách sắc bén, chúng tôi đã nhìn thấy bà bắt cóc em tôi từ camera, bà mau đưa nó ra đây vạn nhất cũng nguy hiếp, Tần Phương Linh, bà mau đưa cậu bé ra đây, có lẽ còn có thể tha cho bà, nếu là tiếp tục u mê không tỉnh, vậy thì chỉ còn cách giao bà cho cảnh sát thôi. Thực ra trong lòng Tần Phương Linh đang rất hoảng loạn, nhưng bà ta nghĩ đến lời dặn dò của Tô Vân, chỉ cần bà ta thả chết không thừa nhận, đối phương sẽ không thể làm gì được bà ta. Đứa nhỏ đó đã chìm xuống biển rồi, những người này vốn dĩ không thể tìm được, bà ta có ngu mới đi thừa nhận. Tôi không biết, dù có giao tôi cho cảnh sát thì tôi cũng không biết. Tần Phương Linh còn chưa nói xong, bên ngoài có người hét to một tiếng, dưới nước có người. Tô Yên, Phản Nhất và Hạ Phi nhìn nhau một cái, lập tức đi ra ngoài. Trên mặt biển, một bóng dáng nho nhỏ đang nổi lềnh bềnh, khi đến gần nhìn mới thấy đó chính là Hạ Vũ Mặc. Hạ Vũ Mặc không nhúc nhích, mắt cũng nhắm chặt lại, trông như một cái xác nổi lềnh bềnh trên mặt biển. Bóng dáng nho nhỏ níu chặt lấy tim của tất cả mọi người. Tiểu Vũ, Tô Yên cảm thấy tim mình sắp vỡ nát rồi, cô kinh hoàng hét to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi. Không đợi cô nhảy xuống cứu, đã có người nhảy xuống trước rồi. Sau khi Lục Cận Phong nhảy xuống, anh mau chóng bơi qua chỗ Hạ Vũ Mặc, cảnh tượng này khiến lòng người xem cũng thất lại. Tay chân của Hạ Vũ Mặc bị cột lại, thân thể nhỏ bé trôi nổi bập bình theo sóng nước. Em trai, Hạ Phi muốn nhảy xuống, nhưng đã bị vạn nhất ngăn lại cậu xuống đó làm gì, đại ca đã nhảy xuống đó rồi, cậu có nhảy xuống cũng chẳng làm được gì đâu. Lục cận phong bơi đến bên cạnh hạ vũ mặc, bế cậu bé trở về du thuyền. Mấy người Tô yên cũng nhanh chóng trở về du thuyền. Lục cận phong để hạ vũ mặc nằm xuống, thăm dò hơi thở ở mũi cậu bé, vẫn còn hơi thở. Lục cận phong lập tức tiến hành cấp cứu cho hạ vũ mặc. Tô Yên mau chóng cởi trói cho Hạ Vũ Mặc, dùng tay trà sát đôi tay lạnh như băng của Hạ Vũ Mặc. Tiểu Vũ, đừng dọa chị, mau tỉnh lại đi. Giọng của Tô Yên đã khàn đi, ngoại trừ lúc trước khi Lục Cận Phong xảy ra chuyện suýt nữa mất mạng, cô chưa từng cảm thấy hoảng sợ như thế này bao giờ. Em trai, em mau tỉnh dậy đi, anh ở đây này, xin lỗi anh đã không bảo vệ được em. Hạ Phi bật khóc, bình thường cậu bé vẫn luôn kiên cường nay lại khóc đến đau lòng như vậy. Hạ Vũ mặc vẫn không tỉnh, vạn nhất và đám người Hạ Huy, Hạ Vũ nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu một đứa bé nhỏ như vậy, ai có thể ngờ được Tần Phương Linh lại nhẫn tâm như vậy, ném cậu bé xuống dưới biển. Sắc mặt lục cận phong lạnh lùng, hai tay ấn trước ngực hạ vũ mặc, đột nhiên, cậu bé qua một tiếng nôn ra một ngụm nước biển. Tô Yên vui mừng reo lên, tiểu vũ, mau mở mắt ra xem nào. Hạ vũ mặc nôn vài ngụm nước biển, từ từ mở mắt ra. Em trai, mau nhìn xem, anh là ai? Hạ phi bảo hạ vũ mặc xác nhận mình. Anh, anh trai giọng của Hạ Vũ mặc hơi yếu, mắt nhìn về phía Tô Yên, lại gọi một tiếng, vợ. Tiếng vợ này khiến mọi người đều dở khóc dở cười. Hạ Huy cầm khăn quấn lên người Hạ Vũ mặc cũng đưa cho Lục Cận Phong một cái khăn, đại ca, lau nước trên người đi. Hạ Vũ mặc tỉnh lại khiến tất cả mọi người đều thở vào một hơi nhẹ nhõm. Hạ Vũ mặc tỉnh dậy một lúc, đã hoàn toàn tỉnh táo, ôm lấy Hạ Phi khóc đến rối loạn, anh, em sợ lắm, hu hu hu, bọn họ muốn hại em hạ vũ mặc vừa được xem như là sống sót sau tai nạn một đứa bé nhỏ như vậy chắc chắn là sẽ sợ hãi hai ngày này liên tục bị hoảng sợ khi nhìn thấy người thân cảm xúc bị đè nén đương nhiên sẽ bộc phát ra lục cận phong dùng khăn lau nước trên người mình hai anh em cuối cùng cũng gặp lại nhau không ai muốn làm phiền khoảnh khắc đoàn tụ này của hai người họ vạn nhất đi đến bên cạnh lục cận phong đại ca tiểu vũ này là một hạt giống tốt lúc này vạn nhất cũng hiểu ra lúc nãy hạ vũ mặc nổi bồng bềnh trên mặt biển là tự cứu mình. Nén lại hơi thở, cả người thả lòng, cơ thể sẽ trở nên nhẹ bẫng, mượn sức của nước biển để nổi lên. Nếu như giấy ruộng, ngược lại sẽ càng chìm càng sâu. Có thể không hoảng loạn trong lúc gặp nguy nan, bình tĩnh nén lại hơi thở để tự cứu mình, đến người lớn cũng chưa chắc có mấy người làm được việc này, nhưng hạ vũ mặc đã làm được. Ánh mắt Lục Cận Phong nhìn Hạ Vũ Mặc cũng tràn đầy sự khen ngợi, đứa nhỏ này là một nhân tài có thể uốn nắn, có lẽ dù là người lớn khi đối mặt với nguy hiểm, đừng nói là không hoảng loạn, có lẽ đến cách tự cứu mình cũng không biết. Vạn Nhất cũng ngày càng thích Hạ Vũ Mặc, thậm chí là khâm phục cậu bé. Có nhiều lúc hai anh em Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc khiến một người trưởng thành cũng cảm thấy hổ thẹn khi không bằng. Đại ca, xử lý Tần Phương Linh thế nào? Đưa bà ta lên đây. Lục Cận Phong lạnh giọng ra lệnh, trong giọng điệu tràn đầy ý muốn giết người. Rất nhanh, Tần Phương Linh bị đưa lên du thuyền, nhìn thấy Hạ Vũ Mặc không sao, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi. Chương 131, thông báo cho hai nhà sở Chu đến nhận người. Tần Phương Linh làm sao ngờ Hạ Vũ Mặc vẫn có thể bình an vô sự mà sống sót chứ? Bây giờ bà ta có muốn thả chết không thừa nhận cũng không được nữa. Nhìn thấy Tần Phương Linh sự căm hận dưới đáy lòng tôi yên cũng bị kích thích đến bộc phát ra lúc nãy hạ vũ mặc suýt nữa đã bị bà ta hại chết rồi tần phương linh bà đúng thật không phải là con người tôi yên tức tối đạp thẳng một cú qua cô đã rất lâu rồi không động tay động chân lần ra tay trước đó là lúc đánh lý văn một cú đá vẫn chưa hả giận tôi yên lại liên tục đá mấy cú ôi a à, con khốn này mày dám đánh tao Tần Phương Linh hét lên, đồ danh con như mày đúng là độc ác tàn nhẫn y như cha mày vậy, đồ vô ơn. Hạ vũ mặc trống nạnh hừ nói, người phụ nữ xấu xa, đáng đánh. Không ai ngăn Tô Yên, để mặc cho cô phát tiết. Sau khi Tô Yên phát tiết xong, Hạ Phi cũng bổ sung thêm một cú, dám bắt nạt em tôi, đúng là muốn chết. Hạ Phi đánh xong, Hạ vũ mặc cũng chạy lên đập một cái lên đầu Tần Phương Linh, sau đó lại đứng về bên cạnh Tô Yên, ngụ phù thủy. Hạ Vũ Mặc và Hạ Phi đứng ở hai bên của Tô Yên, đứa nhỏ thì tỏ ra tức giận phì phò, đứa lớn cũng bày ra dáng vẻ không thể chọc vào. Lục Cận Phong nhìn tổ hợp ba người, đôi con người lạnh lùng bỗng chốc trở nên dịu dàng. Anh dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng vào nhiều năm sau, nếu anh và Tô Yên cũng có con, mấy đứa nhỏ cũng sẽ đứng ở hai bên người Tô Yên như vậy. Những đứa nhỏ sẽ thay Tô Yên bảo vệ gia đình, ba mẹ con cùng đối phó với người ngoài, đó là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Ba mẹ con, tim Lục Cận Phong đột nhiên lột bộp một cái, từ góc độ của anh mà nhìn, ba người họ cũng thật giống ba mẹ con. Tần Phương Linh muốn đánh trả, nhưng nhìn thấy có nhiều người trên du thuyền như vậy, bà ta cũng chẳng dám phản kháng. Trước khi Tần Phương Linh lên du thuyền, Lục Cận Phong đã đeo mặt nạ lên, Hạ Vũ và hà Huy cũng đeo lên, bà ta vốn dĩ không nhận ra ai cả. Vạn nhất đứng ra nói, Tần Phương Linh, bà dám bắt cóc Tiểu Vũ, lại còn ném cậu bé xuống biển. Có ý đồ hãm hại người khác, chỉ dựa vào hai tội danh này cũng đã đủ để bà ngồi tù hơn 20 năm rồi. Vừa nghe thấy ngồi tù, Tần Phương Linh lập tức hoảng loạn, vội vàng cầu cứu, "Đừng, đừng đưa tôi đến cục cảnh sát, tôi không muốn bắt cóc đứa nhỏ này, tất cả đều là hiểu lầm." Tô Yên, dì tưởng rằng đứa nhỏ này và con lạc nhau, lo lắng nó sẽ bị những kẻ buôn người bắt đi, nên mới ôm nó lên du thuyền, định tối nay đưa nó về chỗ con. Đúng thật là khéo miệng, rất biết ăn nói đưa về chỗ tôi, tôi mà đến chế một chút thì tiểu vũ đã mất mạng rồi. Thật là oan cho gì quá, gì làm sao biết đứa nhỏ này ham chơi đến rất xuống nước chứ, lúc nãy gì sợ nên mới không dám nói thật, chứ gì hoàn toàn không hề có ý định hãm hại nó. Tần Phương Linh khóc lóc om sòm, câu nào cũng bảo mình bị oan, là hiểu lầm. Tô Yên đã lĩnh giáo qua kỹ năng diễn xuất của Tần Phương Linh từ lâu rồi. Ở đây không một ai tin những lời nhảm nhí của Tần Phương Linh cả lúc này hạ vũ mặc đột nhiên nói chị lúc nãy còn có một người phụ nữ xấu xa khác cô ta là con gái của mụ phù thủy này hạ vũ mặc không nhìn thấy mặt của tô vân nhưng cậu bé có thể đoán ra được đó là ai từ trong cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người họ tô yên vừa nghe thấy có tô vân sắc mặt cô càng rét lạnh hơn tần phương linh vội vàng giải thích không tiểu vân không có ở đây chỉ có một mình tôi thôi không tin các người lên du thuyền mà xem lúc nãy chỉ có một mình tôi mà thôi Đúng là trong du thuyền không có ai, lúc nãy bọn họ đã nhìn qua rồi, nhưng lời của Tiểu Vũ hiển nhiên là đáng tin hơn lời của Tần Phương Linh. Tô Yên nhìn Lục Cận Phong một cái, Tô Vân biết bơi, bây giờ đến bến tàu, nói không chừng có thể chặn được đấy. Lục Cận Phong lập tức căn dặn Hạ Huy, cậu dẫn theo hai người đến bến tàu. "Vâng, thưa đại ca." Hạ Huy dẫn theo hai người ngồi chiếc du thuyền khác chạy về phía bến tàu. Thấy vậy, Tần Phương Linh mới hoàn toàn hoảng loạn. Tô Yên, con tha cho chúng ta đi, chúng ta cũng là mỡ lợn làm mờ mắt thôi, thật đó, dì thật sự không muốn làm hại đứa nhỏ, con tha cho chúng ta đi, sau này chúng ta sẽ không làm phiền con nữa, dì dập đầu với con. Tần Phương Linh nói rồi dập đầu với Tô Yên. Trong lòng Tô Yên ít nhiều gì cũng có chút lung lay, nhưng cô không tin nổi tính tình của Tần Phương Linh và Tô Vân, cũng không định bỏ qua. Cứ nghĩ đến cảm giác hoảng sợ của Hạ Vũ Mặc khi trôi nổi trên mặt biển, cô lại hận không thể ném luôn tần phương linh xuống biển. Tô Yên nghĩ như thế nào thì làm như vậy. Hạ vũ, ném bà ta xuống, để bà ta nếm thử mùi vị bị nước biển ngập qua người là thế nào. Tô Yên lại bổ sung thêm, đừng để bà ta chết. Vâng, hạ vũ lập tức gọi người, lấy một cái lưới đến, cho bà ta vào trong rồi ném xuống biển. Không, không, tần phương linh hoảng loạn giấy ruộng, Tô Yên, gì thật sự biết sao rồi, nghe nói vùng biển này có cá mập, dì sẽ mất mạng đó. Hả? Có cá mập à? Tô Yên cong cong môi, vậy thì càng tốt. Ném xuống. Lục cận phong hiểu tính tình của Tô Yên, dùng cách làm của người đó để trị lại họ chính là tính cách của cô. Hạ Vũ Mặc cũng khẽ nói, dạy dỗ người xấu, ném xuống. Tần Phương Linh bị bỏ vào trong cái lưới, hoảng sợ nắm lấy lưới, vội nói, Tô Yên, con tha cho dì đi, dì biết tung tích con của con, thật đấy viện trưởng của trại mồ côi đó đã gạt con, con của con vốn dĩ không hề được người khác nhận nuôi. Ném xuống, vạn nhất thúc dục hạ vũ mau ra tay. Lục cận phong đang ở đây, gì mà con của tô yên chứ, đây không phải là khiến người khác cảm thấy ngột ngạt hơn sao. Tô yên cũng không tin lời của tần phương linh, cô đã bị bà ta lừa rất nhiều lần rồi, cô không tin bà ta thật sự biết. Tần phương linh bị ném vào biển ùm một tiếng, bà ta giấy ruộng dưới nước, nhìn thấy thời gian đã đủ rồi, lại kéo bà ta lên một chút, sau đó lại thả xuống. Cứ như vậy, Tần Phương Linh nhiều lần bị bỏ xuống biển, uống cả một bụng nước biển, không ngừng dẫy ruộa giữa ranh giới sự sống và cái chết. Lúc này, trên mặt biển thật sự có cá mập bơi qua, Tần Phương Linh bị dọa đến hoảng sợ kêu lên, mau kéo tôi lên, tôi yên, đây không phải là đùa đâu, mau lên. Cá mập ngày càng đến gần, Tần Phương Linh liên tục kêu hét dưới nước, đường nét gương mặt đã trở nên méo mó vì hoảng sợ, cuối cùng khi được vớt lên, bà ta đã bị dọa đến ngất xỉu rồi. Tô Yên không hề cảm thấy đồng tình với Tần Phương Linh, nhân từ với hai mẹ con tính nết không chịu thay đổi này chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Cô không phải thánh mẫu, cô không tha thứ nổi. Lục Cận Phong ra lệnh trở về bến tàu, lúc này, Tô Vân không dễ gì mới trèo lên bờ được đã bị Hạ Phi bắt được, cùng đưa trở về. Cho người thông báo với nhà họ sở và nhà họ chu, bảo họ đến biệt thự Nam Sơn nhận người một câu này của lục cận phong khiến tô vân và tần phương linh ngồi bệch xuống đất lần này thật sự xong rồi sở hướng nam nhận được tin do người của lục cận phong phái đến nổi cơn thịnh nộ con nhỏ phá hoại này thành công thì ít hỏng việc thì nhiều sau khi chu hoàng long nhận được tin sắc mặt của ông ta cũng chẳng tốt hơn sở hướng nam bao nhiêu một người là tình nhân của ông ta một người là con gái riêng của ông ta muốn phủi sạch quan hệ là chuyện không thể nào Càng đừng nói đến chuyện nhà họ Lục đã cho người đến thông báo rồi, ông ta chỉ đành đi một chuyến vậy. Biệt thự Nam Sơn, cả người Tô Vân và Tần Phương Linh đều ướt đẫm ngồi dưới đất, hai người lạnh đến ôm lấy nhau để sưởi ấm. Đây là chỗ của Lục Cận Phong, Hạ Vũ và Hà Phi cũng không cần đeo mặt nạ để che lại nữa, sau khi thay quần áo, hai người kia cũng chẳng nhận ra họ. Lục Cận Phong thay bộ đồ sạch sẽ, ngồi trên xe lăn, uống trà, đợi người của nhà họ Sở và nhà họ Chu đến. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc ở trên lầu, Tô Yên không cho hai cậu bé xuống. Đợi khoảng nửa tiếng, sở hướng Nam và Chu Hoàng Long tới cùng một lúc. Nhìn thấy hai người đến, Tần Phương Linh và Tô Vân giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, một người nhào về phía sở hướng Nam, một người nhào về phía Chu Hoàng Long. Hướng Nam, bụng em đau quá, em rất sợ, anh nhất định phải đưa em về. Tần Phương Linh kéo Chu Hoàng Long, khóc đến vô cùng tội nghiệp, Hoàng Long, cứu em với, Em không muốn ngồi tù đâu. Chương 132, làm hại đến con trai của Lục Cận Phong. Sở Hướng Nam và Chu Hoàng Long đâu phải là đồ ngốc, nếu thật sự đưa hai người này về, vậy không phải là công khai chống đối nhà họ Lục sao? Sở Hướng Nam rất gian xảo, Tô Vân là con gái riêng của Chu Hoàng Long, Tần Phương Linh lại là tình nhân của Chu Hoàng Long, địa vị xã hội của ông ta cao hơn anh ta, ông ta còn chưa lên tiếng tỏ thái độ, anh ta chắc chắn sẽ không hành động hấp tấp. Chu Hoàng Long liếc nhìn Lục Cận Phong đang ngồi trên xe lăn một cái, biết rõ còn hỏi, cậu cả Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai người phụ nữ thiếu hiểu biết này đã làm gì đắc tội với cậu sao? Phụ nữ thiếu hiểu biết. Chu Hoàng Long vừa mở miệng đã ám chỉ một người đàn ông như Lục Cận Phong lại đi so đo với hai người phụ nữ. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Trước khi Chu Hoàng Long đến, chắc chắn đã nghe ngóng qua rồi cũng biết chuyện Tần Phương Linh và Tô Vân bắt cóc và ném Hạ Vũ mặc xuống biển. Mặc dù ông ta cũng thức vì hai người này quá ngu ngốc, nhưng lúc này, ông ta chỉ có thể giả vờ không biết. Hạ Vũ mặc chỉ là một cô nhi, ông ta đã nghe ngóng qua rồi, sau khi đứa nhỏ đó xuất hiện ở tiệc họp mặt gia đình thì đã được Tô Yên nhận về nuôi. Bây giờ có tin đồn Tô Yên được Lục Cận Phong nhìn chúng, và xác định cô làm bà chủ của nhà họ Lục. Bây giờ nhìn thấy Lục Cận Phong ra mặt thay Hạ Vũ mặc ông ta cảm thấy tin đồn này chắc là thật rồi nhưng chu hoàng long thật sự không tin lục cận phong sẽ vì một đứa nhỏ không có quan hệ máu mủ như hạ vũ mặc mà trở mặt với nhà họ chu lục cận phong hừ lạnh một tiếng nhàn nhã uống trà một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến chu hoàng long thay đổi sắc mặt hai người này suýt nữa đã hại chết con trai tôi tổng giám đốc chu cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào con trai lời này vừa nói ra đừng nói là mặt của chu hoàng long vừa ngẩn người vừa chấn động đến tô yên và vạn nhất cũng ngạc nhiên nhưng rất nhanh tô yên đã nhớ ra trước kia lục cận phong từng nói muốn nhận hạ vũ mặc làm con nuôi con nuôi cũng là con mà cậu cả lục sao có thể chứ chu hoàng long kinh ngạc nói đứa nhỏ này sao có thể là con của cậu được tô vân cũng vội nói đứa con hoang đó chỉ là một cô nhi thôi sau này được tô yên nhận nuôi cậu cả lục cậu không thể vì lấy lòng tôi yên mà lấy lý do này để làm khó hai người phụ nữ chúng tôi được. Mặt lục cận phong lạnh đi, nghiêm giọng nói, lục cận phong tôi muốn giết hai người còn cần lấy lý do sao? Nghe đồn lục cận phong máu lạnh vô tình, thủ đoạn giết người rất quyết đoán, trên tay dính vô số máu tươi, những người vợ trước đó đều là bị dày vò đến chết. Tô Vân nghĩ đến đây, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cậu chủ lục, tôi nói sai rồi, không phải tại tôi, Tất cả những chuyện này đều là chủ kiến của mẹ tôi, là bà ấy đã bắt cóc Hạ Vũ Mặc, cũng là bà ấy đã ném Hạ Vũ Mặc xuống biển, không liên quan đến tôi. Nói xong, Tô Vân kéo Tần Phương Linh một cái, khóc lóc nói: "Mẹ, mẹ mau thừa nhận đi, thừa nhận tất cả những chuyện này đều là do mẹ làm, không liên quan đến con đi. Trong bụng con còn đang mang thai, con thích nhất là trẻ con, sao có thể làm hại đến Hạ Vũ Mặc chứ?" Một loạt hành động của Tô Vân khiến Tô Yên và Vạn Nhất nhìn đến há hốc mồm vì để sống sót mà trực tiếp bán đứng mẹ ruột của mình, tần phương linh nghe thấy những lời của tô vân trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và lạnh lẽo, lại càng thêm đau lòng và thất vọng, tức đến răng lợi nghiến chặt. đây là đứa con gái mà bà ta đã đặt bao nhiêu công sức để nuôi dưỡng và dạy dỗ, đặt trong lòng bàn tay mà nuông chiều, chuyện gì cũng chiều theo cô ta, nhưng khi gặp phải nguy nan thì cô ta lại trực tiếp đẩy bà ta ra chịu trận. tần phương linh nhìn trầm trầm tô vân một lúc lâu trong ánh mắt khó tin lại tràn đầy tình yêu thương có nước mắt đang chuyển động, qua một lúc lâu sau, bà ta mới nhẹ nhàng gọi một tiếng Tiểu Vân. Mẹ, mẹ mau nói với bọn họ mẹ là đầu tiêu, con đã từng khuyên mẹ, bảo mẹ đừng làm như vậy. Cảm xúc của Tô Vân rất kích động, thúc giục Tần Phương Linh thừa nhận, mẹ, mẹ nói gì đi. Tần Phương Linh đưa tay sờ mặt Tô Vân, nước mắt rơi ra, bà ta cúi đầu bình tĩnh lại, lúc ngẩng đầu, dường như bà ta đã hạ quyết tâm gì đó. Cậu cả lục, chuyện ngày hôm nay đúng là do tôi làm. Tần Phương Linh nặng nề nhắm mắt lại, sau đó hung thần ác sát chỉ vào Tô Yên, tôi hận con khốn này, chính nó đã khiến tôi mất hết danh dự, rơi vào kết cục thê thảm như ngày hôm nay, nó không để tôi sống tốt, tôi cũng sẽ không để nó sống tốt. Trong mắt Tần Phương Linh tràn đầy sự căm hận, nỗi hận đó không hề giả tạo chút nào. Hôm nay bà ta muốn bảo vệ Tô Vân thì phải vạch tất cả mọi chuyện ra, cũng phải để mọi người đều hận cô. Chu Hoàng Long nhíu mày, em cần gì phải như vậy, một đứa nhỏ mà em cũng xuống tay được. Chu Hoàng Long tỏ vẻ bất lực, rõ ràng là không muốn quan tâm nữa, vì Tần Phương Linh và trở mặt với nhà họ Lục, không đáng. Chỉ cần là chuyện khiến tội yên không vui, em đều muốn làm. Tần Phương Linh đột nhiên cười một cách điên cuồng, chỉ vào Lục Cận Phong, đường đường là cậu cả nhà họ Lục lại thích đi nhặt một chiếc giày rách người ta từng mang, thật là buồn cười chết mất, ha ha, mấy năm trước đời tư của Tô Yên vô cùng hỗn loạn, đến con cũng sinh cho người ta rồi. Chuyện này là thật 100%, không tin cậu có thể cho bác sĩ kiểm tra Tô Yên, xem coi có phải nó đã từng sinh con hay không. Lần trước ở bữa tiệc họp mặt gia đình đã từng làm ẩm ý chuyện này, nhưng cuối cùng hát nước bẩn không thành công, chuyện này cũng chìm xuống. Lúc này Tần Phương Linh nhắc lại chính là muốn lục cận phong không thoải mái, muốn Tô Yên sống không tốt. Mặc kệ là có hay không, Chuyện này cũng sẽ giống như một cây kim đâm vào cơ thể, ít nhiều gì cũng sẽ có cảm giác đau. Sắc mặt Tô Yên bình tĩnh, cô đã thẳng thắn với Lục Cận Phong về chuyện từng sinh con từ lâu rồi, nên cũng chẳng sợ Tần Phương Linh vạch trần bí mật này. Lời của Tần Phương Linh kích thích nỗi giận dưới đáy lòng Lục Cận Phong, giọng anh lạnh lẽo, xem ra lúc nãy vẫn dậy dỗ chưa đủ, "Hạ Huy, Hạ Vũ." "Vâng, thưa đại ca." Hạ Huy và Hạ Vũ hiểu ý, đang định ra tay Tần Phương Linh đột nhiên hét lên một tiếng xé ruột xé gan, "Tiểu Vân, con sống cho tốt, đừng khiến mẹ thất vọng." Nói xong, Tần Phương Linh xông về phía cột đá cẩm thạch, đập thẳng đầu vào đó. Tô Yên phát hiện ra ý đồ của Tần Phương Linh, muốn đưa tay ngăn cản, tay cô vẫn đang ngăn trong không khí, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, Tần Phương Linh đã đập vào cột đá, trong phút chốc máu tươi chảy ra, rồi ngã xuống. Ánh mắt Lục Cận Phong cứng lại, vạn nhất cũng kinh ngạc ngây người. Phương Linh, Chu Hoàng Long chấn động, hét lớn một tiếng, chạy qua dìu bà ta dậy, "Phương Linh." Cuối cùng vẫn là người phụ nữ đã theo mình hơn 20 năm, sao Chu Hoàng Long lại không có tình cảm được chứ? Tô Vân ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn ngây người, nhìn chằm chằm tần Phương Linh, không nói ra được một chữ. Sở Hướng Nam cũng ít vào một ngụm khí lạnh. Lục Cận Phong nhíu mày, đưa bà ta đến bệnh viện, sau khi tỉnh lại thì đưa đến cục cảnh sát nghe thấy lục cận phong vẫn không buông tha tần phương linh sắc mặt của chu hoàng long hơi tức giận cậu cả lục cô ấy cũng đã thế này rồi cho dù có là ân oán lớn thế nào thì cũng nên xóa bỏ hết đi tổng giám đốc chu đúng là một người si tình lục cận phong cười khẩy một tiếng trong từ điển của lục cận phong tôi không có mấy chữ xóa bỏ hết nếu bà ta dám động đến con trai tôi thì nên biết sẽ có kết cục thế nào hạ huy đưa bà ta đi nếu không phải vì những lời tần phương linh vừa nói lúc nãy có lẽ Lục Cận Phong sẽ buông tha cho bà ta. Nhưng đáng tiếc là đã muộn rồi. Vâng, thưa đại ca." Hạ Huy vẫy tay một cái, lập tức có hai người đến đưa Tần Phương Linh đi. Chu Hoàng Long nắm chặt đấm tay, nhẫn nhịn không lên tiếng. Sau khi Tần Phương Linh bị đưa đi, người tiếp theo chính là Tô Vân. Lục Cận Phong nhìn chằm chằm Tô Vân bằng ánh mắt sắc bén, trong giọng điệu có chút không để tâm, còn cô thì để lại một ngón tay đi. Không Tô Vân giấu tay mình đi, bò ra sau người Sở Hướng Nam trốn, trong giọng nói chứa sự nghẹn ngào, "Hướng Nam, cứu em." Sở Hướng Nam thờ ơ không lên tiếng, anh ta làm sao dám đắc tội với Lục Cận Phong chứ, càng đừng nói là vì Tô Vân mà đắc tội. "Cha, cứu con." Tô Vân lại cầu cứu Chu Hoàng Long. Chu Hoàng Long hiểu ra rồi, hôm nay Lục Cận Phong đâu phải bảo ông ta và Sở Hướng Nam đến để nhận người, rõ ràng là để giết gà dọa khỉ mà hai ngày trước ông ta vừa gặp mặt Lục Gia Hành, chẳng lẽ Lục Cận Phong biết chuyện ông ta hợp tác với Lục Gia Hành sao? Chu Hoàng Long không nhìn thấu được Lục Cận Phong, cũng không dám lên tiếng. Hạ Vũ lấy ra một con dao găm sắc bén, hai người khác bắt Tô Vân lại, ấn tay cô ta lên bàn. Đừng, đừng mà, Tô Vân bị dọa đến rụt về sau, sở hướng nam, anh là đồ nhát gan, người khác ức hiếp vợ anh, thế mà anh đến dám cũng không dám thả, anh còn là đàn ông sao? Hạ Vũ giơ dao lên, gọn gàng nhanh nhẹn cắt đứt một ngón tay của Tô Vân, lập tức có một tiếng kêu thê thảm như heo bị giết xuyên khắp cả biệt thự Nam Sơn, a. À, Chương 133, Tô Yên phát hiện ra vết bớt trên người Hạ Phi. Ngón tay bị đứt rơi trên mặt đất, máu tươi cũng theo đó mà chảy xuống một mảng. Tô Vân đau đớn che ngón tay của mình, cả bàn tay đau đến mức phát run, máu tươi không ngừng tuôn ra tí tách trên sàn nhà câu nói hùng hồn kia của tô vân khiến sắc mặt của sở hướng nam vô cùng khó coi chỉ đứng tại chỗ mà nhìn cũng không hề tiến lên một bước chu hoàng long cắn chặt răng cậu chủ lục tôi có thể mang người đi chưa ạ tô vân đang mang thai lục cận phong cũng không có truy cùng giết tận bèn phất tay nói nếu còn có lần sau tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là một ngón tay vậy đâu tô vân sợ hãi nhìn lục cận phong chính xác là nỗi sợ xuất phát từ trong tâm hồn trước đó chu kiệt cũng chỉ là hù dọa cô ta nhưng mà lục cận phong lại làm việc nhanh gọn nói chặt một ngón thì thật sự sẽ chặt một ngón cậu chủ lục yên tâm tuyệt đối sẽ không có lần sau đâu chu hoàng long tiến tới đỡ tô vân lên ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn sở hướng nam một cái người kia di chuyển tầm mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt của chu hoàng long chu hoàng long đưa tô vân đi sở hướng nam ngó mắt nhìn tô yên sau đó nói với lục cận phong cậu chủ lục nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cũng xin phép đi trước. Ừm, Lục Cận Phong nhẹ đáp, mang ngón tay đứt đó đi luôn. Sở Hướng Nam nghe thế thì lại thoáng biến sắc, cố nén sự sợ hãi và ghê tởm trong lòng xuống, nhặt ngón tay của Tô Vân lên. Sau khi rời khỏi biệt thự Nam Sơn, anh ta lập tức ghét bỏ mà ném ngón tay của người kia vào trong thùng rác, lại là như thể trên ngón tay ấy có dính vi khuẩn, cầm lấy khăn tay lau đi lau lại mấy lần anh ta quay đầu nhìn lại biệt thự nam sơn xa hoa lộng lẫy kia bây giờ tô yên đã dựa dẫm được vào lục cận phong rồi chỉ e là cũng sẽ không tha thứ cho anh ta nữa cũng sẽ không quay đầu lại ai cũng muốn đứng trên đỉnh kim tự tháp trở thành người ở trên người khác mà rồi một ngày nào đó anh ta cũng sẽ đạt tới vị trí của lục cận phong chứ sẽ không khép nép dè dặt như hôm nay đến cả rắm cũng không dám vì tiện thả Hôm nay Lục Cận Phong cố ý gọi anh ta tới vốn không phải là để đón Tô Vân, mà là lấy thực lực ra chèn ép anh ta, cảnh cáo anh ta rằng Tô Yên không phải là người mà anh ta có thể mơ ước. Lục Cận Phong xử lý Tần Phương Linh và Tô Vân xong, Tô Yên bên này cũng không có chút ý kiến nào, cũng chẳng thấy tàn nhẫn. Nhưng mà hành động đập đầu vào cột tự sát đó của Tần Phương Linh vẫn khiến cô rất chấn động. Sau khi xử lý xong xuôi, Lục Cận Phong quay trở về nhà của nhà họ Lục. Lần này anh không dắt theo Tô Yên mà là đi cùng với vạn nhất. Tô Yên cơ hồ nhận ra được hành động của Lục Cận Phong có gì đó khác lạ. Lẽ nào là vì những câu nói đó của Tần Phương Linh? Cho dù ngoài miệng nói là không thèm để ý, nhưng mà lúc bị người khác nói mấy lời chế giễu, sỉ nhục đó vẫn cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Chị Yên, chú Lục sao thế? Hạ Vũ mặc từ trên lầu đi xuống, cũng vì Lục Cận Phong đã nhảy xuống biển cứu cậu, còn thay cậu dạy dỗ đám người xấu, cho nên hình tượng của lục cận phong trong mắt cậu nhóc lập tức cũng to lớn hơn cả hạ vũ mặc vô cùng sùng bái lục cận phong chú ấy có công việc nên đi làm việc tô yên nhớ lại chuyện xảy ra ở trên biển vẫn còn thấy run sợ trong lòng ngồi xổm xuống ôm lấy hạ vũ mặc da thịt của trẻ con vừa trắng lại vừa mềm còn rất mướt cọ tới cọ lui cảm giác vô cùng thoải mái tiêu vũ xin lỗi chị đã tới trễ tô yên thật sự cảm thấy áy náy bởi vì cô đắc tội với mẹ con Tần Phương Linh mới liên lụy tới Hạ Vũ Mặc. Hạ Vũ Mặc lại thoải mái nói, không có chuyện gì đâu, à đúng rồi chị Yên, em tìm thấy anh hai rồi. Anh hai, anh mau qua đây đi. Hạ Vũ Mặc nhìn về phía trên lầu gọi tới. Tới đây, Hạ Phi đút hai tay vào túi quần từ trên lầu đi xuống, hai anh em đoàn tụ khiến Hạ Vũ Mặc rất đối vui vẻ. Cậu chạy tới ôm chặt lấy Hạ Phi, cũng vì Hạ Vũ Mặc chạy rất nhanh, lực xung kích cũng hơi lớn nên suýt chút đã khiến Hạ Phi ngã ngửa ra sau. Hạ Phi phỉ nhổ, em trai, em nên giảm cân đi, em bây giờ đã mập thành quả bóng rồi đó. Hạ Phi bày ra bộ mặt ghét bỏ nói. Hạ Vũ mặc véo lấy ra thịt trên người mình, quẹt môi một cái nói, không giảm cân đâu, đây là thành quả việc lớn lên, vất vả lắm em mới được như vậy đó. Chị Yên nói tiểu Vũ mũm mĩm chính là đáng yêu nhất. Em còn tiếp tục mập như vậy nữa, lúc ra ngoài cũng đừng nói là em trai của anh. Có mập thêm như nào đi nữa, em vẫn là em trai của anh. Hạ vũ mặc kéo cánh tay của Hạ Phi, mè nheo, anh hai, anh đừng hòng muốn vứt bỏ em, sau này anh đi đâu thì em sẽ theo đó. Như cái đuôi, Hạ Phi ngoài miệng thì nói thế, nhưng trên mặt lại tràn đầy một vẻ cưng chiều em trai của mình, có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được Hạ vũ mặc dán dính như thế, Tô Yên nhìn hai anh em ngoài mặt thì phỉ nhổ nhau nhưng lại là kiểu anh em ruột thịt rất đối yêu thương nhau, trong lòng cũng cảm thấy rất đôi ấm áp. Anh hai, anh mau qua đây. Hạ vũ mặc kéo Hạ Phi đi về phía Tô Yên, khuôn mặt tròn vo nhỏ xíu đó đầy vẻ thành thật mà giới thiệu. Anh hai, đây là vợ tương lai của em, xinh đẹp không? Chờ sau này em lớn lên sẽ cưới chị Yên làm vợ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hạ Phi nghe Hạ Vũ mặc gọi Tô Yên là vợ, như này không phải là tranh giành người phụ nữ với Lục Cận Phong rồi sao? Hạ Phi ném cho Hạ Vũ mặc cái nhìn khâm phục. Can đảm lắm em trai, dám tranh giành phụ nữ với bình giấm to đùng như đại ca Lục. Hạ Phi rất lễ phép nói với Tô Yên, cảm ơn gì Tô thời gian qua đã chăm sóc cho em trai của con. Có thể nuôi nấng Hạ Vũ mặc mập mạp như vậy, nhất định là đã cho ăn rất tốt. Lần này gặp chuyện không may, Tô Yên cũng rất lo lắng cho Hạ Vũ mặc. Hạ Phi cũng nhìn ra được là Tô Yên rất thật lòng yêu thương Hạ Vũ Mặc. Không cần khách sáo, tiểu vũ đáng yêu như vậy, dì rất thích nó. Tô Yên mỉm cười, bổ sung thêm, dì cũng rất thích con, hai anh em tụi con đều rất tuyệt vời. Hạ Vũ Mặc ghen tức, chị Yên, vậy chị thích tiểu vũ nhiều chút hơn, hay là thích anh hai nhiều chút hơn? Tô Yên giờ khóc giờ cười, dĩ nhiên là tiểu vũ thông minh lanh lợi lại đáng yêu nhà mình rồi. Hạ Vũ Mặc mỉm cười thỏa mãn vô cùng đắc ý. Hạ Phi bên này phỉ nhổ một câu, "Trẻ con." Tô Yên mỉm cười, "Hai anh em nhà này nếu so ra thì Hạ Phi chín chắn hơn một chút, đều là mấy đứa nhóc 5 tuổi thôi lại còn đi nói người ta là trẻ con nữa." Lúc hai anh em không gặp thì ngày nhớ đêm mong đối phương, gặp mặt rồi thì lại chọc phá nhau đủ thứ. Hạ Vũ mặc giống như cái đuôi, Hạ Phi đi đâu thì thằng bé đều đi theo. Tô Yên suốt cả một ngày không có đi đâu cả, chỉ ở lại biệt thự Nam Sơn chơi cùng với hai anh em dĩ nhiên là thỉnh thoảng cô cũng ngó nhìn điện thoại di động điện thoại không có lấy một tin nhắn tôi yên lại cảm thấy mất mát hùa về chiều xuống hạ phi tới phòng tập luyện hạ vũ mặc cũng thì thầm muốn đi theo nhìn thấy hạ phi hai tay cầm súng súng vang lên mỗi một phát đều trúng ngay hồng tâm hạ vũ mặc ngưỡng mộ đến không nhịn được anh hai thật sự là lợi hại hạ vũ nhân lúc đó lại rủ rỗ bên tai tiểu vũ cậu có muốn lợi hại như anh trai mình không muốn chứ muốn chứ, hạ vũ mặc thoáng nghĩ, nếu như cậu cũng có thể trở nên lợi hại thì cũng sẽ không sợ người xấu nữa. Chú hạ vũ, hạ phi liếc nhìn sang với đôi mắt sắc bén, bên trong thoát ẩn thoát hiện sự cảnh cáo. Hạ phi cũng không hy vọng hạ vũ mặc sẽ theo mình lên trên đảo, chỉ cần mình cậu bảo vệ em trai là được rồi. Hạ vũ cười mỉa, hạ phi, chưa có xoắn mông lên như thế, chú chỉ là hỏi vậy thôi mà. Hai anh em đang ở trong phòng luyện tập, Tô Yên đi lên phòng làm việc, bật máy tính định xử lý chút công việc. Cô không có xin nghỉ việc ở tập đoàn Lục thị, Lưu Hạo vẫn rất tranh thủ mà ném công việc cho cô. Toàn bộ người giúp việc ở biệt thự Nam Sơn đều biết Tô Yên là người phụ nữ của Lục Cận Phong, là nữ chủ nhân của biệt thự Nam Sơn này, hoàn toàn có thể tự do đi tới bất cứ chỗ nào trong khắp cả biệt thự. Tô Yên bật máy tính lên, máy vi tính đã lâu rồi không có người sử dụng, trên bàn phím vướng đầy bụi. Tô Yên ấn nút mở máy màn hình sáng đèn ảnh nền là một người phụ nữ mặc chiếc áo cộc tay màu xanh lam ngồi bên mỏm đá ngắm nhìn mặt biển tấm hình khiến người xem có một loại cảm giác yên bình đến lạ. Tô Yên thầm nghĩ lục cận phong đúng là đào hoa đến cả màn hình nền vi tính cũng cài hình của người đẹp. Cô cũng không nghĩ gì nhiều đàn ông yêu phụ nữ đẹp phụ nữ đẹp thì yêu đàn ông đẹp trai chuyện này là chuyện rất đối bình thường. Tô Yên ngồi trong phòng chỉnh sửa lại chút công việc làm lúc trưa lúc xong xuôi thì mặt trời cũng đã xuống núi. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc từ phòng luyện tập đi ra ngoài, cả hai anh em đều đầm đìa mồ hôi, lật đạt vào trong phòng tắm rửa. Tô Yên thấy người giúp việc cầm hai bộ quần áo sạch mang tới, lại nói, để tôi mang vào cho tụi nhỏ, mấy cô làm vài món gì ăn đi, hai thằng nhóc chắc cũng đói bụng rồi. Vâng, cô Tô, người giúp việc đáp xong lại lùi ra. Tô Yên mang quần áo tới phòng tắm, tiếng cười nói của hai anh em từ trong phòng tắm vang vọng tới là đang nghịch nước đừng tắm lâu quá nha nước lạnh mau lắm tô yên nhìn thấy trên cổ hà phi đều là bọt sữa tắm đi tới nói để gì giúp con cảm ơn gì tô hà phi có hơi ngượng ngùng mở miệng nói tô yên vui vẻ cầm khăn lau cổ cho hà phi hà phi con ánh mắt cô bỗng nhìn về phía sau lỗ tai của hà phi cả người lập tức ngây dại Chương 134: Làm xét nghiệm ADN. Tô Yên Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào vết bất hình tròn màu xanh ở sau tai của Hà Phi. Cô nhớ tới lời bác sĩ Trương nói lúc đỡ đẻ cho mình. Trong hai đứa con của cô, có một đứa có vết bất hình tròn màu xanh ở sau tai. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Sau tai của Hà Phi cũng có. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cũng là một cặp song sinh, mà bác sĩ Trương nói cô cũng là sinh đôi điểm này lại cũng trùng hợp như vậy tô yên kích động đến tay có hơi run hạ phi thắc mắc hô một tiếng gì tô sao thế tô yên điều chỉnh lại tâm tình mình bình tĩnh lại đè nén cơn kích động trong lòng cố gắng hết sức dùng tông giọng bình thường để không làm hạ phi sợ hạ phi con nói cho dì nghe vết bớt màu xanh sau tai của con là có từ lúc sinh ra hay là vết bớt sau lỗ tai của anh hai vẫn luôn có từ trước rồi hạ vũ mặc từ góc bên kia của bồn tắm lội qua nói chị yên xinh đẹp chị thấy vết bất hình tròn đó có giống mặt trời không một mặt trời màu xanh hạ phi cũng nói hình như vẫn luôn có như vậy rồi cậu cũng không có thấy được sau lỗ tai của mình nhưng mà lúc trước ở trại mồ côi hạ vũ mặc từng nhìn thấy rồi nên cậu mới biết tô yên không dám chấp mắt lấy một cái chỉ lo chấp một cái thì vết bất này sẽ biến mất hạ phi tiểu vũ hai trước trước đây là ở trong trại mồ côi nào tô yên đã sắp không dần được cơn kích động trong lòng rồi có phải là trại mồ côi thiên sứ bảo bối không vào khoảnh khắc hạ phi gật đầu vành mắt tô yên bỗng đỏ ửng hạ phi gật đầu đáp đúng vậy ạ à? Dì tô sao gì lại biết hạ phi không có nói với người khác là mình đã trốn ra từ trại mồ côi thiên sứ bảo bối vậy chắc là hạ vũ mặc đã nói nhưng mà hạ vũ mặc lại nói em không có nói à nha Toàn bộ đều trùng khớp, cho dù là tuổi tác hay sống ở trại mồ côi, tất cả đều trùng khớp. Tô Yên kích động không nói được nên lời, cô quay lưng lại cố dần lại cơn kích động muốn nhận hai đứa nhỏ. Đi lòng vòng tìm kiếm bấy lâu nay, không ngờ con của cô đã ở bên cạnh cô từ rất lâu rồi, lại còn xuất sắc như thế. Tô Yên khóc, cô thật sự không nhịn được nữa rồi, bỗng xoay người ôm lấy hai nhóc con vào trong lòng. Hạ Phi, Tiểu Vũ. Tô Yên cảm thấy vô cùng áy náy mừng rỡ đến phát khóc hạ phi và hạ vũ mặc ngơ ngác không hiểu tại sao tô yên lại làm như vậy hai nhóc con cũng rất hiểu chuyện tay nhỏ khẽ vỗ về tô yên gì tô gì sao vậy hạ phi vô cùng chín chắn xứng đáng là một cậu nhóc ấm áp hạ vũ mặc cũng giọng điệu sữa non mà hỏi có phải là chú lục ăn hiếp chị không đừng sợ có anh hai ở đây sẽ dạy cho chú lục một bài học hạ phi nói anh đánh không lại cậu chủ lục Vậy anh hai phải ăn cơm nhiều một chút, lớn lên mới có sức. Hạ Phi, Tô Yên bị màn đối thoại của hai anh em chọc cười, không khóc nữa. Chú Lục không có ăn hiếp chị, có thể là hạt cát bay vào mắt thôi. Hạ Vũ mặc chị Yên, lý do củ chuối như thế chỉ có thể dùng để gạt con nít 3 tuổi thôi. Hạ Phi, tuổi con cũng đã 5 tuổi rồi. Tô Yên, hai đứa có thể nào đừng có bẻ gãy mạch cảm xúc vậy được không, như thế khiến gì thật sự là mất mặt lắm đó. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc nhìn nhau cười, Hạ Vũ mặc bỗng đùa dai, hắt nước về phía Tô Yên, chị Yên, cùng chơi đi. Dám tạt nước chị hả vậy chị cũng trả đũa nè nha. Tô Yên cũng hắt nước lên người Hạ Vũ mặc hai người đưa đẩy qua lại, khắp phòng tắm đều là tiếng cười của Hạ Vũ mặc Hạ Phi, trẻ con. Vừa mới nói xong. Hạ Vũ Mặc đã hất nước lên người cậu, anh hai, cùng chơi đi. Trẻ con, Hạ Phi lại nói thêm một câu, nhưng mà miệng thì nói thế, tay lại cũng chơi hất nước với Hạ Vũ Mặc. Đùa qua đùa lại, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc cùng hất nước lẫn nhau, Tô Yên đứng một bên giờ khóc dở cười. Nhìn thấy hai đứa bé chơi đến không biết trời trăng gì nữa, viên mắt cô lại ửng đỏ, trên mặt cũng không biết là nước hay là nước mắt. Tô Yên không lập tức nhận hai đứa bé, như thế thì quá tùy tiện. Chỉ dựa vào hai chuyện đó cũng không thể nào hoàn toàn xác định được, chỉ có thể làm xét nghiệm ADN thì mới nghiệm chứng được. Còn một chuyện nữa, Tô Yên cũng lo lắng hai đứa nhóc này trong thời gian ngắn như thế sẽ không thể đón nhận cô. Tắm xong, lúc Tô Yên mặc quần áo cho hai đứa nhóc cũng lặng lẽ cất đi tóc của hai đứa. Hạ Vũ mặc muốn ở cùng Hạ Phi, Tô Yên lại giữ hai đứa ở lại biệt thự Nam Sơn, bản thân thì lại không thể chờ được nữa mà mang tóc đi tới bệnh viện làm giám định. Tô Yên gửi thêm chút tiền, hy vọng có thể mau chóng có được kết quả. Cho dù là thế nhưng cũng phải mất 3-4 ngày mới có thể biết được trong lòng Tô Yên thấp thỏm không yên, cũng vô cùng phức tạp. Nếu như Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là con của cô, vậy chuyện này cũng phải nói rõ với Lục Cận Phong. Trước đó chỉ có một mình cô thì nhà họ Lục có thể đón nhận cô, nhưng nếu như nhà họ Lục biết được cô có hai đứa con, vậy thì cũng không chắc. Tô Yên dự trù tới trường hợp xấu nhất, cho dù có như thế nào, kết quả giám định có ra sao thì cô cũng sẽ nhận hai đứa bé, còn chuyện giữa cô là Lục Cận Phong thì cô sẽ không ràng buộc rời khỏi bệnh viện, Tô Yên lái xe đi tới nhà của nhà họ Lục. Tô Yên vừa mới xuống xe, Lục Thừa Mẫn đã từ trong đại sảnh đi ra, cười híp mắt nói, "Cô Tô, tình cảm giữa cô và anh hai quả thật là rất tốt. Đã chế vậy rồi còn tới thăm. Đã chế vậy rồi mà Phó tổng giám đốc Lục không phải cũng còn thức đó chứ?" Tô Yên lướt qua Lục Thừa Mẫn, trực tiếp đi vào bên trong. "Cô Tô," Lục Thừa Mẫn đột nhiên nắm lấy tay Tô Yên, "thực ra chúng ta đều là cùng kiểu người." đừng nói với tôi rằng cô thật sự có tình cảm với Lục Cận Phong. Cô chẳng qua là vì thấy anh ta đã sắp trụ không nổi nữa rồi mới muốn nhảy vào chia chắc thôi. Thật ra chúng ta có thể hợp tác. Tô Yên nghe thế, ngập tràn hứng thú mà liếc nhìn Lục Thừa Mẫn, rụt tay lại, hửm. Phó Tổng Giám Đốc Lục có thể ra điều kiện gì tốt nào, chỉ bằng chia sẻ một chút xem. Nữ chủ nhân của nhà họ Lục, Lục Thừa Mẫn rất chắc ăn nói, điều kiện này, sao hả? Tô Yên mỉm cười, Phó tổng giám đốc Lục thật không hổ là người làm ăn, đây là muốn có sắc lẫn tài. Tô Yên có vóc dáng cùng vẻ mặt rất xinh đẹp, lại là người có năng lực, còn là người mà Lục Cận Phong nhận định nên dĩ nhiên Lục thừa mẫn rất muốn đoạt được. Cứ hễ là những thứ của Lục Cận Phong, anh ta đều muốn đoạt được. Năm đó là Tần Nhã Đan, bây giờ là Tô Yên, trong mắt anh ta đều là như nhau cả. Cô có thể suy xét kỹ lại, cuối tuần là đại thọ của ông nội, tôi chờ câu trả lời của cô lục thừa mẫn mỉm cười sờ khuôn mặt tô yên lại bị cô nhẹ nhàng né tránh lục thừa mẫn cười cười cũng không có tức giận ngược lại còn thấy vô cùng thú vị tô yên thấy lục thừa mẫn nói chuyện rất chắc chắn trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho lục cận phong lục thừa mẫn cười to hai tiếng rồi quay đi tô yên cũng xoay người đi vào sảnh lớn cô cũng không biết màn nói chuyện vừa rồi của cô và lục thừa mẫn đã bị hồ thanh đứng trên ban công nhìn thấy được rồi nhìn thấy dáng vẻ cười nói giữa tô yên và lục thừa mẫn trong lòng hồ thanh nảy sinh lòng ghen ghét đúng thật là thứ phụ nữ lang loàng chắc nết chuyên đi mê hoặc đàn ông trần tố anh nhìn thấy tô yên tới bèn nhiệt tình cười nói tiểu yên về rồi hả hạ phi đâu ở biệt thự nam sơn ạ à, tô yên lại hỏi gì lục cận phong đâu rồi đang chơi cờ với ông nội nó ở sau vườn đó tô yên buồn bực không phải lục cận phong muốn giả vợ yếu ớt đó sao như thế nào lại chạy đi ra sau vườn ngồi chơi cờ vậy chứ? Vậy con lên phòng chờ anh ấy, Tô Yên cũng không đi ra sau vườn quấy giày ông cháu hai người kia. Vừa nghe được Tô Yên muốn lên lầu đợi Lục Cận Phong, Trần Tố Anh đã vô cùng hào hứng nói, được được được, nhưng mà Tiểu Yên à, hai đứa vẫn nên phải kiềm chế một chút nha. Cơ thể con không tốt lắm, không nên gấp gáp làm gì, tối nay gì ôm cháu trai đi ngủ cũng được. Tô Yên, lúc này cô mới phản ứng được, mấy lời vừa nãy đúng là khiến người khác có hơi hiểu lầm. Tô Yên muốn giải thích, Trần Tố Anh lại vốn không cho cô có cơ hội đó, bèn nói, dì bảo nhà bếp làm chút đồ ăn lót dạ, bồi bổ cơ thể cho con. Nói xong, Trần Tố Anh cười hì hì lại thật sự đi vào trong bếp. Tô Yên cứ như là bị sét đánh ngang tai, đứng ngơ ra tại chỗ. Xấu hổ, ngượng ngùng. Tô Yên chẹp chẹp môi, đi lên lầu trên. Ở ngay chỗ quẹo lại gặp Hồ Thanh đang đi tới trước mặt, còn cố ý va vào bả vai của cô, nói một câu quái gở, xin lỗi, không thấy. Sau đó cũng đi xuống lầu. Tô Yên ngơ ngác, cô lại đắc tội Hồ Thanh ở đâu nữa rồi? Tô Yên cũng không so đo với Hồ Thanh, đang muốn vào trong phòng thì một người giúp việc vội vã chạy tới, "Cô Tô, cô nhanh đi xem với tôi, tôi phát hiện một bí mật." Chương 135, ngày 9 tháng 9 kết hôn. Người giúp việc này là người mới vào làm ở nhà cũ nhà họ Lục được hơn 3 tháng rồi, tên là Tiêu An. Tiểu An ra vẻ thần bí cũng khiến Tô Yên cảm thấy tò mò, bí mật gì. Cô Tô, cô đi theo tôi tới phòng của cô Hồ thì sẽ biết ngay thôi. Tiểu An hạ thấp giọng, sợ bị người khác nghe thấy được. Hồ Thanh đi xuống lầu rồi, không có ở trong phòng nữ, công thêm sự tò mò nên Tô Yên cũng đi theo. Tiểu An kéo cô đi vào trong toilet, sau đó lấy một túi ni lông màu đen từ bồn cầu ra, ở bên trong phình ra như có chứa vật gì đó. Tiểu An nói: "Cô Tô, cô xem đi." Tiểu An mở túi ra cho Tô Yên nhìn thử. Cùng là phụ nữ, dĩ nhiên Tô Yên chỉ cần liếc nhìn đã lập tức biết bên trong là cái gì, chính là băng vệ sinh mà phụ nữ thường dùng mỗi lúc tới tháng. Trên băng vệ sinh có máu. Tô Yên ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Tiểu An: "Đây là của Hồ Thanh dùng sao?" Căn phòng này chỉ có mỗi cô hồ ở, hơn nữa cái cô vừa thấy chính là của hai hôm nay. Tiểu An nói: vừa nãy tôi đi dọn dẹp vệ sinh phát hiện đó cô tô cô nói thử xem nếu như cô hồ đang mang thai vậy làm sao lại tới tháng được mang thai thì dĩ nhiên sẽ không tới tháng nhưng mà nếu không có thai thì ắt sẽ tới tháng nói cách khác hồ thanh không có mang thai nhưng mà trước đó lúc hồ thanh tới bệnh viện kiểm tra còn có trần tố anh đi cùng mà sao lại có thể không mang thai được bụng của hồ thanh cũng quả thật có to lên tô yên ngẫm nghĩ lại nói tiểu an Chuyện này khoan hãy tiết lộ ra. Ngoại trừ tôi, đừng nói cho ai biết cả. Dạ, cô Tô, Tiểu An biết Tô Yên sau này sẽ là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, cho nên cô dặn gì cũng nghe nấy. Để tránh việc bị Hồ Thanh phát hiện, Tô Yên bảo Tiểu An để túi ni lông lại vào bồn cầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Hồ Thanh đi dạo ở dưới lầu một vòng, thấy Lục Cận Phong và ông cụ Lục đang chơi cờ lại thoáng nghĩ ngợi, sau đó bưng nước trà qua tới. Ông nội Cận Phong, đây là trà con vừa mới pha xong, hai người nếm thử nhé. Hồ Thanh làm ra vẻ dịu dàng thục đức, nhu mì đoan trang. Ông cụ lục thích nhất là uống trà, cũng có hơi khát nước nên cầm ly trà lên uống một ngụm, khen thưởng, không tệ, tiểu thanh, tài nghệ pha trà của con đã có tiến bộ rồi. Nếu ông nội thích thì sau này ngày nào con cũng sẽ pha trà cho ông. Hồ Thanh cười lấy lòng ông cụ lục, lại bưng một chén cho lục cận phong, cận phong, anh nếm thử đi một tiếng cận phong này nghe vô cùng chướng tai lục cận phong lạnh lùng để đó ô dạ hồ thanh đặt chén trà xuống lại ngồi ở bên cạnh xem hai người chơi cờ xem được một lúc cũng thấy khát nên tự rót cho mình một ly ông cụ lục hơi nhớn mày nói tiểu thanh con đang có thai làm sao có thể uống trà được ơ ờ, hồ thanh lúc này mới phản ứng kịp bản thân mình hiện đang là phụ nữ có thai trong lòng lại có hơi sợ Đặc biệt là lúc nhìn thấy được ánh mắt lạnh lẽo của lục cận phong ngó sang, trên người cô ta cảm thấy như có một sức ép vô hình nào đó đẻ bẹp, khiến cô ta không tài nào thở nổi. Ông nội, khi nãy là con khát nước quá, nghĩ uống một chút chắc sẽ không có chuyện gì. Lần sau con sẽ chú ý hơn. Ừm, ông cụ lục nhìn chằm chằm vào cái bụng của Hồ Thanh, nói, dù sao con cũng đang mang thai đứa bé của nhà họ lục, chỉ cần con có thể bình an mà sinh đứa bé ra, nhà họ lục sẽ không bạc đãi con. Từ sau khi Hồ Thanh quay trở lại, đây là lần đầu tiên nghe được câu hứa hẹn như thế. Cô ta cảm thấy có chút mừng cũng có chút lo, trong bụng mở cờ mà nói, "Cảm ơn ông nội, con sẽ chăm sóc mình với đứa bé thật tốt." Lục Cận Phong không lên tiếng, giống như là người ngoài cuộc. Ông cụ Lục liếc mắt nhìn biểu cảm của anh, lại nói với Hồ Thanh, "Con về phòng nghỉ ngơi trước đi." "Vâng, ông nội." Hồ Thanh có hơi lưu luyến không muốn rời xa Lục Cận Phong, nhưng cũng chỉ đành nghe lời mà đi người kia vừa đi xong ông cụ lục đã lên tiếng tiểu phong à chuyện của hồ thanh con định xử lý như nào cho dù con không thích hồ thanh nhưng mà đứa bé trong bụng của nó là máu mủ của nhà họ lục con có thể không cần hồ thanh nhưng mà không thể không cần đứa bé lục cận phong khẽ cong khóe môi ông nội cũng đã đứng ra thay con làm chủ rồi con cần làm gì nữa chứ ông cụ lục nhất thời bị mấy lời oán trách đó chặn họng không nói được gì tiểu phong sức khỏe của con lúc tốt lúc xấu vị bác sĩ xa kia rốt cuộc là có chắc ăn sẽ chữa khỏi hay không không chết được lục cận phong phun ra ba chữ đặt quân cờ trắng trên tay xuống thông báo ông nội ông thua rồi ông cụ lục nhìn bàn cờ vây thua trận cũng không hề tức giận bởi vì ba chữ kia của lục cận phong mà ngược lại còn cười hà hà nói làm thêm một ván hồ thanh đi tới đại sảnh nhìn thấy tiểu an mang theo túi rác đi xuống lầu lại thoáng hồi hộp trong lòng tiểu an cô quét dọn trong phòng tôi Tiểu An ghi nhớ lời dặn dò của Tô Yên, không bày ra bất cứ vẻ mặt khác thường nào, vẫn thản nhiên đáp, vâng thưa cô Hồ, đã quét dọn xong rồi. Nhìn thấy Tiểu An không có phản ứng gì khác lạ, Hồ Thanh mới thầm thở vào nhẹ nhóm, sau này không có sự cho phép của tôi, không được tùy ý vào phòng tôi. Tiểu An, vâng. Hồ Thanh vội vã trở về phòng, phát hiện đồ vẫn còn đó cũng thấy yên lòng. Tô Yên ngồi trong phòng buồn bực chờ đợi, Lục Cận Phong vẫn chưa có quay trở về phòng đồ bổ mà trần tố anh sai người mang lên phòng cô cũng đã ăn xong rồi cảm thấy có hơi mệt mỏi đi ra ngoài ban công hóng gió một chút tô yên đang thử giãn tay chân lại bỗng nhìn thấy hồ thanh lấm la lấm lét cầm một cái túi đi ra ngoài cũng không lâu lắm đã quay trở về rồi tô yên dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đoán được hồ thanh ra ngoài làm gì tiêu hủy chứng cứ không thể không nói tới hồ thanh này cũng bạo gan dữ lắm còn dám nói dối là mình đang mang thai mà lừa gạt mọi người. Cô lại càng muốn xem xem, rốt cuộc là Hồ Thanh này còn muốn dở trò gì nữa. Tô Yên đứng ở ban công một lúc rồi cũng quay trở vào phòng, không chống lại nổi cơn buồn ngủ nên cũng lập tức lên giường đi ngủ. Nửa đêm, lúc Tô Yên đang mơ màng lại cảm nhận được ở phía giường bên cạnh chúng xuống một chút, sau đó lại bị người khác luồng tay vào trong ngực. Tô Yên ngửi thấy mùi của Lục Cận Phong. Về rồi à. Tô Yên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói cũng mơ màng như một con mèo lười biếng, gãi vào đúng chỗ ngứa trong lòng người. Tại sao tới đây mà không nói một tiếng? Lục Cận Phong thật sự không biết Tô Yên vẫn luôn đợi mình ở trong phòng. Tô Yên vùi vào trong lòng của Lục Cận Phong, nói có phải là anh giận rồi không? Tần Phương Linh nói làm anh giận rồi à? Tần Phương Linh đập đầu vào cột tự sát quyết liệt như vậy, Lục Cận Phong vẫn không có buông tha sau khi sai người đánh thức người kia xong thì cho mang đi tới đồn cảnh sát, khẳng định là có liên quan tới mấy câu nói đó của Tần Phương Linh. Lục Cận Phong không hé môi, cũng coi như là một loại ngầm thừa nhận. Tô Yên đã tỉnh táo lại không ít, mở mắt nhìn Lục Cận Phong. Khuôn mặt của người này sau khi tháo mặt nạ kia ra quả thật là chói mắt. Một khi đại thọ của ông cụ Lục qua đi, chấn chỉnh lại nhà họ Lục xong xuôi, Lục Cận Phong cũng không cần giả què và bị hủy dung nữa khí chất cao quý của một đứa con của trời là anh, từ khi sinh ra đã có sẵn như vậy, cũng lột tả được hết thảy sự sắc bén của người đàn ông này. Lục Cận Phong, có chuyện này em muốn nói với anh, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc. Từ lúc trên đường tới đây, Tô Yên cũng đã lựa xong lời để giải thích chuyện của Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc là như nào, bao gồm cả sự hoài nghi của mình rồi. Yên yên, anh đã bảo người chọn ngày rồi, chúng ta kết hôn đi. Lục Cận Phong nhẹ giọng cắt ngang lời Tô Yên, lại nói, em vốn dĩ là vợ mới cưới của anh, đám cưới lần đó còn chưa hoàn thành. Lần này, anh sẽ bù cho em một đám cưới long trọng hơn, ngày 9 tháng 9, ý nghĩa là đời đời kiếp kiếp, em thấy thế nào? Tô Yên cảm thấy lòng mình rung động. Lần này Lục Cận Phong không phải chỉ là ngoài miệng nói tới chuyện kết hôn, mà là có chuẩn bị rồi, cả thời gian cũng đã chọn xong. Lục Cận Phong, em, Tô Yên còn chưa nói hết, điện thoại trên đầu giường đã vang lên liếc nhìn vào số máy gọi tới, tâm trạng của cô lập tức kích động, bật nhảy xuống giường. chương 136 Cái Bụng Giả Lục Cận Phong cũng có hơi giật mình trước hành động của người kia, tôi yên bên này không kịp chờ nữa, lập tức bắt máy mà rẻ giặt hỏi tới, là, là Tiểu Duy hả? Người gọi tới chính là Tô Duy. Tô Duy đã mất tích lâu vậy rồi, cho dù Lục Cận Phong có nói là Tô Duy không có gặp nguy hiểm, nhưng mà trong lòng của Tô Yên vẫn luôn rất lo lắng, chị là em đây tô duy bình thản nói em rất khỏe gọi tới chính là muốn nói với chị đừng có lo lắng em ở đâu tô yên vô cùng kích động lại cũng rất vui lòng tạm thời không thể tiết lộ được chị à chị yên tâm em sẽ nhanh chóng trở về thôi tô duy nói không cần tìm em là người của tổ chức thiên lang đưa em đi có đúng hay không bọn họ có làm em bị thương không tô yên có rất nhiều câu muốn hỏi vâng bọn họ đối xử với em rất tốt. Tô Yên nghe trong đầu dây bên kia có người đang gọi Tô Duy là cậu hai, sau đó lại chỉ nghe tiếng người kia nói, chị à, em có việc, cúp máy trước nha. Tô Yên gấp gáp hô lên một tiếng, tiểu Duy. Đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Cho dù có thế nào thì có được tin tức của Tô Duy cũng khiến Tô Yên yên tâm được rất nhiều. Lục cận phong xuống giường ôm cô vào trong lòng, giọng nói ôn hòa từ trên đỉnh đầu truyền xuống, đừng suy nghĩ quá nhiều, yên yên à, chuyện vừa nãy. Em có hơi mệt, Tô Yên cố ý cắt ngang lời của Lục Cận Phong. Bây giờ đầu óc cô có hơi rối loạn, không thích hợp để trao đổi với anh về chuyện kết hôn. Tô Yên nở nụ cười thật tươi với Lục Cận Phong, nói, "Hôm nào nói sau nhé." Lục Cận Phong nhìn Tô Yên thật sâu, bờ môi khẽ mỉm cười đáp, "Ừ." Sáng hôm sau, Tô Yên còn đang say ngủ lại nghe thấy âm thanh huyên náo ở dưới lầu, cô từ trong cơn buồn ngủ mơ màng mở mắt ra vừa đi tới ban công đã nhìn thấy bên dưới vườn phía sau có một cái máy xúc đang đào đất chú tường quản gia đang chỉ huy những người giúp việc khác thì cũng đang bê chậu hoa rồi nhổ sạch cỏ tạp cô tô tiểu an gõ cửa phòng mỉm cười nói cô đã tỉnh rồi ạ à. bà chủ đang ở dưới lầu chờ cô tô xuống dùng bữa sáng được tôi rửa mặt xong sẽ lập tức xuống ngay tô yên hỏi đúng rồi ở dưới lầu đang làm gì thế sửa lại hậu viện hả Tiểu An cười nói, là do cậu chủ dặn dò đào một cái hồ, nói là cô tô thích bông súng nên trồng một ao bông súng cho cô tô. Cậu cả thật sự rất yêu thương cô tô. Tô Yên lúc này mới nhớ ra lúc trước khi cô còn chưa biết thân phận thực sự của Lục Cận Phong, vào lúc cả hai cùng đi ăn cơm nói chuyện phiếm cô có thuận miệng nói rằng sau này muốn đào một cái ao ở sau vườn nhà mình rồi trồng đủ loại bông súng, còn sẽ nuôi một ao cá. Tô Yên đã quên khuấy chuyện này rồi, không ngờ Lục Cận Phong vẫn còn nhớ Roy Cheller cô cảm thấy trong lòng rất đôi ấm áp, lục cận phong đâu rồi. Bác sĩ xa đón đi rồi. Tô Yên gật gù ngụ ý hiểu, không nói gì thêm nữa. Rửa mặt rồi thay đồ xong xuôi, Tô Yên đi xuống lầu lại vừa vặn gặp Hồ Thanh cũng đang xuống lầu dùng bữa sáng. Hai người gặp nhau ở cửa thang gác. Hồ Thanh còn cố ý ướn cái bụng cao lên, cứ như là sợ người khác không biết mình đang mang thai vậy. Cô Tô, chào buổi sáng. Hồ Thanh mỉm cười chào hỏi, vô cùng ngạo mạn mà nói. Hai, bây giờ cái bụng đang từ từ lớn lên rồi, đi đứng cũng bất tiện, lúc bước đi cũng cảm thấy như cái bụng đang rơi xuống vậy. Mang thai thật sự là cực khổ nha, nhưng mà cô tô đây chưa có mang thai bao giờ, chắc cũng không hiểu nỗi vất vả khi mang thai rồi. Tô Yên nhíu mày, người này là đang khoe khoang ở trước mặt cô đó hả? Lúc cô mang thai cặp song sinh, Hồ Thanh còn không biết là đang ở nơi nào nữa cơ. Lúc trước mang thai. Phản ứng tự nhiên cũng vô cùng nhạy cảm, hầu như là ăn cái gì cũng đều ói ra cái đó. Tô Yên liếc nhìn cái bụng của Hồ Thanh, ý tứ sâu xa mà mỉm cười nói, cái bụng của cô hồ đây lớn thật đó, thoạt nhìn không giống như là 4 tháng đâu, lẽ nào là sinh đôi? Ánh mắt Hồ Thanh lóe lên, dạo gần đây tôi ăn được nhiều, tâm tình cũng tốt, dĩ nhiên đứa nhỏ sẽ lớn nhanh, cho nên bụng cũng thoạt nhìn có hơi lớn thôi, có gì kỳ lạ đâu. Ồ, hóa ra là vậy sao? Tô Yên tỏ vẻ như bừng tỉnh, cười cười. Ông nội nói đợi tới lúc tôi sinh đứa bé xong, nhất định sẽ không để mẹ con tôi thiệt thòi. Hồ Thanh Vinh váo tự đắc, cô Tô, nói thế nào thì tôi cũng là con dâu chân chính bước qua cửa lớn của nhà họ Lục, còn cô trước đó nửa đường kết hôn bỏ chạy. Nói ra thì cô là không danh không phận, chỉ là được cận phong hứa hẹn đầu môi mà thôi. Hóa ra là được ông cụ Lục hứa hẹn, khó trách lại bỗng tự cao tự đại như vậy. Đúng đúng đúng, Cô Hồ nói quả rất chí lý. Tô Yên cười nói, vì thế nên cô phải chăm sóc tốt cho chính mình đó, phải bình an mà sinh đứa bé ra được. Đó là dĩ nhiên rồi. Hồ Thanh vuốt cái bụng khoe khoang. Tô Yên nở nụ cười, nhưng người nhường đường nói, cô Hồ xuống lầu trước đi, tránh để tôi chen chúc với cô. Hồ Thanh ném cho Tô Yên cái nhìn coi như là cô cũng biết điều đó, sau đó đỡ lấy eo mà từ từ đi xuống dưới lầu. Tô Yên đi theo phía sau cũng đang nghĩ ngợi Bụng của Hà Thanh không có mang thai, vậy làm sao lại to lên như vậy? Bước xuống bậc thang cuối cùng, Tô Yên cố ý bỗng lớn tiếng hô lên, "Cô hồ, cẩn thận." Á, à, Hồ Thanh giật mình, chân bước hụt. "Cô hồ," Tô Yên duỗi tay kéo Hồ Thanh lại, một cái tay khác nhanh chóng sở lên cái bụng của người kia, có hơi cứng, lại còn hơi lạnh lẽo. Tô Yên kịp thời nhận ra, thứ này giống như là nhựa cây vậy. Hồ Thanh đứng vững lại được, nhìn thấy tay của Tô Yên đang sờ trên bụng mình lại hoảng hốt đẩy người kia ra, cô đang làm gì vậy? Tô Yên nở nụ cười lạnh lùng nói, vừa nãy nếu không phải nhờ tôi kéo cô lại, cô đã tự mình té ngã rồi. Trần Tố Anh nghe thấy tiếng động cũng đi tới hỏi, có chuyện gì thế? Tô Yên cố ý nói, gì, cô hồ suýt chút té ngã, con cảm thấy để an toàn thì chi bằng bảo bác sĩ xa tới khám cho cô hồ thử xem. Không cần, hồ thanh vội vàng ngăn cản, Sa Thành Nghị mà kiểm tra thì kế hoạch của cô ta sẽ bị bại lộ mất. Hồ Thanh biết rõ Trần Tố Anh không thích mình, nhất định sẽ thiên vị Tô Yên. Cô cũng không biết Tô Yên có phát hiện gì hay không, cũng không dám làm chuyện này ẩm ý lên. Mẹ, con không sao, con đâu có yếu ớt như vậy chứ. Vừa nãy cô Tô cũng có kéo con lại rồi, không sao nữa ạ, à, con với mẹ cùng đi ăn sáng nhé. Trần Tố Anh liếc nhìn cái bụng của Hồ Thanh, sau khi người này quay về thì cũng đã đi bệnh viện khám hai lần rồi không có chuyện gì là được đi ăn cơm thôi tô yên cũng không nói gì bởi cô cũng không phải là thật sự muốn đưa hồ thanh tới bệnh viện chẳng qua là cố ý để người kia hoảng loạn trước mà thôi hai người cùng ăn sáng với trần tố anh sắp tới đại thọ của ông cụ lục rồi trần tố anh có rất nhiều chuyện cần phải xử lý tiểu yên sau khi ăn cơm thì con với dì tới khách sạn một chuyến nha dì sợ một mình đi sẽ xảy ra sơ sót gì đó. tô yên khó xử nói, dì ơi, chốc nữa còn phải tới biệt thự nam sơn một chuyến rồi, hạ phi với hạ vũ mà còn ở bên đó. hồ thanh lập tức sáng mắt nói, mẹ, con rảnh ạ, à, con đi cùng mẹ nhé. bụng của con to như này đi không tiện, lỡ như bị đụng chúng thì phải làm sao? trần tố anh không đồng ý, sau đó nói với tô yên, vậy tí nữa dắt hạ phi với hạ vũ mà cùng tới luôn đi tiện thể dắt hai thằng nhóc tới chơi một chút, mẹ cũng thích hai thằng nhóc ấy. Dạ, trong lòng Tô Yên vốn dĩ không muốn, nhưng mà Trần Tố Anh cũng đã nói như thế rồi, cô cũng không tiện từ chối nữa. Cô không biết nếu như để Trần Tố Anh biết được thân phận thật sự của Hạ Phi và Hạ Vũ mặc thì người kia sẽ có phản ứng gì nữa. Chỉ có thể là tới đâu hay tới đó thôi. Ở bệnh viện, Tô Vân nhìn ngón tay bị đứt của mình, căm phẫn đến đập vỡ cả tivi trong phòng bệnh để chút giận tô yên con đàn bà khốn kiếp tao sẽ không có bỏ qua như vậy đâu á à, tô vân như một người điên mà cứ gào thét ầm ĩ bác sĩ và y tá cũng xôn xao né ra thật xa tô vân tức đến đôi mắt đều ngập tràn thù hận hai tay siết chặt lấy ga trải giường trong lòng thầm thề rằng nhất định sẽ khiến tô yên phải trả giá thật đắt đúng lúc này cửa phòng bệnh được đẩy ra sở hướng nam đi vào không đợi tô vân vui mừng thì đã đặt tờ đơn ly dị lên trên bàn lạnh lùng lại vô tình nói ký vào đi từ nay về sau đôi bên không liên can gì tới nhau nữa còn tiếp tục bị cô liên lụy nữa thì đừng nói là cái vị trí người thừa kế nhà họ sở đến cả họ sở này chắc tôi cũng sẽ không giữ được mất sở hướng nam vốn dĩ là con riêng trước khi được nhà họ sở nhận về thì lấy theo họ của tạ bảo chân anh muốn ly dị tô vân kinh ngạc một lúc lập tức xé bỏ tờ giấy ly hôn rồi nắm lấy tay của sở hương nam điên cuồng năn nỉ em không ly dị đâu Hướng nam, anh không thể đối xử với em như vậy. Em có thể giúp anh, sắp tới không phải là đại thọ 70 của ông cụ lục sao, em có cách để rửa sạch nỗi nhục này của chúng ta. Đừng nói mấy lời nhảm nhí này nữa, cô xé đơn ly dị thì cũng vô dụng thôi, tôi vẫn còn bản khác. Sở hướng nam lại lấy ra một bản nữa. Tô Vân lắc đầu, không, hướng nam, em thật sự là có cách mà. Hạ vũ mặc đó chính xác là con trai của Tô Yên, không tin anh có thể đi điều tra làm xét nghiệm ADN. Chương 137, tập hợp làm giám định huyết thống. Tô Vân càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, giống như phát điên, nói chắc như đinh đóng cột, chắc chắn không có chuyện gì đâu, hướng Nam, Hạ Vũ Mặc chắc chắn là con trai của Tô Yên, anh không cảm thấy Hạ Vũ Mặc và Tô Yên có chút giống nhau sao? Tô Vân đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta cầm điện thoại tìm ảnh chụp chung khi còn bé với Tô Yên một lòng muốn sở hướng nam tin tưởng cô ta cô là một kẻ điên tô vân nhanh ký đi tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu sở hướng nam bóp chặt cánh tay của tô vân trước kia lúc chưa lấy cô việc gì cũng thuận buồm xuôi gió mà sau khi lấy cô cuộc sống của tôi càng ngày càng tồi tệ nếu như ban đầu tôi cưới tô yên thì tôi sẽ không đến mức rơi vào tình cảnh như thế này tô vân nhìn chằm chằm sở hướng nam từ trong mắt sở hướng nam cô ta có thể nhìn thấy sự chán ghét sâu sắc của anh ta Hướng nam, mẹ em đập đầu vào cột tự tử, tử, sau khi tỉnh dậy lại bị tống vào tù, cha em cũng không chấp nhận em, chẳng lẽ ngay cả anh cũng không muốn em nữa sao? Cô ta chỉ còn lại mỗi sở hướng nam nữa thôi. Tất cả đều là do các người gieo gió gặt bão, đừng liên lụy đến tôi. Sở hướng nam máu lạnh vô tình nói, về phần đứa bé trong bụng cô, xóa sạch hay là giữ lại cũng tùy cô thôi, cô đừng hy vọng tôi sẽ chấp nhận nghiệt chủng này. Sở hướng nam, anh không phải là người. Tô Vân đau thương phẫn nộ nói. Ký đi, sở hướng nam lại đưa đơn thỏa thuận ly hôn cho Tô Vân, cô không chịu ký thì tôi cũng có cách bắt cô ký, không muốn chịu giày vò thì nghe lời chút đi. Tô Vân biết sở hướng nam quyết tâm muốn ly hôn rồi. Nhìn chằm chằm vào đơn thỏa thuận ly hôn, Tô Vân ngây người rất lâu, cuối cùng cầm bút, viết tên mình xuống, sở hướng nam, hy vọng anh sẽ không phải hối hận. Lấy cô, mới mà chuyện mà sở hướng nam tôi hối hận nhất. Sở Hướng Nam cầm lấy đơn thỏa thuận ly hôn rời đi, ngay cả một khắc cũng không muốn ở lại thêm. Sau khi Sở Hướng Nam rời đi, Tô Vân tức giận đập nát không ít đồ đạc. Cô ta không còn gì nữa rồi. Cô ta hai bàn tay trắng, những thứ này đều là do Tô Yên hại. Cho dù cô đập vỡ tất cả những thứ ở trong này cũng không thể nào thương tổn đến Tô Yên được đâu. Tần Nhã Hân đeo khẩu trang bước vào, nhìn lướt qua hiện trạng trong phòng bệnh. Lại nhìn thấy ngón tay bị đứt của Tô Vân nói, anh ta chỉ muốn một ngón tay của cô thôi đã xem như là cô gặp may rồi đấy. Cô Tần, giúp tôi, cô chắc chắn phải giúp tôi. Tô Vân ký thác toàn bộ hy vọng trên người Tần Nhã Hân, trong tay tôi có một bí mật rất lớn, cô xem đi. Tô Vân lấy tấm ảnh trong điện thoại đưa cho Tần Nhã Hân xem, trong tấm ảnh là Tô Yên lúc còn nhỏ. Tần Nhã Hân nhất thời không nhận ra nói, đây là. Cô Tần, cô có cảm thấy rất quen mắt đúng không? Tô Vân vội vàng nói, đây là Tô Yên lúc còn nhỏ đấy, có phải trông rất giống Hạ Vũ mặc không? Trước kia tôi đã nói đứa bé này không bình thường, bây giờ tôi càng chắc chắn hơn, nó chính là giã chủng của của Tô Yên. Tần Nhã Hân nhìn Tô Yên trên bức ảnh, quả thực là có chút giống Hạ Vũ mặc. Tô Vân nói, tôi sẽ nghĩ cách làm xét nghiệm ADN của Hạ Vũ mặc và Tô Yên, chỉ cần vào ngày đại thọ của ông cụ Lục Vạch Trần Tô Yên, tôi xem làm sao cô ta còn có thể trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lục. Tần Nhã Hân đồng ý nói, chỉ cần cô có thể khiến Tô Yên cút khỏi nhà họ Lục, Tô Vân, tôi chắc chắn sẽ giúp cô xoay chuyển tâm ý của Sở Hướng Nam. Không, tôi muốn khiến cho Sở Hướng Nam thân bại danh liệt, mất hết tất cả giống như tôi. Trong mắt Tô Vân tràn đầy hận ý. Tần Nhã Hân cong môi cười, cô ta tán thưởng điểm này của Tô Vân. Hồ Thanh bị giữ lại ở nhà cũ nhà họ Lục, trong nhà ngoại trừ ông cụ Lục và người giúp việc ra thì những người khác đều ra ngoài rồi. Hồ Thanh Nhân cơ hội này đi vào trong phòng của Tô Yên, đến bàn trang điểm của Tô Yên tìm được mấy cọng tóc của cô, cầm túi sách đi ra ngoài, đeo khẩu trang, dáng vẻ lén lút, trực tiếp bệnh viện giám định trung tâm. Tóc của Hạ Phi, trước đó Hồ Thanh đã lấy được rồi, cô ta giao tóc của hai người cho trung tâm giám định, đưa tiền gấp gáp nói, nhất định phải có kết quả trước 5 giờ cuối tuần này đấy. Bác sĩ Cam Đoan nói, không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Tô Yên dẫn Hạ Phi, Hạ Vũ Mặc và Trần Tố Anh đang đi thử các món ăn ở trong khách sạn. Hạ Vũ Mặc tham ăn, ăn đến bụng tròn vo, đang nằm trên ghế dài nghỉ ngơi. Hạ Phi thân sĩ hơn nhiều, nhìn thấy đồ ăn ngon cũng không tham ăn giống như Hạ Vũ Mặc. Trần Tố Anh biết hai người là anh em ruột, rất kinh ngạc, bà ấy rất thích hai đứa bé này. Tâm trạng của Tô Yên rất phức tạp, cho dù không cần xét nghiệm huyết thống thì trong lòng cô hiểu rõ, Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc 99% là con trai của cô. Hai cục cưng của cô, vừa ưu tú vừa khiến người ta yêu thích như vậy, chỉ số EQ IQ lại rất cao, có lúc Tô Yên cảm thấy, với gen của Trần Hạo chỉ e là không thể sinh ra đứa bé ưu tú như vậy được. Cô nghĩ đến lời nói lúc trước của Trần Hạo, anh ta phủ nhận chuyện xảy ra đêm năm năm trước, lẽ nào người đêm đó thực sự không phải là Trần Hạo sao? Đang suy nghĩ, Tô Yên đột nhiên nghe thấy Trần Tố Anh gọi cô. "Tiểu Yên, con nếm thử mùi vị của loại rượu này xem." "Vâng ạ." Tô Yên nhấp một ngụm, rất ngon miệng, cảm giác đầy đặn, dư vị kéo dài, vị hoa quả rất thơm. Vậy thì lấy loại rượu đỏ này đi, Trần Tố Anh mỉm cười đánh nhịp quyết định. Con cũng muốn uống, Hạ Vũ mặc xoa xoa cái bụng nhỏ khẽ nói cậu cũng muốn uống. Trẻ nhỏ không được uống rượu đâu, Tô Yên từ chối. Hạ Vũ mặc lại nhìn Hạ Phi nói, anh ơi, em uống một ngụm nhỏ thôi, một chút xíu thôi á. Không được, Hạ Phi đứng bên cạnh Tô Yên nói, em quên có lần lén lút uống trộm rượu của viện trưởng, ngủ cả một buổi chiều rồi sao? Hạ Vũ mặc bĩu môi, lẩm bẩm nói, hừ, mọi người không yêu con, Tiểu Vũ là đứa nhỏ tội nghiệp không được ai yêu thương cả. Tô Yên giờ khóc giờ cười, còn làm ra vẻ đáng thương nữa chứ. Trần Tố Anh nhìn thấy bộ dạng tuổi thân của Hạ Vũ mặc, đau lòng nói, đến đây, bà nội Trần cho con thử một chút nhé. Vẫn là bà nội Trần yêu thương Tiểu Vũ nhất. Hạ Vũ mặc thuận thế ôm bắp đùi của Trần Tố Anh, đắc ý lẻ lưỡi với Hạ Phi và Tô Yên. Trẻ con làm núng sẽ có sữa, chính là đạo lý này. Trần Tố Anh dùng đũa chấm một tí rượu đỏ cho Hạ Vũ mặc thử, Hạ Vũ mặc còn thử chưa đã, còn muốn nữa, Trần Tố Anh nói, không được uống nhiều, đợi con lớn lên, bà nội Trần sẽ không ngăn cấm con. Mấy người đang nói chuyện thì có một người phụ nữ cao quý đi qua đó, nhìn chăm chăm Trần Tố Anh, vui mừng nói, Tố Anh, thực sự là bà rồi. Trần Tố Anh nghe thấy giọng nói gọi mình, vừa ngẩng đầu nhìn cũng rất bất ngờ nói: "Lan Ngọc, bà quay về lúc nào vậy?" Ngô Lan Ngọc và Trần Tố Anh là bạn tốt lâu năm, sau khi Ngô Lan Ngọc di cư đến nước A, hai người cũng ít liên lạc hơn rất nhiều, nhưng tình cảm chị em vẫn còn đó. "Không phải là đại thọ 70 tuổi của ông cụ nhà bà sao, tôi đặc biệt trở về đấy, đủ thành ý chưa nào?" Trần Tố Anh giả vờ tức giận nói: "Tôi còn tưởng rằng bà ở nước A thích quá nên không muốn về nữa." nhiều năm như vậy rồi mà cũng không biết quay về nhìn tôi một cái đâu. Ai ya, tôi cũng muốn về lắm, nhưng còn phải giúp con trai chăm cháu sao, cháu trai rồi đến cháu gái, ôi chao, còn tưởng là nuôi con trai khôn lớn thì sẽ ung dung hơn, hay muốn quay về 10 năm trước quá. Tính tình Ngô Lan Ngọc rất tốt, rất thoải mái. Bà ta nhìn thấy Hạ Phi và Hạ Vũ mặc, mỉm cười nói, Tố Anh, đây là cháu trai của bà sao? Ai ya, lớn lên đẹp trai quá, còn phải nói, giống cận phong lúc nhỏ quá, đây là con dâu của bà nhỉ, đoan trang lễ độ, tướng mạo vượng phu, ánh mắt của cận phong đúng là tốt thật đấy. Ngô Lan Ngọc cũng giả vờ tức giận, tố anh, bà chẳng thú vị gì cả, cận phong lấy vợ mà cũng chẳng báo gì cho tôi cả, hai cháu trai cũng lớn như vậy rồi, lúc gọi điện đến cũng không nghe thấy bà nhắc tới nữa. Cháu trai Trần Tố Anh nghe thấy lời nói của Ngô Lan Ngọc, cũng cảm thấy Hạ Phi và Hạ Vũ mặc thực sự giống Lục Cận Phong. Trước kia bà cũng lấy tấm ảnh lúc còn nhỏ của Lục Cận Phong ra để so sánh, quả thực rất giống nhưng Lục Cận Phong nói không phải. Lời nói của Ngô Lan Ngọc khiến trong lòng Trần Tố Anh lại nảy sinh nghi ngờ. chương 138, bọn trẻ bây giờ dũng mãnh như vậy sao? Tô Yên đứng bên cạnh nghe thấy vậy, lời nói của Ngô Lan Ngọc giống như viên đá ném xuống hồ, gây nên từng đợt gợn sóng cũng không biết có phải liên quan đến lời nói của Ngô Lan Ngọc không mà lúc Tô Yên nhìn Hạ Phi và Hạ Vũ mặc cũng cảm thấy hai đứa bé quả thực có chút giống Lục Cận Phong. Nhưng ngay sau đó, Tô Yên lại xóa bỏ ý nghĩ trong đầu, điều này sao có thể được chứ? Cô và Lục Cận Phong quen biết nhau chưa được nửa năm, sao có thể có một cặp song sinh lớn như vậy chứ? Ngô Lan Ngọc mỉm cười khen hai đứa bé đẹp trai, thông minh, sau đó cầm hai túi hồng bao làm quà gặp mặt, cầm đi, đây là một chút tấm lòng của bà nội Ngô. Lan Ngọc, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Trần Tố Anh vội vàng nói, hai đứa bé này không phải là con trai của Lục Cận Phong, bà hiểu lầm rồi, nhưng mà Tiểu Yên rất nhanh sẽ trở thành con dâu của tôi thôi. Hả, Ngô Lan Ngọc có chút xấu hổ, mỉm cười, không sao, hai đứa bé thật khiến người ta yêu thích, hồng bao này nhất định phải tặng chúng. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đều không nhận lấy, đồ của người lạ không thể nhận được. Hai đứa bé này, còn khách khí với bà nội ngô nữa sao? Trần Tố Anh nói, Hạ Phi, Tiểu Vũ, hai con nhận đi. Lúc này Hạ Phi và Hạ Vũ mặc mới nhận lấy, còn ngọt ngào nói một câu cảm ơn bà nội ngô. Trông giống thật đấy, ngô Lan Ngọc nhìn hai đứa bé, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống Lục Cận Phong lúc còn nhỏ. Đúng rồi Tố Anh, tôi còn có chuyện, gặp lại ở đại thọ 80 của ông cụ nhé. Được, bà cứ bận việc của mình đi. Sau khi Ngô Lan Ngọc rời đi, Trần Tố Anh lại quan sát Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, mỉm cười nói với Tô Yên, Tiểu Yên, đồ ăn và rượu cũng thử tương đối rồi, hay là chúng ta đưa Hạ Phi và Tiểu Vũ đi mua mấy bộ quần áo đi. Trong bữa tiệc đại thọ của ông Cụ Lục, hai đứa bé phải mặc đẹp một chút. Vâng, Tô Yên cũng muốn mai cho hai đứa bé mấy bộ quần áo. Trong hai đứa bé, Tô Yên cảm thấy Hạ Phi là người thua thiệt nhất, cô dẫn Hạ Vũ Mặc đi mua mấy bộ quần áo, cũng mua cả đồ chơi nhưng chưa bao giờ mua gì cho Hạ Phi cả. Mấy người thu dọn xong thì rời đi, một bóng người cao lớn từ phía cột đá cẩm thạch bước ra. Đôi mắt sâu thẳm của lục thừa mẫn nhìn chằm chằm hướng mấy người tội yên rời đi. Hai tên nhóc Hạ Phi và Hạ Vũ mặc là con trai của lục cận phong sao. Nếu như vậy thì thực sự là ông trời đang giúp anh ta rồi. Lòng lục thừa mẫn trầm xuống, gọi một cuộc điện thoại nói, việc làm ăn giao đến cửa đây rồi, có nhận hay không? Mấy người tội yên đi dạo hơn hai tiếng trong trung tâm thương mại, mua được không ít đồ cho Hạ Phi và Hạ Vũ mặc. Hạ Phi và Hạ Vũ mặc bất luận là đi đến chỗ nào cũng đều được hoan nghênh, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Lúc mua quần áo, nhân viên bán hàng theo bản năng cho rằng Tô Yên là mẹ của hai đứa bé, mà Trần Tố Anh chính là bà nội của chúng. Những nhân viên bán hàng kia khen ngợi hai đứa bé lớn lên rất đẹp trai. Đặc biệt là đôi mắt, rất câu dẫn người khác, lớn lên nhất định là tai họa, khiến cho các cô gái yêu thích hạ phi trưởng thành bình tĩnh mặc bộ tây trang nhỏ trông vô cùng đẹp trai mang kiểu mẫu quốc tế hạ vũ mặc đẹp trai dễ thương khiến người ta yêu thương ngũ quan xinh xắn làn da trắng nón so với mấy ngôi sao nhí quốc tế trên tạp chí còn xinh đẹp hơn tô yên nhìn hai đứa bé trong lòng mềm mại lúc này lục cận phong gửi tin nhắn tới yên yên đang ở đâu vậy đã qua hơn nửa ngày rồi lúc này lục cận phong mới nhớ liên lạc với cô trong lòng tô yên còn hơi tức giận nhưng nghĩ đến việc lục cận phong vì cô mà đào hồ nước cho cô trồng hoa súng trong lòng cũng dễ chịu hơn tô yên nhắn tin đáp lại em đang đi cùng cô hạ phi và tiểu vũ sau khi gửi tin nhắn đi đợi rất lâu lục cận phong mới đáp lại một từ ừm um. ừm um. có ý gì đây tô yên bĩu môi đang định cất điện thoại đi thì lưu Hạo gửi tin nhắn đến bảo cô đến công ty một chuyến có một tài liệu cần dịch gấp là tiếng bồ đào nha, công ty không ai biết ngoại ngữ này, Lưu Hạo nhớ là Tô Yên biết nên tạm thời bảo Tô Yên trở về công ty. Tô Yên giao hai đứa bé cho Trần Tố Anh, lập tức lái xe đến tập đoàn Lục Thị. Ở bãi đỗ xe, Tô Yên nhìn thấy xe của Lục Cận Phong đang chạy ra ngoài, cô muốn kêu một tiếng nhưng xe đã đi xa rồi, cũng đành thôi. Tô Yên trở lại công ty, Lưu Hạo thở phào nhẹ nhõm, Tô Yên, cuối cùng cô cũng tới rồi, cô nhanh chóng dịch phần tài liệu này ra đi, giám đốc Phương đang chờ để xem đấy. Được, Tô Yên lật xem nói, cho tôi một tiếng đi. Tài liệu hơi nhiều, cần chút thời gian. Lưu Hạo nhíu mày, nhiều nhất là 40 phút thôi, Tô Yên, vất vả cho cô rồi. Để tôi thử xem, Tô Yên cũng không nói lời vô ích nữa, bắt đầu làm việc. Lưu Hạo đứng bên cạnh làm trợ thủ cho cô. Đã mấy ngày rồi Tô Yên chưa đến công ty, trong giới có không ít người biết chuyện của Tô Yên và Lục Cận Phong, nhưng ở trong công ty vẫn còn có nhiều đồng nghiệp không biết. Hai tay Tô Yên gõ bàn phím, tập trung tinh thần, tốc độ rất nhanh, đọc lướt xem qua tài liệu. Sau khi Trần Tố Anh dẫn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc đi dạo quanh trung tâm thương mại xong thì đi ăn cái gì đó, đến cổng trung tâm thương mại thì gặp phải Lý Văn. Lý Văn đi xe mô tô, vô cùng thu hút, nhìn Hạ Vũ Mặc huyết sáo, thấy xe mô tô của cậu có đẹp không? có muốn cậu dẫn con đi hóng gió không nào? Hạ Phi nhìn Hạ Vũ mặc nói, người này là ai thế? Là em kết nghĩa của dì Tô, đây là lần đầu tiên Hạ Vũ mặc gọi Tô Yên là gì? Đây cũng là sợ Hạ Phi không hiểu rõ, thật là bất đắc dĩ mà. Dì Trần, Lý Văn cũng lên tiếng chào hỏi Trần Tố Anh, khí sắc hôm nay của dì Trần thật tốt, trông như cô gái nhỏ mới 20 tuổi vậy. Cái miệng này của cậu, đúng là biết dỗ người mà. Trần Tố Anh bị Lý Văn dỗ đến vui vẻ. Lý Văn vỗ vỗ vào xe mô tô, tiểu vũ, lên xe, cậu dẫn con đi dạo một vòng. Cũng vào lúc này, Hạ Phi đột nhiên nheo mắt lại, từ trong gương chiếu của xe Lý Văn cậu bé nhìn thấy cách đó không xa có mấy người mặc đồ đen, áo đen quần đen, đeo kính dâm. Hạ Phi lập tức cảnh giác, lẽ nào người của tổ chức thiên lang biết cậu bé là người của ám dạ nên đến bắt cậu sao? Lúc rời đảo, ông Tiết đã nhiều lần nhắc nhở cậu, tổ chức ám giả có không ít kẻ thù, cách hai ba ngày lại gặp phải ám sát là chuyện rất bình thường. Hạ Phi luôn rất cẩn thận, chỉ có một lần cùng Hạ Vũ ngoài làm nhiệm vụ mà thôi. Hạ Phi không hề hoảng sợ, đi đến bên cạnh Lý Văn, mở miệng ra lệnh cho anh ta nói, chú dẫn em trai tôi đi dạo một vòng, sau đó đưa nó trở về nhé. Vừa dứt lời, mấy người kia nhanh chóng bước đến, hung hăng nói, giao hai đứa trẻ này cho chúng tôi, đừng xen vào chuyện của người khác lý văn và trần tố anh lờ mờ khó hiểu các người làm cái gì đấy giữa thanh thiên bạch nhật mà dám bắt cóc trẻ con hả trần tố anh che chở có biết tôi là ai không nhà họ lục ở đế kinh các người có đắc tội nổi không cút sang một bên đi một người mặc đồ đen đẩy trần tố anh ra làm cái gì làm cái gì đấy muốn tạo phản hả ông nội lý của mày đang ở đây nè dám kiêu ngạo như vậy hả lý văn nhìn thấy vậy từ trên xe mô tô bước xuống bọn mày cứ đợi đấy tao lập tức gọi mười mấy anh em đến đánh chết chúng mày dám bắt cóc người hả lý văn đang định gọi điện thoại thì một người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng đánh rơi điện thoại một quyền đánh lý văn lùi về sau mấy bước con bà nó dám động vào ông đây à chúng mày chán sống rồi lý văn sắn tay áo chuẩn bị lao vào đánh nhau với bọn chúng hạ phi thấy tình thế không ổn lắm phía sau còn có mấy chiếc xe bình dân người của đối phương rất đông còn có súng cậu bé lập tức kéo lý văn đánh cái gì mà đánh nhanh chạy thôi lên xe lý văn cũng nhìn thấy đối phương có súng anh hùng không chịu thua thiệt trước mắt xoay người lên xe mô tô hạ phi cũng trèo lên xe vươn tay kéo hạ vũ mặc em trai nhanh lên đây hạ phi để cho hạ vũ mặc ngồi giữa tốc độ của ba người rất nhanh mới có mấy giây đã ngồi trên xe rồi lái xe đi còn trần trừ gì nữa hạ phi hét lên một tiếng lý văn nhanh chóng rời đi từ lối ra phía trước tiếng súng dày đặc phía sau lưng lập tức vang lên lý văn không dám quay đầu tức giận nói bọn buôn người bây giờ quả là càn rỡ chú thấy bọn buôn người cầm súng cướp người bao giờ chưa hạ phi vô cùng khinh bỉ nói đám người áo đen lái xe đuổi theo vừa nói chuyện hạ phi vừa rút một khẩu súng lục trong ba lô phía sau ra khẩu súng này đã được ông tiết cải tiến rồi khá nhỏ nhắn xinh xắn nhưng uy lực không hề sụt giảm rất phù hợp với hạ phi hạ phi nhanh chóng lên đạn lý văn nhìn thấy động tác lưu loát của hạ phi kinh hồn bạt vía hỏi đây là súng thật hả mẹ ơi tiểu vũ người này rốt cuộc là ai vậy tuổi còn nhỏ mà đã biết chơi súng cháu sẽ nổ súng thật ư hạ vũ mặc suy nghĩ vô cùng tự hào nói đây là anh hai con hạ phi bình tĩnh trả lời một câu lần đầu tiên chắc là có thể được Hạ Phi đã từng luyện tập ở trong phòng huấn luyện rồi, nhưng đao thật súng thật thì đây là lần đầu tiên. Lý Văn thiếu chút nữa hộp máu. Lần đầu tiên, một đứa bé 5 tuổi chơi súng thực sự khiến người ta kinh sợ rồi, phía sau có nhiều người đuổi theo như vậy, tiếng súng dày đặc, sống chết trước mắt, làm ơn, đừng chỉ nói hẳn là chứ. chương 139, hai anh em thiên hạ vô địch. Lý Văn tăng tốc chân ga, hận không thể lái xe như máy bay. Hai đứa bé phía sau không đáng tin chút nào, vào thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào anh ta thôi. Mấy chiếc xe phía sau nhanh chóng đuổi theo, Lý Văn khóc không ra nước mắt hỏi, rốt cuộc mấy người này là ai chứ, bọn chúng muốn bắt các con hả? Người mặc đồ đen vừa rồi đã nói là bọn chúng đến vì Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, bảo bọn họ đừng xem vào chuyện của người khác. Hai đứa bé 5 tuổi, sao lại chọc phải những người này chứ? Người xấu giọng điệu của Hạ Vũ mặc giống như muốn nói với Lý Văn cậu thật ngốc. Lý Văn muốn nổi giận, đương nhiên anh ta biết chúng là người xấu rồi, không phải người xấu thì có thể dùng súng đuổi theo bọn họ không. Hạ Phi điều chỉnh tư thế, cầm súng trong tay, ngắm chuẩn vào chiếc xe dẫn đầu phía sau, bóp cò. Bằng một tiếng, lốp xe của đối phương nổ tung, bởi vì chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh cho nên trực tiếp lập nghiêng, chiếc xe phía sau cũng trực tiếp đụng trúng đuôi của xe trước, hai chiếc xe va chạm vào nhau oa wow, hoa wow, anh hai giỏi quá vẻ mặt hạ vũ mặc sùng bái phấn khởi nói với anh hai mình lý văn cho xin đi bây giờ chúng ta đang chạy trốn đấy trong lòng lý văn kinh hãi đứa bé này lớn lên trông phấn nộn đáng yêu như vậy mà kỹ thuật bắn súng lại chuẩn xác như vậy yêu nhiệt từ đâu tới đây hả lý văn có chút phân tâm tốc độ chậm hơn một chút hạ phi quát chói tai lái xe đến chỗ đông người đi nhanh lên đường cao tốc đi Xe phía sau vẫn còn đang đuổi theo. Nguy hiểm thật đấy, Lý Văn nói, xe mô tô không thể đi đường cao tốc đâu, bị phạt đấy. Hạ Phi tức giận, sắp mất mạng rồi chú còn quản đến việc có bị phạt hay không hả? Lái nhanh chút đi, trực tiếp đi lên đi. Phía trước là lối vào đường cao tốc, nhưng có cảnh sát giao thông đang đứng đó. Lý Văn có chút kinh sợ, Hạ Vũ mặc đập một cái vào sau ót Lý Văn, còn không lên ba chúng ta sẽ chết đấy. Lý Văn hạ quyết tâm giận dữ hét lên em gái nó mặc kệ đi hôm nay ông đây phải chơi một trận lớn mình là cậu ấm nhà họ lý sợ cái đầu bu sao y ấy tiểu vũ cậu cho con chiêm ngưỡng kỹ thuật lái xe nè lý văn nghiến răng trực tiếp lao về lối vào đường cao tốc cảnh sát giao thông dùng bộ đàm kêu lên xe mô tô phía trước nhanh dừng lại lập tức đi xuống đường cao tốc còn chưa nói xong có mấy chiếc xe lướt qua như một cơn gió trực tiếp tông gãy lan can lao đến đường cao tốc mũ của cảnh sát giao thông bị gió thổi lệch, anh ta vội vàng sửa lại, vỗ vỗ ngực, mẹ nó, chán sống rồi hả? Cảnh sát giao thông lo lắng kêu lên, có biến, có biến rồi, tất cả đại đội cảnh sát giao thông nhanh chóng đến đường cao tốc Ninh Thúc đi. Xe trên đường cao tốc rất nhiều, tốc độ cũng rất nhanh, xe phía sau muốn đuổi theo cũng hơi khó khăn. Những người đàn ông mắt thấy sắp vụt mất, trực tiếp đi thông đạo khẩn cấp, nổ súng muốn giết chết Lý Văn chỉ khi xe dừng lại thì bọn chúng mới bắt người được hạ phi phát hiện ra ý đồ của đối phương bình tĩnh chỉ huy rẽ sang trái bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào chú cúi đầu đi peng peng lý văn cúi đầu viên đạn xẹt qua đỉnh đầu anh ta mé ông đây chỉ chậm một chút nữa thôi là bị bắn nổ đầu rồi lý văn cảm thấy vừa kích thích vừa phẫn nộ hạ phi từ túi sau lưng móc ra một khẩu súng đưa cho hạ vũ mặc nhắm vào lốp xe và cửa kính làm theo những gì trước đó anh dạy cho em. Anh yên tâm đi, Hạ Vũ mặc cầm súng có chút hưng phấn. Trước đó Hạ Vũ mặc đã từng ở trong phòng huấn luyện đợi Hạ Phi, Hạ Vũ mặc rất thông minh, không có kinh nghiệm thực chiến, cậu chỉ cần nhìn qua một lần là đã học được rồi. Lý Văn nhìn thấy hai anh em cầm súng, giọng nói có chút run rẩy, "Tiểu Vũ, các con làm cái gì đấy?" Siết chết bọn chúng, hai mắt Hạ Phi khẽ nhíu lại, vô cùng ngang ngược, muốn bắt anh em bọn tôi sao? tôi để cho bọn chúng biết như thế nào gọi là khinh thường trẻ vị thành niên. Lý Văn buồn giàu, mẹ nó ai dám xem thường chứ? Lý Văn lái xe, tận dụng mọi thứ, chiếc xe mô tô nhỏ nhắn này trên đường cao tốc rất có ưu thế. Hạ Phi nhắm chuẩn chiếc xe phía sau, nổ súng chuẩn xác, bắn trúng cửa kính, mảnh vỡ thủy tinh văng ra khắp nơi, lúc người áo đen kia né tránh thì xe trực tiếp mất khống chế lao ra ngoài. Lại thủ tiêu được một chiếc xe nữa. Làm đẹp lắm. Lý Văn cũng rất hưng phấn, theo bản năng gieo hò. Hạ Vũ Mặc cũng nổ súng nhưng bắn lệch. Dù sao cũng chưa từng được huấn luyện. Hạ Vũ Mặc có chút mất mát, nắm đấm nhỏ nhắn nắm chặt bắn lại lần nữa. Xe phía sau tiếp tục đuổi theo, Hạ Vũ Mặc hưng phấn cần khẩu súng ngắm tới ngắm lui. Người đàn ông áo đen lái xe bị dọa sợ né qua né lại, giống như mèo vờn chuột, bị Hạ Vũ Mặc chơi đùa. Nhìn thấy kỹ thuật bắn súng của Hạ Phi, bọn chúng cũng không dám xem thường Hạ Vũ Mặc nhưng mà bọn họ thực sự đánh giá hạ vũ mặc quá cao rồi hạ vũ mặc nở nụ cười tà mị giọng nói nhõng nhẽo mang theo vài phần khí phách làm một động tác bắn súng giả xem tôi đây a à, người đàn ông bị dọa sợ ném luôn cả tay lái xe bị đụng vào xe khác năm chiếc xe đụng vào nhau trên đường cao tốc nhất thời hỗn loạn xe phía sau cũng chỉ có thể dừng lại anh ơi em xử lý được năm chiếc xe rồi đấy hạ vũ mặc hưng phấn hét lớn hạ phi Lý Văn, điều này cũng có thể được sao? Những chiếc xe phía sau mắng nhiếc. Không cần mạng nữa hả, lái xe kiểu gì đấy? Xe mô tô mà cũng dám đi lên đường cao tốc hả? Em gái ngươi, không phải lại đụng tới hắc đạo chứ? Nhân lúc đường cao tốc bị tắc, Hạ Phi nói, ra khỏi đường cao tốc, đi đường nhỏ đi. Không thành vấn đề, Lý Văn đi xuống từ giao lộ đường cao tốc gần nhất, sống hơn 20 năm trên đời, đây chắc chắn là ngày tuyệt vời nhất kích thích quá đi mất. Đường nhỏ ô tô không đi vào được, Lý Văn một mạch đi vào đường nhỏ, đi được nửa đường thì xe bị hỏng. Nguy rồi, xe chết máy rồi. Lý Văn sầu muộn nói, nếu không chúng ta đến đồn cảnh sát gần đây để báo án đi. Không thể được, Hạ Phi nói, chỉ e chúng ta còn chưa đến đồn cảnh sát được đã bị giết chết rồi. Hạ Phi tạm thời không hiểu rõ rốt cuộc có phải là tổ chức thiên lang không, hay là thế lực khác. Đối phương muốn bắt cả em trai nữa, chỉ e là không đơn giản như vậy đâu. Hạ Vũ mặc nói, vậy đi sửa xe đi, dùng điện thoại xem xem gần đây có cửa hàng sửa xe nào không. Được, Lý Văn lấy điện thoại ra, tra bản đồ trên Baidu tìm được cửa hàng sửa xe, cách đây khoảng 1 km, vẫn may, không xa lắm. Hạ Phi suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Vạn Nhất, Ngài Vạn, tôi vừa bị truy sát, anh kiểm tra xem, gần đây tổ chức ám giả có đắc tội với người nào không. Rõ ràng là Vạn Nhất vẫn chưa kịp phản ứng lại, trêu chọc nói: "Cậu nhóc này được đấy, vừa rời khỏi đảo đã bị truy sát rồi, kẻ thù còn nhiều hơn cha nuôi cậu và tôi nữa, chúng ta làm cái nghề này, bị người ta đuổi giết là chuyện bình thường, quen rồi là được." Sóng điệu của Vạn Nhất làm ra vẻ ít thấy thì lạ nhiều, nói với Hạ Phi. "Ngài Vạn." Hạ Phi nghiến răng, hận không thể một tát đánh chết Vạn Nhất, đối phương nhắm vào tôi và em trai tôi. "Tiểu Vũ." Lúc này Vạn Nhất mới kịp phản ứng lại, nghe giọng điệu của cậu, hẳn là không sao rồi, gần đây ám giả không đắc tội với người nào cả, nhưng mà kẻ thù trước đây rất nhiều, tôi phái Hạ Huy, Hạ Vũ đi cứu cậu. Tôi gửi định vị cho anh, Hạ Phi cũng không trông cậy vào cái tên vạn nhất không đáng tin cậy này. Lý Văn còn đang kinh hãi, tiểu vũ, anh hai con rốt cuộc là ai vậy? Đứa bé 5 tuổi, trầm ổn bình tĩnh, vừa rồi trong mưa bom bão đạn vẫn bình tĩnh chỉ huy, xử lý được mấy chiếc xe thế này mà là trẻ con á, đây quả thực là yêu nghiệt mới đúng. Hạ vũ mặc buông lỏng tay, anh hai chính là anh hai thôi. Lý Văn tức giận, anh ta có hỏi điều này đâu. Tiểu vũ, con xem vừa rồi suýt chút nữa cậu đã mất mạng rồi, con nói cho cậu biết, tại sao những người này lại muốn bắt các con vậy. Bởi vì bọn họ là người xấu, hạ vũ mặc cũng không biết, dù sao cậu bé chỉ biết là rất kích thích mà thôi, những người kia đều là người xấu. Lý Văn Hạ Phi vô cùng khổ não nói, tôi và em trai tôi vừa phấn nộn vừa đáng yêu, người gặp người thích, ai cũng muốn ôm về nhà, ai ya. Lý Văn buồn bực nói, rõ ràng bọn họ muốn mạng của hai đứa, rốt cuộc cháu là ai? Tôi là Hạ Phi, anh hai của Hạ Vũ Mặc. Hạ Phi trịnh trọng giới thiệu bản thân, năm nay vừa tròn 5 tuổi. Khóe miệng Lý Văn run rẩy, thật đúng là anh em ruột. Đứa bé 5 tuổi mà đã giết mười mấy người, xử lý mấy chiếc xe rồi. Hạ Phi lời nói sâu xa, ai bảo bọn họ quá coi thường trẻ vị thành niên, ai ya, đây chính là bài học xương máu đấy. Hạ Phi ngồi lên xe mô tô, đi thôi. Lý Văn cạn lời nhìn hai anh em trên xe mô tô, xe hỏng rồi, hai đứa xuống đi bộ đi. Hạ Vũ mặc cười tủm tỉm nói, cậu ơi, dù sao cậu cũng phải đẩy xe mà, con với anh hai nhẹ lắm, vất vả cho cậu rồi. Lý Văn, chương 140, ba người bị bắt lý văn cam chịu số mệnh đẩy xe mô tô về phía trước hai đứa nhóc trên xe trông phấn nộn vô hại hoàn toàn không thể tưởng tượng được những người đó vừa mới bị hai nhóc xử lý ánh chiều tà lúc mặt trời lặn xuyên qua rừng cây bao trùm trên người hai đứa bé quả thực là giống như hai tinh linh hạ xuống nhân gian vậy vô cùng thuần khiết anh ơi anh đói chưa em cho anh ăn nè hạ vũ mặc từ trong ba lô phía sau lấy ra một túi khoai tây chiên hạ phi nhìn thấy thịt hai bên eo của em trai mình em trai em còn ăn những thứ này nữa sẽ biến thành heo đấy cho nên những thứ này cứ để anh hai giải quyết giúp em hạ phi lấy đi toàn bộ khoai tây chiên của em trai mình hạ vũ mặc lý văn đúng là không biết xấu hổ đối với anh hai hạ vũ mặc rất hào phóng lặng lẽ từ trong ba lô lấy ra một quả táo để gặm trong ba lô hạ phi không thể lấy ra được vũ khí nào có lực sát thương lớn một tí trong ba lô Hạ Vũ mặc lại lấy ra được toàn đồ ăn. Đúng là cái đồ thích ăn hàng. Lý Văn vất vả đẩy xe, nói Tiểu Vũ, cho cậu cắn một miếng đi. Không cho. Hạ Vũ mặc cắn rôm rốp một miếng táo, Hạ Phi từ tốn ăn khoai tây chiên, giòn tan, cảm giác rất ngon. Hai tên nhóc kia, cậu cực khổ đẩy xe mà các con lại ngồi trên xe nhàn nhã ăn đồ ăn, quả thực là không có nhân tính mà. Lý Văn rất buồn bực, bên tai anh ta toàn là tiếng rôm rốp khiến anh ta rất muốn mặc kệ không làm nữa. Hạ vũ mặc vung vẩy cánh tay nhỏ mũm mím, cậu ơi, làm đàn ông, không thể hẹp hòi như vậy đâu, phải rộng lượng, thân sĩ, cậu xem con và anh hai thân sĩ phong độ biết bao. Choáng váng luôn á, hai nhóc phong độ thân sĩ thì xuống đẩy xe dùm đi. Hạ thiên từ trong ba lô lấy ra một chiếc máy tính mini, nghiêm túc kiểm tra, trên cánh tay đám người vừa truy sát bọn họ đều xăm hình con rồng. Có lẽ đây chính là manh mối có thể biết được đối phương là ai. Hạ Phi nghiêm túc, khí chất bao trùm, Lý Văn nhìn mà cảm thấy hơi sợ. Đứa nhỏ này, tuổi còn nhỏ sao có thể lạnh lùng như Lục Cận Phong thế kia? Hạ Vũ mặc nghiêng đầu nhìn nội dung trên máy tính, rất nhanh, Hạ Phi tra ra được, nghi hoặc lông mày nhíu lại, người của Phi Long Bang, thật to gan, dám truy sát mình và em trai, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà. Anh ơi, Phi Long Bang là cái gì? sắc mặt hạ vũ mặc tò mò hỏi lý văn kinh ngạc một lúc sung phong nói tiểu vũ cậu phổ cập cho con biết phi long bang này cậu biết phi long bang này là bang phái lớn thứ hai ở đế kinh tiếng tăm lừng lẫy bang chủ tên là chu tử thành là một người rất hung ác có thù tất báo hạ phi chửi bậy chỉ là một tên lâu la mà thôi đứng trước tổ chức ám dạ phi long bang chỉ là thứ rác rưởi không chịu nổi một đòn lý văn cười nói nhóc con khẩu khí không nhỏ đâu, vừa rồi thiếu chút nữa cháu bị tiểu lâu la kia giết chết đấy, sao cháu lại đắc tội với phi long bang thế, đúng rồi, chúng nghe nói chu tử thành này có sở thích ở phương diện kia, thường chọn những đứa bé trắng trẻo mập mạp để ra tay đấy, không phải bắt các cháu là muốn. Im miệng, ánh mắt sắc bén hạ phi quét xung quanh một lần, chú đi bên nào đấy. Ô hô, đi ngược rồi, Lý Văn vào đầu, cười hắc hắc nhìn nhầm bản đồ. Lý Văn vừa quay đầu sau đó nhìn thấy một cảnh tượng đáng buồn xảy ra. Cách đó 50 mét, hàng chục xe mô tô xếp thành hàng dài trực tiếp bao vây bọn họ lại. Vừa rồi những người kia lái xe ô tô con, lái xe mô tô thì có chút ưu thế hơn, bây giờ đối phương không buông xuôi, lại có nhiều người đến như vậy, thêm nữa xe mô tô của bọn họ đã bị hỏng rồi, lần này có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Lý Văn nuốt nước bọt, chủ tử thành kia muốn bắt hai đứa, hẳn là sẽ bỏ qua cho cậu nhỉ, cậu cũng có phải nhóc con trắng nõn mập mạp đâu. Cậu ơi, cậu dám bỏ rơi chúng con lại mà chạy mất, con sẽ tố cáo với dì Hinh Hinh. Hạ Vũ mặc ung dung nói, muốn con ở trước mặt dì Hinh Hinh khen ngợi cậu hay là nói xấu cậu đây, cậu tự mình cân nhắc đi. Lý Văn cười khổ nói, Tiểu Vũ, con là cái đồ không phúc hậu, chuyên uy hiếp cậu con thôi. Hạ Phi nhìn thấy đối phương khí thế rào rạt, cũng biết không chạy thoát được rồi. Trong thời gian ngắn Hạ Vũ và Hạ Huy không thể đến kịp được, Hạ Phi không hề hốt hoảng, nhảy từ trên xe mô tô xuống. Trước đó không lâu tổ chức ám giả đã san bằng Phi Long Bang, xem ra lần này thế lực còn sót lại của Phi Long Bang đến đây báo thù rồi. Lần trước người san phẳng Phi Long Bang là Hạ Vũ, Hạ Phi trong lòng đang hỏi thăm Hạ Vũ một lần, nhiều cỏ phải nhổ tận gốc, không hiểu đạo lý gió xuân thổi qua lại sinh sôi nảy nở sao. Đám người áo đen xông tới, người cầm đầu là Chu Tử Thành vốn cho rằng chỉ là hai đứa nhóc thôi phái mấy người đến bắt là được rồi không ngờ lại khiến cho toàn bộ người của anh ta hao tổn anh ta không thể không đích thân đến bắt bọn chúng lại cho tôi chu tử thành ra lệnh mấy người áo đen kia lại gần ba người cậu lên đi hạ phi và hạ vũ mặc vô cùng ăn ý lùi ra sau một bước đứng phía sau lý văn lý văn há hốc mồm nhìn hai anh em nhà này khóc không ra nước mắt hóa đừng hố cậu như vậy chứ hạ phi vô hại nói chúng tôi đều là trẻ con chú là người lớn yêu thương trẻ con là truyền thống tốt đẹp lý văn nhìn trong tay đối phương người nào cũng có súng trông dũng mãnh hung dữ có chút run rẩy ngay cả tô yên cậu cũng không đánh lại được thì làm sao là đối thủ của bọn chúng được chứ đây không phải là tự tìm đường chết sao hạ phi và hạ vũ mặc nhìn nhau chúng con tin tưởng cậu mà cậu có thể đấy lên nào hạ phi cố ý kéo dài thời gian chỉ cần hạ vũ hạ huy đến bọn họ mới có thể an toàn được. Giao hai đứa nhóc kia ra đây, nếu không tao bắn vỡ đầu mày bây giờ. Người đàn ông áo đen giơ súng, nhắm vào Lý Văn. Lý Văn quay đầu nhìn hai đứa bé trắng nõn tín nhiệm anh ta như vậy, nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, tao liều mạng với chúng mày, muốn bắt người hả trừ khi chúng mày dẫm qua xác tao nhé. a à, 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 à. Lý Văn hét lớn để tăng thêm lòng can đảm cho mình, một tay đánh rơi súng của tên áo đen khí thế bùng nổ cậu uy vũ hạ vũ mặc huyết sáo lớn tiếng hoan hô hạ phi cũng gieo hò theo cậu chúng còn tự hào về cậu trong lòng lý văn càng sục sôi ý chí nắm lấy cánh tay của tên áo đen muốn ném qua vai nhưng mà thất bại rồi lý văn nắm lấy đối phương một lúc lâu nhưng đối phương không nhúc nhích tí nào không nâng lên nổi hạ vũ mặc hạ phi tên áo đen kia trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Lý Văn, hửm. Thân thể của Lý Văn nhỏ hơn đối phương một nửa, kích thước và khí thế cũng kém cả một đoạn. Kha kha kha, hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Lý Văn cười gược, thầm tích tụ tích lực, hung hăng dẫm lên tên áo đen kia, tao dẫm chết cháu mày này. A, à, tên áo đen đau đến nhảy dựng lên, nổi giận, nắm lấy Lý Văn hung hăng ném ra ngoài. Lý Văn bị nện trúng thân cây, lại rơi xuống đất, kêu rên một tiếng, anh ta cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều lệch vị trí cả rồi hạ phi và hạ vũ mặc lặng lẽ che mắt lại thảm thương không nỡ nhìn luôn chu tử thành cũng không lãng phí thời gian nữa lớn tiếng nói mang hết đi ngẩn ngơ đấy làm gì nữa tha cho bọn họ đi tôi đi với các người hạ phi đứng ra nói người các người muốn bắt là tôi không liên quan gì đến họ cả chu tử thành nói tên hèn nhát này quả thực không liên quan thật nhưng hai tên nhóc chúng mày thì có liên quan đấy ông đây chính là muốn bắt hai đứa chúng mày đấy hạ phi nhíu mày liên quan gì đến em trai tôi chứ cậu mới là người của tổ chức ám dạ em trai không phải tại sao chu tử thành muốn bắt em trai chứ lẽ nào là cậu nghĩ lầm rồi chu tử thành căn bản không biết cậu là người của tổ chức ám dạ chu tử thành cười lạnh hai đứa chúng mày là con trai của lục cận phong tao bắt chúng mày vậy thì lục cận phong không phải là tùy ý cho tao nhào nặn sao con trai của lục cận phong khuôn mặt Lý Văn Lờ mờ. Hạ Phi thân sĩ mỉm cười, các người nhầm rồi, chúng tôi không phải là con trai của Lục Cận Phong. Sao có thể lầm được, tao còn có cả ảnh chụp nữa đây. Chu Tử Thành nhìn bức ảnh rồi nhìn Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc, chính là hai người các người, dẫn đi cho tôi, còn có tên hèn nhát này nữa, cũng mang đi luôn. Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc rất buồn bực, bọn nhóc không phải là con trai của Lục Cận Phong, sao Chu Tử Thành lại khẳng định nói các nhóc là con trai của Lục Cận Phong chứ? Lý Văn cũng đứng lên nói, bang chủ chu, thực sự nhầm rồi, quỷ chết hiểu lục cận phong kia, sao có thể có con trai được chứ, hai đứa chúng nó thực sự không phải là con của anh ta đâu, lục cận phong không có con trai, anh đi hỏi thăm một chút là biết ngay ấy mà. Có người gọi điện thoại tới nói hai tên nhóc này là con riêng của lục cận phong, bất kể là phải hay không, cũng dẫn đi trước, lục cận phong mượn gió bẻ măng, hại nhiều anh em của phi long bang tao như vậy, lần này phải để anh ta trả giá đắt lúc tổ chức ám dạ san bằng phi long bang, quả thực là dùng danh nghĩa của tập đoàn lục thị mà thừa nước đục thả câu. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 7